rể quý trời cho. Chương 1361, nói cho tôi tất cả. Mà tình hình thật sự chính là như vậy. Sự đối kháng toàn lực lúc này, nếu như Lâm Thanh Diện chưa tu hành nửa sau của huyền công thì chỉ e cũng khó mà chịu nổi. Nhưng cho dù là như vậy thì miệng của Lâm Thanh Diện vẫn chảy ra máu tươi. Lúc này, đúng lúc Lý Mộ Bạch cũng về tới chỗ này. Khi ông ta nhìn thấy tên đàn ông áo bào đen ngã trên mặt đất kia, cũng chả có kinh ngạc gì mấy. Bởi vì ông ta luôn tin rằng, chỉ cần Lâm Thanh Diện nói có thể làm được, thì nhất định sẽ không có vấn đề gì. Cậu bị thương rồi, Lý Mộ Bạch hỏi, so với sự tử vong của đối phương thì vết thương của Lâm Thanh Diện vẫn là chuyện khiến ông ta lo lắng nhất. Lâm Thanh Diện mỉm cười một cái, không có gì lớn đâu. Nói xong, anh tự giễu mà cười một cái, tên này thật sự khá lợi hại, muốn giết một thần cảnh trung kỳ vẫn thật sự khá khó khăn, xem ra sau này vẫn cần cố gắng nâng cao tu vi của mình mới được. Lý Mộ Bạch lúc này kinh ngạc mà nói, cái gì? Cậu nói, cậu đã giết một người thần cảnh trung kỳ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lâm Thanh Diện gật đầu, nhưng lần này thắng không được hoàn mỹ cho lắm, bản thân cũng bị thương tích nhẹ một chút. Lý Mộ Bạch chấn kinh mà nói, tuổi còn trẻ mà đã có tu vi như vậy, càng là người dùng thực lực của thần cảnh sơ kỳ vượt cấp mà giết được thần cảnh trung kỳ. Lâm Thanh Diện, cậu thật sự khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác đó. Lý lão tiền bối, tàn hồn của tên đàn ông hồi nãy, ông có truy kích được chưa? Lâm Thanh Diện hỏi. Đó là đương nhiên, lão phu đã khiến cho hồn phách của hắn tan tát rồi. Lý Mộ Bạch hờ hững mà nói. Khóe miệng Lâm Thanh Diện khẽ nhướng lên, ông lão này làm chuyện gì thì mình tuyệt đối yên tâm. Mà điều khiến Lý Mộ Bạch kinh ngạc chính là, cái tên thần cảnh trung kỳ bị Lâm Thanh Diện giết chết này, thậm chí còn không kịp chạy trốn tàn hồn thì đã chết rồi. Hóa ra vào giây phút Lâm Thanh Diện và hắn đối kháng, thì thần hồn cường đại cuối cùng đã khóa đối phương lại, cứ như vậy, tên đàn ông áo đen này cho dù có muốn chạy trốn tàn hồn thì cũng không thể làm được, chỉ có thể bị hủy diệt cùng với xác thịt của mình thôi. Điện chủ. Trong mắt Chu Tước ngấn lệ, bên dưới khóe mắt của cô ta, còn có hai đường nước mắt. Lâm Thanh Diện biết, bốn người Thanh Long Bạch Hổ Huyền Vũ Chu Tước có mối quan hệ cực kỳ tốt, mà trong đó hai người Chu Tước và Huyền Vũ có độ tuổi tương đương. Bình thường càng thân thiết hơn. Bây giờ Huyền Vũ đã chết, Chu Tước thương tâm thì cũng là khó tránh. Lâm Thanh Diện nhìn Huyền Vũ đang nằm dưới đất, sát khí trong ánh mắt lập tức hiện lên. Thương nguyên giới. Lâm Thanh Diện hét lớn một tiếng, dùng sức đấm một quyền lên người của tên đàn ông áo bào đen đã chết kia, đối phương trực tiếp hóa thành một đống bùn nhão, dường như chỉ có như vậy, mới có thể khiến cho sự phẫn nộ tích tụ của Lâm Thanh Diện được giải phóng. Tống Nghĩa và Triệu Nhân ở bên cạnh căng thẳng vô cùng, bọn họ chậm rãi che chắn Tiểu Nguyệt ra sau mình. Bất luận thế nào thì bên mình suy cho cùng cũng là người của Thương Nguyên Giới, bây giờ, người của Thương Nguyên Giới giết thủ hạ của Lâm Thanh Diện, rất khó bảo đảm rằng Lâm Thanh Diện có làm ra chuyện giận cá chém thớt lên đầu mình hay không. Lâm Thanh Diện. Lúc này, Tiểu Nguyệt đi ra từ đằng sau, cô ta nhìn Lâm Thanh Diện nói, thật không ngờ chuyện sẽ xảy ra như hôm nay. Nếu như anh muốn chút giận thì tính mạng của tôi tùy anh xử trí. Lâm Thanh Diện nhìn người phụ nữ trước mắt này, hai tay siết chặt lại. Anh trầm giọng nói, cô đã nhìn thấy rồi, người của thế giới này như bọn tôi là người có tín ngưỡng, Huyền Vũ tuổi còn trẻ đã bị Thương Nguyên Giới các người giết rồi, cô nói xem, thù này, tôi há có thể không báo sao. Điện chủ Lâm, lúc đó chúng tôi có bảo bọn họ đi trước đi, rời khỏi chỗ này đi, chỉ là người trẻ tuổi này không nghe, nói ra. Xảy ra chuyện như vậy, chúng tôi đều rất áy náy. Tống Nghĩa tiến lên một bước nói. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nhìn ông ta, lời ông nói thật thừa thãi. Kích sát Thương Nguyên Giới vốn chính là trách nhiệm của chúng thần điện bọn tôi, Huyền Vũ làm như vậy, không phải vì các người, mà là vì phải gánh vác cái trách nhiệm này. Huyền Vũ không hổ là người của chúng thần điện chúng tôi. Tống Nghĩa cúi đầu, quả thực, cái dũng khí biết rõ là không được nhưng vẫn làm này, vốn không phải là ai cũng có. Cho nên, trước đây anh không giết ba người chúng tôi, bây giờ có phải hối hận rồi không? Tiểu Nguyệt hỏi, nếu như anh hối hận, không sao, bây giờ giết tôi bảo đảm sẽ không nói gì anh hết. Tôi làm chuyện gì chưa bao giờ hối hận. Lâm Thanh Diện lạnh giọng nói, chỉ là, Thương Nguyên Giới vậy mà lại có thực lực phái đến 5 tên sát thủ trong một lần, điều này khiến tôi không ngờ được, xem ra thực lực bên các người quả thực rất lợi hại. Mấy người này, là từ Tuyết Nhi bí mật đào tạo. Ngay cả cha tôi cũng không biết. Tiểu Nguyệt nói. Bí mật đào tạo. Lâm Thanh Diện khẽ nhíu mày, nói như vậy,
chị gái của Tiểu Nguyệt này hẳn là còn khó đối phó hơn Tiểu Nguyệt nữa, dã tâm cũng lớn hơn. Chu Tước, chúng ta đi thôi. Lâm Thanh Diện đi tới bên cạnh, vác thi thể của Huyền Vũ lên. Chu Tước theo sau, Lý Mộ Bạch đồng thời đi về phía chiếc Hammer kia. Đợi đã. Lúc này, Tiểu Nguyệt như đã hạ quyết tâm gì đó, liền đuổi theo. Cô muốn làm gì, tôi khuyên các người vẫn nên tìm một chỗ an thân trước đi, nếu không, người chị gái tốt đó của cô nói không chừng sẽ còn phái người đến giết cô, lần sau, các người sẽ không còn may mắn như vậy nữa đâu. Lâm Thanh Diện nói với Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt cắn chặt môi, Lâm Thanh Diện, cho chúng tôi theo anh về chúng thần điện đi. Ồ, ánh mắt Lâm Thanh Diện mang theo sự giễu cợt mà nhìn đối phương, cô khá thông minh đó, biết bây giờ ở thế giới bên ngoài sẽ nguy hiểm, mà chúng thần điện chúng tôi thì lại là chỗ tương đối an toàn, vì vậy nên muốn ở đó để được che chở, đúng chứ? Tiểu Nguyệt gật đầu, quả thực là như vậy, nhưng đây vốn không phải tôi tham sống sợ chết, chỉ là, chú Tống và chú Triệu lần này theo tôi đến đây, cũng bị Từ Tuyết Nhi bức hại. Cho dù anh chỉ có thể thu giữ hai người bọn họ, đến khi vết thương bọn họ khỏi hẳn rồi cho bọn họ đi thôi, thì cũng được hết. Còn tôi, tự tìm một nơi thoi thóp hơi tàn là được. Lâm Thanh Diện nhìn cô ta, ánh mắt đối phương đã nói cho Lâm Thanh Diện biết, cô ta vốn không có nói dối. Hơn nữa, Lâm Thanh Diện cũng biết, chị gái của đối phương là nhân vật có thể làm ra chuyện chính tay giết em gái, chuyện như vậy xảy ra trên người của Tiểu Nguyệt, chắc chắn sẽ khiến cô ta hoàn toàn chết tâm với Thương Nguyên Giới. Tiểu công chúa, cô đừng như vậy, cô đi đâu thì chúng tôi đi đó, tôi và Tống Nghĩa sẽ luôn bảo vệ cô. Triệu Nhân nói. Đúng đó tiểu công chúa, chúng thần điện không phải chỗ chúng ta có thể ở, nói chứ, điện chủ Lâm bọn họ có thể giết 5 tên sát thủ này đã là giúp chúng ta một chuyện lớn rồi, chúng ta đừng có làm khó bọn họ, dù sao, bọn họ cũng là chúng thần điện, mà chúng ta là người của Thương Nguyên Giới. Tống Nghĩa cũng nói. Đến bây giờ, các người vẫn còn nhớ đến Thương Nguyên Giới sao? Tiểu Nguyệt lạnh giọng hỏi, chú Tống, chú Triệu, Từ Tuyết Nhi có thể làm ra chuyện như vậy, thì ở trong lòng chị ta, đã sớm gạch bỏ tên của ba người chúng ta rồi, cho dù sau này, tu vi của các chú được khôi phục thì không lẽ các chú không nghĩ, sau khi về đến Thương Nguyên Giới, chị gái sẽ đối phó chúng ta thế nào sao? Chị ta sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Lời này vừa nói ra, hai người Triệu Nhân và Tống Nghĩa đồng thời kinh ngạc. Qua một hồi, Tống Nghĩa nói, không sai, tiểu công chúa nói đúng. Đại công chúa làm như vậy rõ ràng là muốn chúng ta chết, Thương Nguyên Giới, chúng ta không thể về nữa. Nhưng, không về Thương Nguyên Giới thì chúng ta làm gì đây? Triệu Nhân có chút e dè mà nói, nếu như chúng ta không về Thương Nguyên Giới, thì còn có thể được coi là người của Thương Nguyên Giới không? Không coi thì không coi, dù sao trong lòng tôi cũng đã quyết định, từ này về sau, tôi và Thương Nguyên Giới không có bất kỳ mối quan hệ gì nữa, Từ Nguyệt tôi cũng sẽ không còn là tiểu công chúa của Thương Nguyên Giới nữa. Tiểu Nguyệt lớn tiếng nói. Hai người nhìn bộ dạng quyết tâm của Tiểu Nguyệt, trong lòng quyết định, mẹ nó, nếu tiểu công chúa đã như vậy, dù sao về cũng chết, nếu Từ Tuyết Nhi đã bất nhân thì đừng trách chúng ta bất nghĩa, từ nay về sau, chúng ta không còn là người của Thương Nguyên Giới nữa. Tống Nghĩa và Triệu Nhân nói. Lâm Thanh Diện nhìn ba người bọn họ, trong lòng thầm nói, nếu như chuyện này xảy ra trên người mình, thì chỉ e anh cũng sẽ đưa ra sự lựa chọn như vậy. Nếu đã như vậy, tiểu công chúa, chúng ta vẫn nên rời khỏi chỗ này đi. Nhưng, Tiểu Nguyệt sốt sắng mà nhìn Lâm Thanh Diện, lúc này điều cô ta lo lắng nhất không phải là sự an nguy của mình, mà là hai người Tống Nghĩa và Triệu Nhân. Tiểu công chúa, sự đặc sắc của thế giới này vượt xa Thương Nguyên Giới, tôi và Tống Nghĩa đã muốn tìm hiểu từ lâu, không làm phiền điện chủ Lâm nữa. Triệu Nhân cười nói, tính cách ông ta khá rộng rãi. Đợi đã, lúc này Lâm Thanh Diện nhìn Tiểu Nguyệt nói, cho các người ở lại. Cũng không phải là không được, nhưng tôi có một chút yêu cầu. Yêu cầu gì? Tiểu Nguyệt hỏi. Tôi muốn cô nói cho tôi biết tất cả mọi thứ liên quan đến Thương Nguyên Giới. Lâm Thanh Diện bình tĩnh mà nói, chỉ cần cô đồng ý, tôi có thể bảo đảm sự an toàn của các người. Nói tất cả mọi thứ của Thương Nguyên Giới. Tiểu Nguyệt lẩm bẩm trong miệng. Công chúa, không được, nếu như vậy, chúng ta há không phải sẽ trở thành kẻ phản bội của Thương Nguyên Giới sao? Triệu Nhân nói. Chúng ta đã không còn là người của Thương Nguyên Giới nữa, sao có thể nói là kẻ phản bội? Tống Nghĩa thì lại nói như vậy. Hai người bên nào cũng cho là mình phải, chỉ đợi đáp án cuối cùng của Tiểu Nguyệt. Khóe miệng Tiểu Nguyệt mang theo nụ cười khổ, tôi đã từng vì Thương Nguyên Giới mà có thể làm ra bất kỳ sự hy sinh nào, nhưng không ngờ, sự nhiệt huyết của mình lại đổi lại kết cục hôm nay.
Nói xong, cô ta nhìn Lâm Thanh Diện, được, Lâm Thanh Diện, tôi đồng ý với anh, chỉ cần chúng thần điện các người có thể cung cấp cho chúng tôi một chỗ an thân, thì tôi sẽ nói tất cả những gì tôi biết về thương nguyên giới cho anh. Nhất ngôn cửu đỉnh, Lâm Thanh Diện nói, cứ như vậy, Tiểu Nguyệt trở thành người hiểu về thương nguyên giới nhất ở phe mình, mà chỉ khi biết mình biết ta, mới có thể đối đầu với thương nguyên giới tốt nhất. Mấy người cùng nhau xuất phát đi về phía chúng thần điện. Mà trải qua trận chiến này, năm cường giả của thương nguyên giới đã trực tiếp chết tại đây. Chương 1362, Linh Phủ vỡ vụn. Thương nguyên giới, trên dãy núi đằng sau cung điện, Từ Tuyết Nhi đang nhìn năm u linh đang tu tập trên dãy núi mịt mù linh khí. Ánh mắt cô ta toát ra vẻ kiêu ngạo, dưới trướng mình có 10 cao thủ thần cảnh, chỉ cần thời cơ đến, một khi 10 cao thủ trung thành với mình trưởng thành, đều có thực lực thần cảnh thì chắc chắn sẽ có sức mạnh mà thương nguyên giới rất khó ngăn chặn nổi. Đến khi ấy, tất cả mọi kế hoạch của cô ta thật sự có thể bắt đầu được rồi. Vào lúc này, đột nhiên linh phù của 10 u linh đột nhiên có biến động bất thường. Từ Tuyết Nhi vội vàng chạy sang ấy. A, sao lại thế này? Từ Tuyết Nhi thét lên đầy kinh ngạc. Năm sát thủ u linh khác trên núi tưởng Từ Tuyết Nhi bị uy hiếp, bọn họ lập tức chạy đến bên cô ta. Sau khi bọn họ nhìn thấy sự khác lạ của 10 linh phù, ai nấy cũng không nói nổi nên lời. Bởi vì, 5 miếng trong 10 miếng linh phù đã vỡ nát vụn. Bọn họ đều im lặng, bọn họ biết linh phù vỡ có nghĩa là gì. Những miếng linh phù ấy được Từ Tuyết Nhi dùng phương pháp bí mật trói buộc với thần hồn của từng người, một khi linh phù vỡ vụn, đồng nghĩa với việc 5 người bọn họ đã chết hết cả rồi. Từ Tuyết Nhi ngồi bệch trên mặt đất, để bồi dưỡng bọn họ, cô ta đã tốn rất nhiều sức lực để nâng cao tu vi của bọn họ. Hơn nữa, để đám người từ Bách Tranh không biết đến đội ngũ bí mật này của mình, thậm chí Từ Tuyết Nhi đã mua lại cả ngọn núi này, xem đây là vùng đất riêng tư của cô ta, có thể nói rằng, gần này ngày nào cô ta cũng đề cao cảnh giác, sống trong cảnh nơm nớp lo sợ. Trước mắt, thứ mà mình tiêu tốn hết sức lực đã được đền đáp, nhưng bây giờ, năm tên đến trái đất đã tử vong, đây là đả kích lớn với Từ Tuyết Nhi. Chết tiệt, là ai làm thế này? Từ Tuyết Nhi gào lớn, dường như khí thức mạnh mẽ của cô ta khiến cho cả ngọn núi rung chuyển. Cô ta nghi ngờ Triệu Nhân và Tống Nghĩa trước nhất, nhưng rồi sau khi bình tĩnh lại, cô ta nhanh chóng nhận ra không thể nào là vậy. Mặc dù Triệu Nhân và Tống Nghĩa đã đạt đến thần cảnh, nhưng năm cường giả của mình cũng là thần cảnh, lấy hai đối đầu với năm, bên mình nắm chắc phần thắng mới đúng. Chủ nhân, hay là chúng ta đi xem, điều tra rõ ràng sự thật, giết chết hung thủ. Một người đàn ông mặc áo đen lên tiếng. Ánh mắt Từ Tuyết Nhi vằn vện tia máu, giọng nói của cô ta hết sức lạnh lùng, không cần đâu, tôi thấy chuyện này không hề đơn giản như trong tưởng tượng, chắc chắn Triệu Nhân không phải là đối thủ của năm người bọn họ. Còn cái con bé Tiểu Nguyệt đó, chẳng qua chỉ là hóa cảnh đỉnh phong mà thôi, như thế chỉ có thể chứng minh rằng chắc hẳn có người nhúng tay vào chuyện này. Rồi sau đó, Từ Tuyết Nhi ngẫm nghĩ một lúc, nói thế kẻ giết chết năm thần cảnh cường giả cùng một lúc phải có thực lực ít nhất là thần cảnh trung kỳ đổ lên, tôi nghĩ rằng người đạt được mức này, trên trái đất chỉ có ma thần Tu La mà thôi. Vừa nghe nhắc đến 4 chữ ma thần Tu La, mọi người đều kinh ngạc. Khóe môi Từ Tuyết Nhi cong cong, hừ. Trước kia con nhỏ đó không chịu nói ma thần Tu La có tồn tại hay không, nhưng không ngờ lại bị chúng ta vô tình phát hiện, chỉ có điều, cái giá phải trả cũng hơi lớn một chút. Chủ nhân, tiếp theo chúng ta phải làm sao đây? Một u linh cất tiếng hỏi. Từ Tuyết Nhi lạnh mặt, năm người các người là hy vọng cuối cùng của chúng ta, bây giờ gần như có thể xác định rằng nguyên thần của ma thần Tu La vẫn chưa bị hủy diệt, nếu như các người đi một cách tùy tiện, có lẽ kết cục cũng giống như năm người trước, tôi không muốn đánh cược như thế. Thuộc hạ là đầy tớ của công chúa, cho dù công chúa có ra mệnh lệnh như thế nào đi chăng nữa, chúng tôi có lên núi đao xuống biển lửa cũng quyết không từ nan. Năm người bọn họ cùng đồng thanh. Từ Tuyết Nhi gật gật đầu, việc mọi người cần làm vào giờ phút này là nâng cao tu vi của mình lên, sớm muộn cũng đến lúc tôi cùng dùng mọi người chính là con át chủ bài của tôi, không dùng thì thôi, một khi đã dùng ắt phải được việc, còn những chuyện khác cứ để tôi lo liệu. Tuân mệnh. Mọi người đồng thanh đáp lời. Bắt đầu quay về núi tu luyện. Ánh mắt Từ Tuyết Nhi hằn lên sát khí, giết năm thần cảnh cường giả cùng một lúc, đối với cô ta, sao mà đả kích này không lớn cho được. Nhưng bây giờ có việc quan trọng hơn đợi cô ta đi làm. Nếu như mọi việc đã có thay đổi, thế thì cứ làm theo thay đổi này đi, liều mình một chặp còn hơn ngồi không chờ chết. Suy nghĩ xấu xa nảy sinh trong lòng Từ Tuyết Nhi, cô ta quay lưng đi về phía cung điện. Trong chúng thần điện,
Sau khi nhìn thấy Lâm Thanh Diện ôm thi thể Huyền Vũ, tất cả mọi người há hốc miệng mồm. Ai làm thế này, là ai? Thanh Long đến trước thi thể Huyền Vũ rồi lớn tiếng giống, Bạch Hổ nhíu mày, siết chặt nắm tay. Chu Tước, chuyện gì thế này, không phải Huyền Vũ cùng cô đi hái nấm sao? Sao lại xảy ra chuyện như thế này? Bạch Hổ lạnh giọng mà hỏi. Chu Tước cúi đầu, giọng nói nghẹn ngào, đều tại tôi hết, hôm nay tôi không nên kêu Huyền Vũ đi chung với mình, đều tại tôi hết, các người giết tôi đi. Thanh Long Bạch Hổ, tất cả mọi người trong chúng thần điện thấy Chu Tước tự trách mình, trong lòng bọn họ đều hiểu rõ, nói đến đau lòng, làm sao Chu Tước không giống bọn họ kia chứ? Thậm chí còn đau khổ hơn. Tiểu Nguyệt vội lên tiếng, mọi người đừng trách cô ấy nữa, nói cho cùng là do Huyền Vũ và người của Thương Nguyên Giới đã gặp nhau, bởi thế mới xảy ra chuyện như thế này. Gặp người của Thương Nguyên Giới, là sao, cô mau nói cho tôi biết. Thanh Long trừng mắt nhìn Tiểu Nguyệt, ánh mắt toát ra sát khí. Đúng thế, cô mau nói cho chúng tôi biết. Mọi người trong chúng thần điện đồng thanh lên tiếng. Đối diện với địch ý của mọi người, dưới sức ép của bọn họ, cô ta cắn môi, cũng không biết mình nên nói gì mới được. Đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi, sau này tôi sẽ nói cho mọi người biết, bây giờ chúng ta có chuyện phải làm trước, để thi thể của Huyền Vũ ngủ yên trong lòng đất mẹ đi. Lâm Thanh Diện nói chung, các người phải nhớ, Huyền Vũ đã vì chúng thần điện của chúng ta, vì thế giới của chúng ta mà hy sinh, anh ấy là chiến sĩ giỏi giang, Lâm Thanh Diện tôi rất tự hào vì có người đồng đội như thế này. Nói đến đây, khóe mắt Lâm Thanh Diện ươn ướt. Mọi người nhìn thi thể của Huyền Vũ, ai nấy cũng rơi nước mắt, gương mặt đượm vẻ đau thương. Người anh em, anh biết cậu từng nói hy vọng lúc chết đi có thể được chôn trên núi Côn Luân, muôn đời bảo vệ cho chúng thần điện, yên tâm đi, nhất định tôi sẽ hoàn thành tâm nguyện của cậu. Thanh Long nhìn thi thể của Huyền Vũ rồi lên tiếng. Mọi người đều hết sức cảm động, Chu Tước cảm động đến bật khóc. Không ngờ một người luôn vui vẻ cười nói như Huyền Vũ lại có nguyện vọng như thế. Bây giờ Tiểu Nguyệt và Tống Nghĩa đều im lặng chẳng nói năng tiếng nào, dường như bọn họ đã hiểu vì sao người của Thương Nguyên Giới không tài nào chinh phục nổi thế giới này. Vì có vô số người trung thành với thế giới này như Huyền Vũ, một người hết sức yêu thương thế giới này, bởi thế dù có thế nào đi chăng nữa, thế giới này vĩnh viễn cũng sẽ không bị đánh bại. Lâm Thanh Diện cũng rất cảm động, anh lấy tấm thẻ ngân hàng đưa cho Thanh Long. Tang lễ của Huyền Vũ giao lại cho anh phụ trách, mọi chi phí đều do tôi bỏ ra. Làm theo quy định cao nhất, đến lúc ấy, tất cả mọi người trong chúng thần điện, dù đang ở nơi nào, hay là chấp hành nhiệm vụ ở bên ngoài đều phải nhanh chóng quay về tham dự. Lâm Thanh Diện nói, tuân lệnh, điện chủ. Thanh Long nói lớn, mọi người ôm thi thể của Huyền Vũ, đi vào trong chúng thần điện. Ngày hôm ấy là một ngày chứa chan đau đớn với tất cả mọi người, cùng lúc ấy, mọi người đều ý thức được sự khó khăn của cuộc tranh đấu với Thương Nguyên Giới, mọi sơ suất đều dẫn đến chết người. Nhưng bây giờ, tất cả cường giả tu hành đều căm phẫn người của Thương Nguyên Giới, hiện nay trong lòng ai nấy cũng chỉ ôm ấp suy nghĩ báo thù. Trong căn phòng đơn sơ chỉ còn sót lại Lâm Thanh Diện và Tiểu Nguyệt. Cảm ơn anh cho chúng tôi ở lại, Tiểu Nguyệt nói khẽ. Lâm Thanh Diện nhìn cô ta, giọng nói rất mực bình tĩnh, bây giờ cô có thể bắt đầu nói cho tôi biết mọi thứ liên quan đến Thương Nguyên Giới rồi. Tiểu Nguyệt gật đầu, nói một cách chính trọng, Thương Nguyên Giới có 3 người lên đến thần cảnh đỉnh phong. Câu đầu tiên của cô ta khiến cho tâm trạng của Lâm Thanh Diện suy sụp. Chương 1363, thực lực khác biệt. 3 thần cảnh thực lực đỉnh phong, Lâm Thanh Diện than nhẹ một tiếng. Đội hình như vậy quả thực là có được thực lực hủy thiên diệt địa. Hơn nữa, phía bên mình cũng chỉ có một mình Lý Mộ Bạch đạt đến thần cảnh đỉnh phong, mà Lâm Thanh Diện cũng biết, cùng là thực lực thần cảnh đỉnh phong nhưng trước đó tàn hồn của Lý Mộ Bạch bám vào trên vách đá mấy trăm năm. Về mặt sức mạnh cũng sớm đã giảm bớt đi nhiều. Mặc dù tái tạo cơ thể có thể làm cho Lý Mộ Bạch khôi phục thực lực trước đó, nhưng tóm lại so với thực lực đỉnh phong vẫn phải kém hơn một chút. 3 người này theo thứ tự là cha của tôi với 2 người chú. Tiểu Nguyệt thành thật nói, không chỉ có như thế, có tới 10 mấy người đạt thần cảnh trở lên, mà người từ thực lực hóa cảnh trở lên càng nhiều vô số kể. Sắc mặt của Lâm Thanh Diện dần dần u ám, lúc ban đầu anh còn cho rằng, qua quá trình cố gắng của bản thân, phát hiện bây giờ có không ít cường giả từ hóa cảnh trở lên có thể đủ để chống đối với Thương Nguyên Giới được một chút. Nhưng hôm nay lại nghe được Tiểu Nguyệt nói như vậy, thực lực của 2 bên chênh lệch lớn đến thế. Một khi 2 bên khai chiến, Lâm Thanh Diện thầm nghĩ trong lòng, chỉ sợ bên mình không có 1 phần thắng nào cả. Có điều có 1 điểm có lợi,
lại có đến mấy cái đường qua lại, đối phương có nhiều cao thủ thế nào muốn đi vào bên này cũng không phải dễ như trở bàn tay. Cho dù trước đó nóng lòng muốn phá hư thông đạo lớn kia, dựa vào suy đoán của Lâm Thanh Diệt, chỉ sợ nhiều lắm cũng chỉ có khoảng 15 người đến được đây. Nhưng như thế này cũng rất đáng sợ rồi, bởi vì thương nguyên giới có thể loại trừ 15 người đều đạt thực lực thần cảnh đi đến đây, đội hình như vậy, có thể nói là đáng ngại. Tiểu Nguyệt quan sát Lâm Thanh Diện đang rơi vào trầm tư, nói tiếp, hơn nữa, điều tôi nói chỉ là thực lực ở trên giấy, chứ cũng chưa thấy được thực lực trên thực tế, thương nguyên giới có giấu một số bí mật, ngay cả tôi cũng không biết được hết. Cô là tiểu công chúa của thương nguyên giới, chẳng lẽ còn có chuyện cô không biết sao? Lâm Thanh Diện lạnh giọng nói. Tiểu Nguyệt cười khổ nói, tiểu công chúa tôi có ích gì, chẳng phải vẫn bị chị mình phái người ám sát sao? Lâm Thanh Diện cũng không nhiều lời. Lâm Thanh Diện, anh cũng biết, hôm nay 5 tên cường giả thần cảnh bị anh giết kia chính là do Từ Tuyết Nhi âm thầm bồi dưỡng, cho nên nói, cuối cùng có thương nguyên giới có bao nhiêu người như thế, tôi đây cũng không biết. Tiểu Nguyệt nói. Lâm Thanh Diện sờ lên mũi, tôi nghĩ, tình hình hẳn là chưa mục nát giống như cô nói đâu, chỉ cô là đại công chúa của thương nguyên giới, hơn nữa thông qua cô nói cũng có thể thấy được, cô ta sống ở thương nguyên giới các người gần như muốn làm gì thì làm. Bởi vậy bồi dưỡng mấy tên sát thủ cũng không phải là việc gì khó, về phần những người khác, chỉ sợ cũng không được. Anh nói đúng, bây giờ tôi mới nhớ, vì sao trước đó chị ta muốn dùng tiền mua cho được cái cung điện đằng sau ngọn núi kia của thương nguyên giới, bây giờ xem ra, rõ ràng chính là để bồi dưỡng sát thủ của chị ta. Có thể nhịn nhục thời gian lâu như vậy, hơn nữa còn không bị bất kỳ kẻ nào phát hiện, đại công chúa này thật không đơn giản mà. Lâm Thanh Diện nói. Tiểu Nguyệt nhẹ gật đầu, quả thật là thế, lòng dạ chị ta độc ác, lại còn làm việc kín kẽ không có một lỗ hổng nào, nói thật, bàn về tâm trí tôi không bằng chị ta. Có thật không, một người giàu hoạt như cô, thế mà còn có người cô không thể sánh bằng sao? Lâm Thanh Diện mỉa mai nói. Tiểu Nguyệt cắn môi, Lâm Thanh Diện, tôi biết trước đây tôi đã làm rất nhiều chuyện tổn thương anh, nhưng mà tôi chỉ có thể nói, trước kia lập trường của hai người chúng ta khác biệt. Nếu như đổi lại là anh, e rằng cũng sẽ làm như tôi thôi. Tôi biết, đây cũng là nguyên nhân vì sao đến bây giờ tôi cũng không giết cô. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói tiếp đi, tôi muốn biết tất cả mọi chuyện liên quan đến thương nguyên giới. Tiểu Nguyệt nhẹ gật đầu, nếu như mình đã hết hy vọng với thương nguyên giới, và lại, thông qua chuyện hôm nay, Tiểu Nguyệt đúng là có một cảm giác không tên với người trên thế giới này. Bởi vì lúc trước, Tiểu Nguyệt trước sau đều xem thường người trên thế giới này. Trong mắt của cô ta những người này đều giống như run dế, nhưng mà hôm nay, chính là đám run dế trước đây, thật sự làm rung chuyển thương nguyên giới trong mắt cô ta, cũng làm cho lòng cô ta chấn động không gì sánh bằng. Tôi sẽ nói hết tất cả về thương nguyên giới cho anh nghe. Tiểu Nguyệt nghiêm túc nói về tổ chức và phân bố của thương nguyên giới, và toàn bộ lịch sử 200 năm qua cho Lâm Thanh Diện nghe. Hai người trò chuyện mãi đến đêm khuya. Sau khi Lâm Thanh Diện nghe xong, đã tương đối hiểu kỹ càng thương nguyên giới. Nghe cô nói như thế, năm đó người của thương nguyên giới bởi vì bị ma thần Tu La đuổi đi sau đó thông qua thông đạo mới phát hiện thương nguyên giới à, đây cũng nói rõ, năm đó những người này trên thực tế cũng là sống trên thế giới của chúng tôi, đúng không? Lâm Thanh Diện hỏi. Tiểu Nguyệt nhẹ gật đầu, không sai, dựa vào những gì cha tôi nói, đời trước của bọn họ chắc chắn đã sống ở nơi này, chỉ là sau cuộc chiến kia, mới bị ép rời khỏi nơi này đến thương nguyên giới. Tôi nghĩ, đám người cha tôi nhiều năm như vậy vẫn luôn ngấp nghé thế giới này, chỉ sợ ít nhiều gì cũng có liên quan đến chuyện này. Tiểu Nguyệt nói. Hừ, nếu không phải năm đó làm sằng làm bậy, sao lại bị đuổi đi, chỉ cần lần này ông ta còn dám đến đây nữa, tôi sẽ làm cho ông ta cút xéo khỏi đây lần thứ hai. Lâm Thanh Diện lạnh giọng nói, lập tức đứng dậy, bây giờ cũng không còn sớm nữa, cô cũng đi ngủ sớm một chút đi. Tiểu Nguyệt nhẹ gật đầu, đồng thời cũng đứng dậy. Đưa Lâm Thanh Diện đến cửa phòng. Lâm Thanh Diện. Tiểu Nguyệt gọi lại Lâm Thanh Diện chuẩn bị rời đi. Còn có chuyện gì sao? Lâm Thanh Diện hỏi. Hôm nay, cảm ơn anh, nếu không phải anh kịp thời dẫn tôi rời đi, chỉ e rằng người của chúng thần điện đã xé nát tôi rồi. Tiểu Nguyệt khẽ nói. Lâm Thanh Diện bình tĩnh nói, mặc dù người của thế giới chúng tôi căm hận người thương nguyên giới các người, nhưng cũng không phải ngang ngược vô lý, trước mắt tôi hy vọng cô. Nếu như cô nói sẽ tách rời khỏi thương nguyên giới, thì phải thật sự làm được việc này, nếu không, chắc chắn tôi sẽ không tha cho cô đâu. Tiểu Nguyệt khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn bóng dáng to lớn của Lâm Thanh Diện biến mất trước mặt mình.
mấy ngày nay thật sự là đem đến cho cô ta xúc động quá lớn. Nhưng mà cũng bắt đầu từ những ngày này, cô ta đã không còn cách nhìn trước đây với người trên thế giới này nữa. Đi đến cửa sổ, cô ta nhìn dãy núi Côn Lôn nguy nga phía ngoài cửa sổ, trên dãy núi có một ánh trăng tàn sắp lặn từ xưa đến nay không thay đổi treo trên đấy, xung quanh mặt trăng tỏ rõ vầng sáng u ám. Tiểu Nguyệt ngồi bên cửa sổ, cô ta chưa từng nghĩ đến, có một ngày bản thân cô ta lại muốn được Lâm Thanh Diện che chở, hơn nữa càng làm cho cô không thể ngờ hơn là vậy mà Lâm Thanh Diện lại đồng ý che chở cô ta. Nghĩ đến đủ chuyện trước đây ở nhà họ Lâm, Tiểu Nguyệt không khỏi cười khổ. Khi đó, mình với Lâm Thanh Diện tranh luận đối lập nhau, cả lời nói và hành động đều đánh hai đòn vào người Lâm Thanh Diện. Nhưng cũng chính là bắt đầu từ khi đó, Tiểu Nguyệt mới phát giác được nhóc con Lâm Thanh Diện này không phải bình thường. Bởi vì, mỗi lần mình chèn ép anh cũng không chiếm được bất cứ tiện nghi nào, đều có thể bị anh hóa giải. Càng quan trọng hơn là, nếu như đổi lại mình chèn ép người bình thường chỉ sợ người kia sớm đã điên rồi, thế nhưng dường như Lâm Thanh Diện cũng không hề chịu một chút ảnh hưởng nào, ngược lại đều lần lượt giải quyết tốt đẹp. Không thể giữ người này lại được, đây là ý nghĩ ban đầu của Tiểu Nguyệt, nhưng hiện tại, vậy mà cô ta hoàn toàn không còn ý nghĩ đó nữa. Thậm chí, dưới sự so sánh sức mạnh to lớn, Tiểu Nguyệt càng tin tưởng, thế giới này dưới sự dìu dắt của Lâm Thanh Diện, nhất định có thể hùng mạnh giống như Thương Nguyên Giới. Bởi vì trước đó làm tiểu công chúa của Thương Nguyên Giới, Tiểu Nguyệt biết rõ, Thương Nguyên Giới cũng không có mạnh mẽ giống như nhìn thấy đâu, trên thực tế nó đã bắt đầu sụp đổ trong nội bộ rồi, mỗi người đều có tính toán nhỏ nhặt của riêng mình. Hôm nay sau khi chuyện xảy ra, Tiểu Nguyệt nhìn thấy cường giả tu hành ở thế giới này dưới sự dìa dắt của Lâm Thanh Diện trên dưới một lòng, đoàn kết đến lạ thường. Thật đúng là có chút mong chờ, không biết thật sự đến lúc ấy, Lâm Thanh Diện còn có thể làm ra chuyện kinh thiên động địa như thế nào nữa. Tiểu Nguyệt nhìn lên ánh trăng tàn trên bầu trời khẽ nói. 3 ngày sau, trên đỉnh dãy núi Côn Lôn, từng chiếc xe Việt dã mới tinh có tính năng mạnh mẽ đang lao vùn vụt trên mặt đất. Trên bầu trời, vài chiếc máy bay trực thăng đang bay quanh đỉnh, cuối cùng đáp xuống nơi cao nhất trên đỉnh núi. Ngày đó ở Chúng Thần Điện, tất cả mọi người từ các nơi trên thế giới đều chạy đến. 3 người Lâm Thanh Diện, Lý Mộ Bạch, Quý Trường Thanh đứng đầu trong đội ngũ. Mà Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước thì mang theo thi thể của Huyền Vũ chậm rãi đi ra từ trong đội ngũ. Vẻ mặt Lâm Thanh Diện trang nghiêm, tất cả mọi người ở đây toàn thân đều mặc áo đen. Huyền Vũ, tất cả mọi người đến rồi, cậu có thể yên tâm đi rồi. Trong mắt Chu Tước mang theo lệ nóng, nói. Bên trong chiếc quan tài gỗ liêm mạ vàng, thi thể Huyền Vũ yên bình nằm đó. Tôi nguyện ý hóa thành bùn đất, vĩnh viễn ở cùng dãy núi Côn Lôn, bảo vệ thế giới này. Đó là nguyện vọng trước đây của Huyền Vũ, hôm nay đã trở thành hiện thực. Nhìn quan tài dần dần bị đất trên núi nuốt chửng, một tòa mộ bia dựng thẳng lên, đám người bên trên nhao nhao dâng lên đóa hoa trong tay. Mà Chu Tước thì lại lấy đồ trong túi xách ra, lẳng lặng đặt bên cạnh mộ bia của Huyền Vũ. Huyền Vũ, đây là bánh tô châu, trước đây cậu thường nói tôi hẹp hòi, hôm nay tôi cố ý làm cho cậu. Giọng Chu Tước nhẹ nhàng chậm chạp, nghĩ đến mấy ngày trước Huyền Vũ chết trước mặt cô ta vẫn không nhịn được mà rơi lệ. Thanh Long, Bạch Hổ tiến lên đỡ Chu Tước lên. Chu Tước, đừng quá đau lòng, vì Huyền Vũ, 3 người chúng ta phải hoàn thành chuyện mà cậu ấy chưa hoàn thành. Thanh Long nói, đúng đó, trong mắt của tôi, Huyền Vũ vẫn luôn không chết. Cậu ta vĩnh viễn ở chung một chỗ với chúng ta. Bạch Hổ cũng nói. Chu Tước nhẹ gật đầu, vì Huyền Vũ, vì thế giới này, bản thân mình nhất định phải chiến đấu tiếp. Chương 1364, giờ phút này đã đến. Lâm Thanh Diện đứng trước mặt tất cả mọi người, nét mặt của anh nghiêm nghị. Lúc này, ở trước mặt anh, tập trung bây giờ có thể nói là cường giả tu hành đứng đầu hiện nay. Mà Lâm Thanh Diện lại là người tài ba trong tất cả mọi người, chỉ việc. Nhìn qua anh cũng xem như trẻ tuổi trong đám người tu hành này, nhưng mà người phía dưới không có một ai không phục anh. Lúc trước, mình trở thành người đứng đầu ở nhà họ Lâm, hôm nay thì Lâm Thanh Diện thành người đứng đầu của thế giới này. Hôm nay, chúng ta tới tham gia tang lễ của Huyền Vũ, tôi biết, tâm trạng của mọi người đều rất đau khổ, tôi cũng giống vậy. Lâm Thanh Diện dừng một chút, nói tiếp, nhưng mà, cuộc sống vẫn còn phải tiếp tục, Thương Nguyên Giới ngấp nghé thế giới này của chúng ta. Khiến cho chúng ta mỗi một khắc đều phải đề cao cảnh giác, nhưng, đối đầu với Thương Nguyên Giới sẽ phải chảy máu, tôi hy vọng mọi người chuẩn bị sẵn sàng, tôi không dám hứa chắc mỗi người các người đều có thể bình an vô sự,
nhưng tôi có thể đảm bảo, vào lúc đối mặt với Thương Nguyên giới, Lâm Thanh Diện tôi, nhất định sẽ là người xông lên phía trước đầu tiên. Phía dưới tất cả mọi người nhìn Lâm Thanh Diện, người trẻ tuổi này lưu lại quá nhiều truyền thuyết trên thành phố, mà bây giờ, trong toàn giới tu vi, anh cũng là người đứng trên đỉnh cao. Người xông lên trước tính thêm cả lão già đây nữa. Lý Mộ Bạch đứng ở một bên nói, ba ngày này, trên cơ bản đã hoàn thành tái tạo cơ thể, bây giờ Lý Mộ Bạch còn mạnh hơn nhiều so với ba ngày trước. Còn tôi nữa, Quý Trường Thanh cũng nói. Trên thực tế, mãi đến hôm qua Quý Trường Thanh mới từ bên trong ngọn núi bế quan đi ra, ông ta bây giờ đã tu hành nửa bộ phận huyền công đến cảnh giới viên mãn, nhưng mà, vừa xuất quan, ông ta đã nghe được tin Huyền Vũ chết, ông ta bây giờ hận không thể chém tất cả mọi người trong Thương Nguyên giới thành muôn mảnh. Lâm Thanh Diện hài lòng nhìn hai ông cụ bên cạnh một chút. Ba cường giả thần cảnh đã hứa hẹn, chuyện này đủ cho tất cả mọi người tin tưởng. Điện chủ, chúng tôi cũng nguyện ý đi theo. Đúng rồi, tôi cũng nguyện ý. Càng ngày càng có nhiều người biểu lộ thái độ trên đỉnh ngọn núi Côn Lôn, thậm chí, ngay cả Phi Thiên Lão Thử Trung Tài, người đã làm vô số việc ác ở nằm trong danh sách truy nã của thành phố trước đó, lúc này cũng thay đổi sắc mặt bày tỏ ước nguyện của mình. Cũng đúng. Nếu như thế giới này đều bị hủy, đám người này phải đi nơi nào đây? Nếu đã như vậy, không bằng giống với mọi người chúng Thần Điện và Lâm Thanh Diện, trực tiếp đối đầu với Thương Nguyên giới. Ánh mắt Lâm Thanh Diện sắc như chim ưng, anh biết, nếu như đám người này đoàn kết lại thì sức mạnh sẽ lớn đến mức nào. Huyền Vũ, cậu yên nghỉ đi, chuyện đối đầu với Thương Nguyên giới cứ giao cho chúng tôi hoàn thành. Lâm Thanh Diện nghiêm trang nói ra hứa hẹn. Tang lễ kết thúc. Lúc mọi người đang chuẩn bị rời khỏi đỉnh núi Côn Lôn, đột nhiên, toàn bộ dãy núi Côn Lôn giống như lắc lư một cái. Đám người nhao nhao nghi ngờ, không biết là xảy ra chuyện gì. Chỉ có bọn người Lâm Thanh Diện với Lý Mộ Bạch dẫn đầu mới ý thức được, Thương Nguyên giới lại bắt đầu tiến hành phá hủy thông đạo. Tất cả mọi người nghe đây, hóa cảnh trở lên cùng với tôi đi vào thông đạo, những người còn lại đóng giữ ở bên ngoài. Lâm Thanh Diện nhanh chóng đưa ra mệnh lệnh. Tuân mệnh. Những người này cùng đồng thanh trả lời. Thông đạo bị phá hư, đây cũng mang ý nghĩa Thương Nguyên giới lại muốn đi vào thế giới này tiến hành tấn công. Chuyện này khiến cho tất cả mọi người chúng Thần Điện đang nóng lòng báo cảm thấy vô cùng hưng phấn. Các anh em, cầm vũ khí liều mạng với bọn họ. Trung tài hét lớn. Đám người bị treo thưởng trên bảng truy nã này mỗi người đều là phần tử hiếu chiến. Vẻ mặt Lâm Thanh Diện lạnh lùng, suy nghĩ của anh lại không giống người khác lắm. Thông qua sơn thể chấn động lần này, rất rõ ràng Lâm Thanh Diện có thể cảm nhận được, lần này, Thương Nguyên giới phá hư thông đạo thậm chí còn lợi hại hơn nhiều so với lần trước đến chúng Thần Điện. Thế nhưng, rõ ràng Thương Nguyên giới còn có không cách nào xác định được chuyện ma thần Tu La Nguyên Thần tiêu tan, tại sao lại làm ra chuyện như vậy chứ? Lúc này Lâm Thanh Diện cũng không kịp suy nghĩ nhiều, ba người anh với Lý Mộ Bạch và Quý Trường Thanh chạy qua một thông đạo lớn nhất. Không khí đang kịch liệt chấn động. Hồn lực của Lâm Thanh Diện tản ra, có thể cảm nhận rất rõ ràng, có tầm hơn 5 đạo hồn lực cường đại đang phá cái thông đạo này. Và lại, trong 5 đạo hồn lực của đối phương, Lâm Thanh Diện có thể cảm nhận rõ ràng được có một hồn lực cường đại nhất trong đó. Không chỉ có như thế, thông đạo to nhỏ còn lại cũng bắt đầu chấn động. Lần này, Thương Nguyên giới phải ăn cả ngã về không? Biểu cảm Lâm Thanh Diện nghiêm túc, nhanh chóng có phán đoán. Lý Lão tiền bối, Quý trưởng lão. Cường độ phá hư như thế này cho dù chúng ta có chống cự, chỉ e rằng cũng không chèo chống được quá lâu, ngược lại, sẽ còn tiêu hao hồn lực của chúng ta. Lâm Thanh Diện nói. Lý Mộ Bạch nhẹ gật đầu, tình huống bây giờ nghiêm trọng, đại chiến hết sức căng thẳng, nhất định phải tranh thủ thời gian ra quyết định. Lý Lão tiền bối, Quý trưởng lão, ba người chúng ta thay nhau dẫn theo người thực lực hóa cảnh canh giữ ở ba khu, hình thành chỗ đứng hình tam giác, một khi phát hiện có người của đối phương bay ra từ thông đạo. Ngay lập tức tiêu diệt. Lâm Thanh Diện nói. Nhưng mà, thông đạo hơn 8 khu, ba người chúng ta tối đa cũng chỉ có thể giữ vững 3 khu, còn lại làm sao bây giờ? Quý Trường Thanh hỏi. Trung tài. Lâm Thanh Diện hét lớn. Trung tài nắm giữ thực lực hóa cảnh trong khoảnh khắc liền chạy tới. Chuyện mấy ngày nay bảo anh làm, anh đã hoàn thành chưa? Lâm Thanh Diện hỏi. Yên tâm, đã sớm chuẩn bị xong rồi. Trung tài híp mắt nhỏ nói. Tốt. Anh dẫn theo người của anh, chia nhau giữ vững mấy thông đạo nhỏ kia, cho dù phong ấn ở mấy chỗ thông đạo nhỏ kia bị phá hủy, cũng không có cách nào tới nhiều người, nhiều nhất mỗi lần cũng chỉ được 2-3 người mà thôi,
Chuyện các người phải làm chính là để cho hai ba người này hối hận khi phải đến đây, nghe rõ chưa? Lâm Thanh Diện dặn dò nói. Yên tâm cứ giao cho chúng tôi. Trung tài tự tin nói, sau đó vẫy vẫy tay nói, anh em, đi cùng ông đây nào. Thấy đám người được treo thưởng trên bảng truy nã này dần đi xa, Quý Trường Thanh lo lắng nói, Lâm Thanh Diện, trước đây cậu bảo hắn ta làm gì thế? Lâm Thanh Diện sờ mũi, thành thật nói, ông quên rồi sao, nhiều ngày trước, tên nhóc trung tài này từng đề xuất ở trên đại điện với chúng tôi, về sau tôi đã từng tìm hắn ta một lần, những phương pháp đối phó kia của hắn ta với người thần cảnh chỉ sợ hơi giật gấu vá vai, nhưng nếu như đối phó với người thần cảnh trở xuống có lẽ sẽ có ích. Mấy ngày trước hắn ta sớm đã thiết kế cạm bẫy chung quanh mỗi thông đạo nhỏ, đợi người thương nguyên giới đến đây, bắt rùa trong hũ. Lâm Thanh Diện nói, Quý Trường Thanh nhẹ gật đầu, càng thêm bội phục Lâm Thanh Diện. Nếu không phải Lâm Thanh Diện đã sớm sắp xếp ổn thỏa, đối mặt với tình huống phát sinh đột ngột ngày hôm nay, chỉ sợ thật đúng là không biết nên xử lý như thế nào. Hôm nay, là tang lễ của Huyền Vũ, hôm nay, cũng là lúc chúng ta cùng liều mạng với thương nguyên giới, vì Huyền Vũ, vì chúng thần điện, vì thế giới này, chúng ta nhất định phải để cho thương nguyên giới có đến mà không có về. Chuyện hơn 200 năm trước xảy ra, hôm nay cũng sẽ xảy ra một lần nữa. Lâm Thanh Diện đứng trên đỉnh núi, vận dụng khí đan điền, nói to rõ. Từng người chúng thần điện đang mai phục xong dưới thông đạo tâm trạng kích động, nhao nhao siết chặt nắm đấm. Ban đầu chúng thần điện thành lập, liền đã định bảo vệ thế giới, làm nhiệm vụ đối đầu với thương nguyên giới của mình. Hôm nay, cuối cùng giờ phút này cũng đến rồi, tất cả những người này đều đã chuẩn bị kỹ càng, cũng chưa bao giờ đoàn kết giống như ngày hôm nay vậy. Huyền Vũ, cậu nhìn cho thật kỹ, hôm nay nhất định chúng tôi sẽ báo thù cho cậu. Ánh mắt của Chu Tước nghiêm trang, trầm giọng nói. Đùng một tiếng, đường hầm to lớn trước mặt lại phát ra một tiếng vang thật lớn. Lâm Thanh Diện biết, chuyện này mang ý nghĩa là phong ấn trong đường hầm đã bị giải trừ đi một ít. Lý lão tiền bối, Quý trưởng lão, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cứ theo kế hoạch mà làm đi. Lâm Thanh Diện nói. Hai người cùng nhẹ gật đầu, chia nhau đi bảo vệ thông đạo bên cạnh. Lâm Thanh Diện ở bên này, anh dương mắt nhìn không khí đang gợn sóng trên bầu trời. Vào một ngày khi biết đến thương nguyên giới, Lâm Thanh Diện đã biết, đối đầu với thương nguyên giới chỉ là chuyện sớm hay muộn, mà ngày này cuối cùng bây giờ cũng đã đến, Lâm Thanh Diện cũng không hề căng thẳng, mà là hưng phấn. Ai dám manh động? Lâm Thanh Diện một mình đứng bên cạnh thông đạo to lớn, những người thực lực hóa cảnh anh ra lệnh đi theo anh đã tìm chỗ ẩn nấp. Lúc này, Lâm Thanh Diện chậm rãi lấy ảnh chụp của Hứa Bích Hoài và Tiểu Nặc Nặc trong túi ra. Nhìn thấy nụ cười ấm áp của hai mẹ con trên tấm ảnh, trên mặt Lâm Thanh Diện cũng không nhịn được mà nở một nụ cười. Cẩn thận cất kỹ từng ly từng tí, Lâm Thanh Diện thầm nghĩ, Bích Hoài, Nặc Nặc, hai người chờ anh, hôm nay sau khi mọi chuyện này chấm dứt, anh sẽ trở về tìm hai người, từ đây sẽ không tách rời. Thông đạo kỳ lạ, ở một thông đạo nhỏ cách không xa Lâm Thanh Diện lắm, người có tiếng tăm đứng đầu thương nguyên giới vượt qua thông đạo đi sang bên này. Chương 1365, âm mưu của Tử Tuyết Nhi. Ba ngày trước, thương nguyên giới. Tử Tuyết Nhi từ sau núi đi ra, trực tiếp chạy về phía cung điện thương nguyên giới. Bên trong cung điện, Từ Bách Tranh với hai người em trai của ông đang thảo luận chuyện liên quan tới việc khi nào cướp đoạt linh nguyên. Anh, em cảm thấy, nếu chúng ta kiêng kỵ ma thần Tu La như thế, vậy không bằng chúng ta phái một tổ tiểu đội đến, lặng lẽ đi đến vị trí linh nguyên. Sau đó lần lượt từng tốp cướp đi linh khí. Từ Trọng Hiểu nói. Từ Bách Tranh lắc đầu, trước đây ma thần Tu La chỉ còn lại nguyên thần, nhất định ông ta biết chuyện linh nguyên, nếu chúng ta có thể nghĩ đến, nhất định ông ta cũng có thể nghĩ đến, anh nghĩ, lúc này, ông ta cũng đang ấn nấp ở vị trí linh nguyên, đợi đến chúng ta tấn công. Đây cũng không phải đúng lúc rồi sao, nói như vậy, ông ta cũng đã rời khỏi thông đạo, lúc này đúng là thời cơ tốt để chúng ta đồng loạt xâm chiếm. Từ Trọng Hiểu nói tiếp, chỉ cần ba người chúng ta dây dưa ở ma thần Tu La, cường giả thần cảnh còn lại thì tiến đến cướp đi linh khí, không bao lâu, linh khí trên thế giới kia sẽ đều là của chúng ta. Từ Thúc Nhân nói, anh hai, anh nói rất đúng, nhưng mà anh lại không để ý đến một điểm, anh phải suy nghĩ một chút, nếu như nguyên thần của ma thần Tu La chưa diệt, ba người chúng ta có thể kiên trì bao lâu dưới tay ông ta. Em ba nói rất đúng, Từ Bách Tranh nói tiếp, không chỉ có như thế. Nếu như chúng ta tùy tiện phái tất cả cường giả của thương nguyên giới ra, chỉ sợ ma thần Tu La sẽ có thể giải quyết toàn bộ chúng ta, đến lúc đó, mấy trăm năm cố gắng của chúng ta sẽ như nước chảy về biển Đông.
Nghe được anh em của mình nói như vậy, Từ Trọng Hiểu phẫn nộ bóp chặt chén ngọc trong tay, mẹ nó, cái này cũng không được, cái kia cũng không được, mà thần tu la đáng chết này, đến cuối cùng mẹ nó ông ta đã chết hay chưa? Đúng vậy đó, bọn Tiểu Nguyệt đến thế giới kia mấy ngày rồi, sao đến bây giờ vẫn còn chưa gửi tin sang chứ? Từ Thúc Nhân hơi nghi ngờ một chút nói. Từ Bách Tranh cũng cau mày, con nhóc này, còn không phải lưu luyến thế giới kia phồn hoa, có lẽ đã quên mất chuyện này rồi, đợi lần này nó trở về, anh nhất định phải dạy dỗ nó một trận. Đúng vậy đó, Tiểu Nguyệt cũng thật sự là, chẳng lẽ nó quên chuyện lớn của thương nguyên giới chúng ta rồi sao? Từ Trọng Hiểu cũng nói. Ngay vào lúc này, Từ Tuyết Nhi mỉm cười đi đến. Cha, chú, mọi người đang nói chuyện gì thế? Tuyết Nhi à, con tới thật đúng lúc. Chúng ta trò chuyện với giới chủ về chuyện liên quan đến nguyên thần của ma thần Tu La phải chăng tiêu tan hay chưa, Tiểu Nguyệt kia cũng thật sự là, mấy ngày trôi qua rồi, một chút tin tức cũng không có. Từ Trọng Hiểu nói với Từ Tuyết Nhi. Trong mắt Từ Tuyết Nhi cất giấu nụ cười, hóa ra là ba người đang phiền muộn chuyện này à, cha, chuyện này không cần thiết đâu. Hả, Từ Bách Tranh hơi nghi ngờ một chút nhìn qua Từ Tuyết Nhi đang đi về phía mình, làm sao, Tuyết Nhi sao con lại nói như vậy chứ? Từ Tuyết Nhi đi đến bên cạnh cha mình, nói khẽ, rất đơn giản, bởi vì theo tin tức xác thật, nguyên thần của ma thần Tu La đã tiêu tan. Cái gì? Ba người đồng thời cùng nảy lên. Tuyết Nhi, chuyện con nói là thật sao? Từ Trọng Hiểu vội vàng hỏi. Đúng vậy đó, Tuyết Nhi, chuyện này cũng không thể nói lung tung, ở đâu con biết được vậy? Từ Thúc Nhân cũng hỏi. Từ Bách Tranh nhìn con gái lớn của mình, lập tức nói, hai người các người bớt tranh cãi. Chúng ta nghe Tuyết Nhi nói đã. Từ Tuyết Nhi mỉm cười, cha, con là đại công chúa của thương nguyên giới, đương nhiên phải nghĩ cách tháo gỡ nỗi ưu sầu của cha rồi. Nguyên thần của ma thần Tu La tiêu tan, chuyện này ngàn lần chính xác. Hẳn là, Tiểu Nguyệt đã thông báo cho con sao? Từ Bách Tranh hỏi. Từ Tuyết Nhi chu mỏ nói, không phải nó, có khả năng lần đầu em gái chấp hành nhiệm vụ gian khổ như thế, đến bây giờ còn không có hồi âm, sao thế, nó cũng không có thông báo với mọi người sao? Con nhóc này, không biết lần này qua đó làm chi? Từ Bách Tranh thầm mắng một tiếng, sau đó hỏi, vậy con biết được từ đâu? Từ Tuyết Nhi cười nói, là tình báo từ một thuộc hạ của con, lúc nãy, con vừa nhận được tình báo, liền vội vàng đến tìm các người. Thuộc hạ của con, đôi mày của Từ Bách Tranh nhíu lại. Giỏi về phỏng đoán lòng người như Từ Tuyết Nhi lập tức ý thức được cha cô ta đang suy nghĩ cái gì? Cha suy nghĩ nhiều rồi. Thuộc hạ này của con là cha cho con làm người hầu lúc nhỏ, nhiều năm trước con đã thông qua thông đạo đưa ông ta đến thế giới bên kia, chủ yếu chính là đến theo dõi trên thế giới kia xuất hiện cường giả nào và chuyện nguyên thần của ma thần Tu La. Từ Tuyết Nhi nói, à, hóa ra là như thế này, đôi mày của Từ Bách Tranh giãn ra. Làm giới chủ của thương nguyên giới, ông ta quyết không cho phép bất cứ kẻ nào tự mình bồi dưỡng thế lực, cho dù là Từ Tuyết Nhi cũng không được. Tuyết Nhi thật đúng là vô cùng thông minh mà. Thời gian dài như vậy, cũng đã bắt đầu chuẩn bị, tốt hơn nhiều so với Tiểu Nguyệt lỗ mãng kia. Từ Trọng Hiểu tán dương. Cảm ơn chú đã khích lệ. Từ Tuyết Nhi nói, nhưng mà chú cũng không nên nói Nguyệt Nhi như vậy, dù sao nó cũng là em con, mặc dù có đôi khi tương đối ham chơi với hồ đồ, nhưng con cũng che chở nó. À, ha ha, con nói đúng, dù nói thế nào, nó cũng là em của con mà, chú nói sai, được rồi. Từ Trọng Hiểu tùy tiện cười nói. Được rồi, Tuyết Nhi, nếu như chuyện này ngàn lần chính xác, chúng ta thật sự cũng không còn bất kỳ chuyện gì để lo lắng nữa. Từ Thúc Nhân nói, chỉ là, không biết người hầu già kia của con có gì để chứng minh được không? Từ Thúc Nhân đáng chết này. Trong lòng Từ Tuyết Nhi âm thầm chửi rủa, trên mặt lại mang theo ý cười, chú lo lắng đúng rồi, người hầu già của con nói, lúc trước chúng ta tiến hành phá hủy thông đạo quy mô lớn, thần hồn của ông ta đối đầu với thần hồn bên này của chúng ta. Từ sau lúc đó, ông ta liền thoi thóp, cuối cùng nguyên thần trực tiếp bị tiêu diệt. Từ Bách Tranh cúi đầu suy nghĩ, lúc phá hư thông đạo kia, hoàn toàn chính xác là có một thần hồn mạnh mẽ đang đối đầu cùng cao thủ thần cảnh bên này của mình. Hơn nữa, hôm đó, Trảm Tiên Kiếm xuất hiện ở thương nguyên giới, càng tạo thành sợ hãi cho bọn họ. Nếu quả như thật giống như Từ Tuyết Nhi nói, nguyên thần của ma thần Tu La khẳng định bởi vì đối đầu kia bị hao tổn, cuối cùng mới dẫn đến việc bị tiêu diệt. Thấy Từ Bách Tranh có chút do dự, Từ Tuyết Nhi nói tiếp cha ngẫm lại xem, nếu như cha là ma thần Tu La, mấy ngày nay nhất định sẽ canh giữ ở thông đạo bên này, thế nhưng ngày hôm trước, bọn người Tiểu Nguyệt với Tống Nghĩa, Triệu Nhân mới ra khỏi từ thông đạo,
lại bình an vô sự, đây không phải vừa vặn chứng minh lời nói của người hầu già kia sao? Còn có, cơ hội lần này ngàn năm có một, chúng ta chỉ cần làm một chút, liền có thể xác minh ông ta nói đúng hay không ngay. Từ Tuyết Nhi nói, làm thế nào? Từ Bách Tranh hỏi, rất đơn giản, cùng hợp sức phá hư thông đạo lần nữa, nếu như vẫn có thần hồn mạnh mẽ đối đầu với chúng ta như cũ, như vậy thì chứng minh lời người hầu già nói là giả, nếu như không ai chống lại, tùy ý chúng ta phá hư, thì chúng ta liền có thể không chút kiêng kỵ tiến về thế giới kia, đoạt đi linh nguyên. Từ Tuyết Nhi nói, Tuyết Nhi nói rất đúng, anh cả, em thấy cứ làm như thế đi, Từ Trọng Hiểu nói, em ba, em cảm thấy thế nào? Từ Bách Tranh hỏi Từ Thúc Nhân. Từ Thúc Nhân tính toán một chút, lập tức nói, Tuyết Nhi nói cũng không phải không có lý, chúng ta có thể thử một lần. Nếu muốn thử, không thành công thì thành nhân, chúng ta nhất định phải mãnh liệt hơn so với lần trước đó, để người ở thế giới kia biết, chúng ta quyết tâm đoạt được linh nguyên, một khi không có phát sinh thần hồn mạnh mẽ đến cản trở, chúng ta liền lập tức cùng tiến công. Từ Tuyết Nhi nghiêm mặt nói, tốt, cứ dựa theo con nói mà làm. Lúc này Từ Bách Tranh gõ nhịp, mấy ngày nay, bởi vì chuyện của ma thần Tu La, ông ta ăn ngủ không yên, hiện tại, cơ hội đang ở trước mắt, chắc chắn ông ta phải thử một lần. Tuyết Nhi à, đáng tiếc con lại là một thân con gái, nếu như con là con trai, cha thật sự có thể xin nghỉ hưu sớm. Từ Bách Tranh vừa cười vừa nói. Từ Tuyết Nhi cũng cúi đầu mỉm cười. Chỉ là, nụ cười kia thoáng qua liền mất, trong lòng lạnh lùng nghĩ, cha, cha xem thường con rồi. Con muốn không chỉ là thương nguyên giới, mà còn là toàn bộ tất cả thế giới. Vừa vặn chuyện nguyên thần của ma thần Tu La bị phá hủy, có điều là Từ Tuyết Nhi được ăn cả ngã về không, ăn nói bịa chuyện, cô ta muốn kích động Từ Bách Tranh chung tay phát động công kích với trái đất. Chỉ có như thế này, chính mình mới có thể có cơ hội để lợi dụng được. Chỉ là, đến chính cô ta cũng không biết, cô ta sai khi cho rằng năm tên U Linh nhất định là bị ma thần Tu La giết chết. Và những gì cô ta nói lung tung ngày hôm nay quả thật là sự thật. Nhưng mặc kệ như thế nào, hôm nay xem kết cục, kế hoạch bổ sung của Từ Tuyết Nhi, thành công. Thông báo với tất cả mọi người ở thương nguyên giới, sáng sớm ngày mai, đi vào cung điện, tôi có chuyện quan trọng cần tuyên bố. Từ Bách Tranh lạnh giọng nói. Chương 1366, mạng của Lâm Thanh Diện do em lấy. Sáng sớm hôm sau, trong cung điện thương nguyên giới đầy ắp người. Những người này cũng không biết hôm nay là thế nào, vì sao giới chủ vội vội vàng vàng đều triệu tập toàn bộ bọn họ tới. Không bao lâu, ba anh em nhà họ Từ mặc hoa phục đều đi tới, Từ Tuyết Nhi thì đi theo phía sau ba người bọn họ. Hôm nay triệu tập tất cả mọi người đến đây, là có một chuyện quan trọng muốn tuyên bố với mọi người, Từ Thúc Nhân mở miệng nói. Tất cả mọi người phía dưới lẳng lặng nhìn qua ba cường giả thần cảnh đỉnh phong trên đài này và đại công chúa của thương nguyên giới. Từ Bách Tranh trầm giọng nói, các vị, mấy trăm năm chờ đợi, hôm nay, khoảng cách thời gian chúng ta trở lại thế giới kia đã không xa. Có đúng không? Giới chủ, ông nói vậy là thật ư? Không đúng, trước đó không phải còn lo lắng nguyên thần của tên ma thần Tu La này đã tiêu tan hay chưa sao? Người phía dưới bàn tán ầm ĩ, nhưng mà thông qua sắc mặt của bọn họ có thể nhìn ra, những người này nghe được tin tức này, đều không ức chế được mà hưng phấn. Căn cứ vào tin tức đáng tin. Từ mấy ngày trước, lúc chúng ta đang phá hư thông đạo, đã từng đối đầu với nguyên thần của ma thần Tu La, mà cũng là bởi vì một lần kia, thần hồn của ông ta bị hao tổn, hiện tại đã tiêu tan. Từ Bách Tranh nói tiếp. Thật sao? Người phía dưới giật mình nói. Chuyện này quá tốt rồi. Ma thần Tu La đáng chết, cuối cùng cũng hoàn toàn diệt vong rồi. Thế giới phồn hoa kia, rốt cục cũng phải thuộc thương nguyên giới chúng ta thôi. Những người này hưng phấn nói. Mỗi người đều vui vẻ ra mặt, dường như lấy tất cả linh nguyên trên trái đất đều dễ như trở bàn tay. Giới chủ, ông nói thế có chính xác không đó, có phải là tin tức do tiểu công chúa ở đó truyền đến không? Trong đó một người có được thực lực thần cảnh sơ kỳ nói. Tự Trọng Hiếu nói thẳng, đâu mà phải con nhóc Tiểu Nguyệt này, con nhóc này còn không phải bị thế gian phồn hoa kia làm mờ mắt, còn không biết đang tiêu sái ở đâu nữa. Vậy chuyện này là... Là một người hầu của tôi ở thế giới bên kia nói cho tôi biết. Từ Tuyết Nhi bình tĩnh nói. Từ Bách Tranh nói tiếp, không sai, tin tức này đúng là do một thuộc hạ nhiều năm trước của đại công chúa báo cho nó, tôi có thể làm chứng. Đối với con gái lớn này của mình, Từ Bách Tranh luôn luôn tin tưởng vô điều kiện. Nếu giới chủ đã nói như vậy, vậy thuộc hạ cũng không còn bất kỳ nghi ngờ nào, tiếp theo nên làm như thế nào, mời giới chủ chỉ thị. Người phía dưới nói, ba người Từ Bách Tranh.
Từ Trọng Hiểu, Từ Thúc Nhân đứng lên tại chỗ ngồi, trong mắt của bọn họ mang theo đã khẩn trương, kích động đã lâu không thấy. Tuyết Nhi nói cũng đúng, nguyên thần của ma thần Tu La đã tiêu tan chưa phải thử một lần liền biết, lại nói, đã nhiều năm như vậy, ba anh em chúng ta cũng đã đạt đến thần cảnh đỉnh phong, có thể nói là tu vi tối cao nhất rồi, mà cho dù ma thần Tu La có lợi hại hơn nữa, cũng chẳng qua là một sợi tàn hồn, chẳng lẽ ba người chúng ta còn sợ ông ta sao? Từ Bách Tranh quyết định biện pháp, trước đó mình quá lấy đại cục làm trọng, thiếu đi mấy phần tàn bạo, hiện tại, ma thần Tu La diệt vong cũng tốt, nếu như không diệt vong, cùng lắm thì ba anh em lại cùng đầu với ông ta một trận nữa. Sáng sớm ngày mai, chúng ta lại lần nữa tiến hành tấn công phong ấn trên lối đi một lần nữa. Từ Bách Tranh nghiêm nghị nói, lần này, tôi muốn tất cả cao thủ của thương nguyên giới chúng ta đều ra mặt, không chỉ có như thế, ba anh em chúng ta chia nhau cùng ngồi giữa ba thông đạo, lần này, nhất định phải một hơi cầm được thông đạo. Tuân mệnh, giới chủ, tất cả tu vi cường giả của thương nguyên giới cùng kêu lên. Tuyết Nhi, Từ Bách Tranh nói, con gái ở đây, Từ Tuyết Nhi đi đến trước mặt Từ Bách Tranh, quỳ một chân trên đất. Ngày mai cha với chú còn dẫn theo tất cả cường giả của thương nguyên giới đến thông đạo đó, nếu như chuyện thuận lợi, ngày mai. Chúng ta sẽ tấn công trái đất ngay, hấp thu toàn bộ linh nguyên, đem toàn bộ về, bởi vậy, tất cả mọi chuyện ở nơi này tạm thời sẽ do con quản lý. Từ Bách Tranh nói, con gái nhất định sẽ không phụ lòng nhờ vả của cha, Từ Tuyết Nhi cúi đầu, giọng nói trầm ổn. Trong mắt của cô ta hiện lên một tia vui vẻ, tất cả mọi chuyện, đều đang dựa theo kế hoạch của mình vững vàng thực hiện. Đúng rồi, Tuyết Nhi, bắt đầu ngày mai, con nhất định phải sắp xếp người tùy lúc có thể tiếp ứng, một khi chúng ta cướp đoạt linh nguyên, sẽ thông qua thông đạo trở về thương nguyên giới, biết chưa? Từ Thúc Nhân sắp xếp. Từ Tuyết Nhi gật gật đầu, chú yên tâm đi, chút chuyện nhỏ này cứ giao cho con. Nói rồi, cô ta đứng dậy, nhìn xem tất cả mọi người phía dưới, ngày mai, vất vả cho mọi người rồi, tôi sẽ ở thương nguyên giới chuẩn bị tốt rượu ngon món ngon, chờ các vị thắng lợi mà về. Xin đại công chúa yên tâm, tất cả mọi người lần nữa cùng đồng thanh, âm thanh vang vọng cả tòa cung điện. Từ Bách Tranh hài lòng nhìn Từ Tuyết Nhi trước mặt, không hổ là con gái mình thương yêu nhất, mọi chuyện làm đều luôn luôn để cho người ta yên tâm như vậy. Được, đã như vậy, mọi người về sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai, để chúng ta dẹp yên thế giới kia. Từ Bách Tranh cao giọng nói, đám người tan hết, trong cung điện một lần nữa bình tĩnh lại. Ba anh em Từ Bách Tranh chia nhau ngồi trên vương vị. Ngày mai sẽ là thời điểm quyết chiến, ngoại trừ ma thần Tu La, bọn họ không để bất kỳ một người trái đất nào vào mắt cả. Dòng dã 200 năm chưa từng trở lại nơi đó, không biết quang cảnh nơi đó đã biến thành như thế nào rồi. Từ Bách Tranh cảm khái nói. Chẳng phải ngày mai đi rồi sẽ biết sao, anh, ngày mai em xung phong, người có can đảm chống cự, giết hết đi, mẹ kiếp, nhiều năm như vậy nấp ở thương nguyên giới. Đều muốn nghẹn điên rồi, đã sớm muốn thống thống khoái khoái dương ra bản lĩnh, cũng không biết đám phế vật ở nước C có đủ cho em đánh hay không nữa, Tự Trọng Hiểu vừa cười vừa nói. Từ Thúc Nhân bình tĩnh nói, những người tu vi bên trong nước C, em chỉ có hứng thú với một người, ai vậy? Từ Thúc Nhân, hẳn là trong đám phế vật kia cũng có người có thể để em để vào mắt sao? Tự Trọng Hiểu chẳng hề để ý mà hỏi. Từ Bách Tranh nhìn em trai nhỏ nhất của mình, trầm giọng nói, người em nói này. Là Lâm Thanh Diện ngày đó đánh Tiểu Nguyệt thành tàn hồn sao? Không sai. Từ Thúc Nhân nhẹ gật đầu, dựa theo tin tức Tiểu Nguyệt đem đến trước đây về tên nhóc này, tuổi còn trẻ đã đạt được thực lực nửa bước thần cảnh. Nói thật, vào lúc ba người chúng ta bằng tuổi cậu ta, cũng không có lợi hại đến vậy đâu, em thấy, ma thần Tu La năm đó cũng chỉ có như thế mà thôi. Hừm, quả thật tên nhóc này thiên phú khác biệt, và lại, nơi thế giới cậu ta ở. Hoàn toàn không thể đánh đồng với linh khí của thương nguyên giới chúng ta, dù vậy, cậu ta vẫn có thể tu hành đến mức này như cũ, thật sự là không tầm thường, Từ Bách Tranh cũng nói. Tự Trọng Hiểu một mặt không quan trọng, anh cả, em ba, em thấy hai người là đang đề cao người khác, diệt uy phong của mình, như vậy đi, một trận chiến ngày mai, đương nhiên tên nhóc Lâm Thanh Diện này sẽ có ở đây, em sẽ đi lên xử lý cậu ta, xem cậu ta còn phách lối thế nào nữa. Anh hai. Từ Thúc Nhân cười nói, em biết thực lực của anh rất mạnh, nhưng đúng là em có một chuyện muốn cầu xin, ngày mai, mạng của tên nhóc Lâm Thanh Diện này hãy cho em lấy, anh thấy thế nào? Tùy tiện đi, em thích thì cứ lấy, Tự Trọng Hiểu tùy tiện nói. Ông ta thấy, dù sao thì Lâm Thanh Diện cũng phải chết, tính mạng của anh cho dù là ai lấy đi cũng đều giống nhau cả thôi. Ha ha,
em ba đúng là vẫn hướng đến người có tài như cũ mà, có điều đến lúc đó, em cũng tuyệt đối đừng bởi vì quý tài mà tha cho Lâm Thanh Diện đó, Từ Bách Tranh vừa cười vừa nói. Anh cả yên tâm, chẳng qua em chỉ muốn xem thử đến cuối cùng cậu ta khác người khác chỗ nào thôi, so với Thương Nguyên giới, cậu ta tính là cái gì, đuổi ngăn cản chúng ta cướp đoạt Linh Nguyên, em nhất định sẽ giết chết cậu ta. Từ Thúc Nhân lạnh giọng đếm tới. Từ Bách Tranh hài lòng nhẹ gật đầu, tốt, cũng không còn sớm, hai người các em cũng về nghỉ ngơi đi, ngày mai toàn lực tiến công thông đạo. Vâng, ba người giải tán, cung điện lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhưng mà, sau tấm bình phong ở chủ vị, Từ Tuyết Nhi vẫn ẩn nấp khóe miệng lơ đãng lộ ra một nụ cười. Đến ngày mai, toàn bộ Thương Nguyên giới đều là của tôi. Từ Tuyết Nhi nghĩ thầm trong lòng, trong miệng thì thầm nói, ma thần Tu La, ông tuyệt đối đừng khiến tôi thất vọng. Chương 1367, ông chuột. Ở Từ Tuyết Nhi xem ra, người trên trái đất có thể một trận chiến xử lý 5 tên cao thủ thần cảnh của mình, chỉ có một mình ma thần Tu La có thể làm được. Bởi vậy, từ sau khi linh phù của 5 tên sát thủ U Linh vỡ nát, Từ Tuyết Nhi liền tự mình phán đoán, ma thần Tu La còn ở nhân gian. Mà lần này, sở dĩ cô ta bịa ra một lời nói dối, mục đích đúng là để tất cả cường giả trong Thương Nguyên giới đều đi về trái đất nước C, cứ như vậy, trong Thương Nguyên chỉ còn lại mình thôi. Một khi bọn họ thật sự gặp được ma thần Tu La, như sẽ không thể tránh được một trận chém giết lớn. Đến lúc đó, cho dù là cường giả của Thương Nguyên giới bên này có thể may mắn thắng được, chỉ sợ cũng là thắng thảm. Đến lúc đó, mình để 5 tên cao thủ thần cảnh khác ra tay, liền có thể thu nhặt sạch mấy tên tàn binh của Thương Nguyên giới này. Hơn nữa, Từ Tuyết Nhi qua nhiều năm kinh doanh, ở trong Thương Nguyên giới tạo được uy tín của mình, từ trên xuống dưới, một vài bộ phận quan trọng đều sắp xếp vào người của mình. Đến lúc đó, toàn bộ Thương Nguyên giới liền sẽ vào hết trong túi, mà mình cũng sẽ trở thành nữ vương đầu tiên của Thương Nguyên giới. Chuyện này chính là mục tiêu cuối cùng của Từ Tuyết Nhi. Chỉ là, e rằng Từ Tuyết Nhi cũng không nghĩ tới, đánh bậy đánh bạ phía dưới, lại thúc đẩy bọn Từ Bách Tranh nhanh chóng phát động tấn công với giới tu vi của nước C, bởi vì, nguyên thần của ma thần Tu La sớm đã tiêu tan, mà bây giờ, dẫn đầu giới tu vi ở nước C đối đầu với Thương Nguyên giới, chính là người tài giỏi ngút trời, Lâm Thanh Diện. Ngày thứ ba, tất cả mọi người đã ở thông đạo hoàn tất tập kết. Ba anh em Từ Bách Tranh chia nhau đi vào ba khu thông đạo tương đối lớn bên cạnh ngồi xuống, mà Từ Bách Tranh thì đang ngồi thiền bên trong thông đạo lớn nhất. Tất cả mọi người, cùng nhau tấn công thông đạo, Từ Bách Tranh la lớn, bởi vì quá kích động, tiếng nói của ông ta cũng có hơi run rẩy. Hôm nay, ông ta tụ tập tất cả cường giả của Thương Nguyên giới, trong đó bao gồm 4 tên thần cảnh tiền kỳ, 6 tên thần cảnh trung kỳ, còn có 3 anh em thần cảnh đỉnh phong cường giả tuyệt thế. Mà ngoài ra, mười mấy tên tu vi thực lực hóa cảnh đỉnh phong đang nhìn chằm chằm, một khi phong ấn của thông đạo được giải trừ, đám người này của bọn họ sẽ là người đầu tiên tiến vào nước C. Mà những người này của bọn họ, dường như trong tay mỗi người đều có vài viên đan dược cấp hoàn mỹ, mà trong tay cường giả thần cảnh thì mang theo một viên đan dược thần cấp. Từ Bách Tranh nhìn những người này, cơ nghiệp mấy trăm năm, đây đã là toàn bộ thực lực của Thương Nguyên giới. Mà ông ta cũng tin tưởng, thực lực như vậy, tuyệt đối có thể san bằng nước C. Đợi đến khi tôi thu hoạch được tất cả linh nguyên trên trái đất, đến lúc đó, tôi sẽ có thể đến gần cảnh giới vô hạn truyền thuyết kia, ánh mắt của Từ Bách Tranh rét lạnh, lớn tiếng nói, tấn công. Nói chuyện trước, hồn lực mạnh mẽ của ba anh em nhà họ Từ trong khoảnh khắc tán phát ra, ánh sáng như thế này, trực tiếp thắp sáng cả bầu trời Thương Nguyên giới. Ngay tại lúc đó, cường giả thần cảnh còn lại cũng bắt đầu dùng thần hồn công kích phong ấn, mặc dù tu vi của người ở thực lực trên hóa cảnh chen vào không ít so với bọn họ, nhưng mà số người bọn họ đông đảo, cùng phát ra thần hồn, thanh thế cũng to lớn tương tự. Từ Tuyết Nhi đứng một bên ngây ngẩn cả người, cảnh tượng như vậy trước nay đến cô ta cũng chưa từng nhìn thấy. Nhưng lúc này, trong lòng cô ta cũng vô cùng nóng nảy, hiện tại, Từ Tuyết Nhi quan tâm nhất chính là một khi thần hồn của những người này công kích phong ấn, có thể giống lần trước lập tức nhận được phản kích của người giới tu vi ở nước C hay không. Bởi vì, trong phản kích kia, Từ Tuyết Nhi đương nhiên cho rằng nhất định ma thần Tu La có tồn tại. Nhưng, 5 phút đồng hồ trôi qua, bên thông đạo này, ngoại trừ thần hồn của người của mình, bọn Từ Bách Tranh cũng không có cảm thấy bất cứ điều kỳ lạ nào. Ha ha, anh lớn, xem ra Tuyết Nhi nói không sai, quả thật tên ma thần Tu La này đã chết rồi. Từ Trọng Hiếu lên tiếng nói. Từ Bách Tranh khẽ gật đầu, quả thật thế, nếu như ma thần Tu La ở đây, nhất định sẽ chống đối với hồn lực của mình. Hiện tại,
trong thông đạo không có bất kỳ điều kỳ lạ nào, chuyện này đủ để chứng minh, giống như Từ Tuyết Nhi nói, nguyên thần của ma thần Tu La đã tiêu tan. Tất cả mọi người, gia tăng sức mạnh, mạnh mẽ đánh vào. Từ Bách Tranh ra lệnh, lập tức, hồn lực mạnh mẽ của mình toàn bộ phóng xuất ra không giữ lại chút nào. Lần này, trong thông đạo trước mặt bọn họ, phong ấn năm đó từ ma thần Tu La ngưng kết, từng khối thay nhau bị kéo xuống, lối đi thông vào nước C này, không khí chấn động càng lúc càng lớn. Trừ ông ta ra, những người khác cũng vui vẻ như thế. Một ngày này, bọn họ đã chờ quá lâu rồi, hiện tại, cơ hội đang ở trước mắt, bọn họ nhất định phải dốc hết sức mình tấn công. Đối với những người tu hành ở thương nguyên giới mà nói, bày ở trước mặt bọn họ chính là phong ấn khó khăn trên thông đạo lớn nhất, chỉ cần dốc sức giải trừ phong ấn, liền có thể chiếm cứ thế giới kia dễ như trở bàn tay. Mà bây giờ xem ra, người tu vi của nước C đã bỏ đi sự chống đối với mình, mở được thông đạo, đối với bọn họ mà nói, gần trong gang tấc, chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Bẩm báo giới chủ, thông đạo thứ nhất đã được mở. Đột nhiên, có người lớn tiếng nói, không kiềm chế được hưng phấn. Tốt, xông ra, Từ Bách Tranh lớn tiếng ra lệnh. Đường này chỉ là một thông đạo nhỏ, đương nhiên phong ấn phía trên không thể so sánh với phong ấn trên thông đạo trước mặt ba anh em Từ Bách Tranh. Một khi thông đạo lớn được mở, như vậy, phía bên mình đều sẽ có thể đến nước C. Trong mắt Từ Bách Tranh mang theo tàn khốc, nước C, Từ Bách Tranh tôi quay lại rồi. Năm đó ma thần Tu La đuổi tôi đi, hôm nay, tôi muốn lấy đi thức vốn là nên thuộc về tôi. Tôi sẽ làm cho toàn bộ thế giới đó run rẩy. Một người có thực lực hóa cảnh đỉnh phong đi đến bên cạnh thông đạo nhỏ đã được mở, làm người thương nguyên giới đầu tiên đặt chân lên nước C, hắn ta vô cùng vui vẻ. Các anh em, theo tôi cùng tiến lên. Nói rồi, hắn ta không chút do dự nhảy xuống. Theo sát đó, bọn họ một người rồi lại một người, liên tiếp nhảy xuống từ thông đạo nhỏ này. Mà những người vui vẻ này còn không biết thứ gì đang chờ đợi bọn họ. Nước C, đỉnh núi Côn Lôn. Người đầu tiên của thương nguyên giới từ thông đạo xuống, nhưng mà, hắn ta chưa vui vẻ được 3 giây, liền cảm thấy yên tĩnh lại thường. Hắn ta phóng tầm mắt nhìn tới, chung quanh không có một ai. Theo sát lấy, trên mặt tên nhóc này liền lộ ra nụ cười đắc ý. Ha ha, quả nhiên không sai, thế giới này cũng chỉ có như thế, những người được gọi là người tu hành, đều là một đám nhát gan như chuột nhắt. Mà hắn ta không biết là, sau đống đất ở bên cạnh, Trung Tài đang dẫn theo một đám người mắt lom lom nhìn chằm chằm phía trước. Hừ, nhóc con, trước hết để cho mày đắc ý một chút, lát nữa sẽ cho mày mở mang tầm mắt về ông chuột đây. Trung Tài, bây giờ chúng ta giết hay không giết? Một người đàn ông cao lớn thô ở một bên hỏi, hắn ta cũng là người được treo thưởng trên bảng. Trung Tài lắc đầu, chờ một chút, nhanh chóng tiêu diệt bọn chúng. Đang khi nói chuyện, một tên thương nguyên giới khác cũng từ thông đạo đi xuống, theo sát đó, ba tên. Bốn tên, cuối cùng, trong thông đạo này đi ra 6 người thực lực hóa cảnh, bọn họ dựa theo trình tự đi thẳng tới dãy núi Côn Lôn. Bọn họ hết nhìn đông tới nhìn tây, một người trong đó nói, tôi thấy đám người của chúng ta cũng đủ để san bằng thế giới này, không cần chờ bọn giới chủ đến đây đâu. Tôi cũng thấy thế, không bằng chúng ta cùng nhau đến vị trí của Linh Nguyên đi. Không được, một người trong đó từ chối nói, giới chủ liên tục căn dặn, bảo chúng ta chờ ở nguyên chỗ này, chờ sau khi bọn họ đến đây. Cùng nhau tấn công đến vị trí Linh Nguyên, chúng ta không thể tùy tiện làm việc. Ai, giới chủ cũng thật sự là, làm việc quá cẩn thận rồi, chậm trễ thời gian. Một người có chút thất vọng nói. Ngay vào lúc này, Trung Tàn vẫn luôn ở sau dốc núi, trong mắt lóe lên một tia ác độc. Chỉ bằng đám người này của chúng mày cũng muốn san bằng thế giới này của chúng tao sao? Nằm mơ à, nói xong, Trung Tài trực tiếp đứng lên từ sau dốc núi, trên mặt của hắn ta mang theo vẻ khinh thường. Không có chút sợ hãi nào. Này, mấy tên chó rác rưởi chúng mày, quỳ xuống đến gọi ta ba tiếng ông chuột đi, tao sẽ tha cho chúng mày toàn thây. Nhìn thấy Trung Tài đột ngột xuất hiện trong dốc núi, đầu tiên những người này sững sờ, sau đó cười lên ha hả. Thật không nghĩ tới, người đầu tiên tạo đi vào thế giới này nhìn thấy, lại có dáng vẻ trưởng thành như vậy. Đúng vậy đó, anh nhìn đôi mắt nhỏ đó của hắn ta, thật sự là giống y hệt chuột mà. Chẳng lẽ thế giới này là do người như thế này bảo vệ sao? Khóe miệng Trung Tài cười khẽ, lơ đễnh, cười đi, một hồi sẽ có lúc chúng mày khóc. Các anh em, đừng rông dài nhiều với chúng, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, công đầu này sẽ thuộc về tôi. Nói rồi, một người thực lực hóa cảnh liền chuẩn bị tiến lên. Những người còn lại thấy thế, cùng nhau tiến lên, không được, công đầu này phải của tôi.
của tôi, ai cướp được thì tính người đó. Ở bọn họ, bọn người trung tàu chính là dê đợi làm thịt, tiêu diệt trung tài là chuyện dễ như trở bàn tay. Mà mắt nhỏ của trung tài nhìn chằm chằm vào bước chân của những người đang xông tới. Hắn ta chính là đang chờ đợi giây phút này. Đột nhiên, trong mắt của hắn ta chuyển một cái, mang theo ánh sáng mạnh mẽ. Ngay tại lúc này, các anh em, ra tay. Trung tài vung cánh tay lớn lên, rất có phong phạm đại tướng. Trong nháy mắt, từ đằng sau dốc núi, lao ra hai người vạm vỡ, trong tay hai người bọn họ thay nhau cầm một cọng dây thừng lớn. Kéo, trung tài hét lớn. Hai tên oai phong như hùm này dùng sức kéo một cái, dây thừng được kéo, những người mở đường này của thương nguyên giới còn chưa hiểu được, chỉ cảm thấy dưới chân trùng xuống, mặt đất trực tiếp lõm xuống. Hóa ra, bọn trung tài cũng đã sớm đào xong đường hầm quanh thông đạo, cứ chờ đám người này rơi vào trong hố. Đám người thực lực hóa cảnh này phản ứng cũng vô cùng nhanh, cái hố to này chẳng qua cũng chỉ sau 5 mét, sau khi bọn họ rơi xuống, ngay lập tức liền ra sức bò lên trên. Các anh em, giết nó. Trung tài vui vẻ hộ. Một đám người vọt thẳng tới, trên tay mỗi người bọn họ đều mang theo một cái thùng, trong thùng không phải chứa nước, mà là sắt nóng chảy bị lửa hòa tan đỏ bừng. Từng thùng sắt nóng chảy vô tình giới thẳng xuống đường hầm. Trong nháy mắt, những người thương nguyên giới này không ngừng gào thét, trên mặt, trên người bọn họ, toàn bộ bị hòa tan, có một hai người may mắn vẫn còn hơi thở, chờ đợi họ quả thật là đất vàng ùn ùn kéo đến. Đống đất nhanh chóng bị lấp vào trong hố lớn, theo sau đó, bên trong cuối cùng cũng không còn chút sức sống nào nữa. Đám người xâm nhập đáng thương này lần đầu tiên đặt chân thế giới này, chỉ có chết chóc đón tiếp bọn họ. Chương 1368, tức giận. Rút lui. Đánh rồi bỏ chạy, đây là phong cách trước giờ của trung tài. Không ngờ, người tu hành của nước C đối chiến với thương nguyên giới, trận đầu tiên lại là đám người xấu trung tài trên bảng truy nã mở đầu. Hơn nữa lấy được toàn thắng. Tuy rằng, thủ đoạn bọn họ sử dụng vô liêm sỉ, nhưng đối mặt với sự xâm lược của đám người thương nguyên giới, cần gì nói đạo nghĩa giang hồ với bọn họ đâu. Bởi lẽ, từ mấy ngày trước, Lâm Thanh Diện cũng đã phân phó đám trung tài bí mật hành động, chỉ là, không ngờ sự xâm lăng của thương nguyên lại diễn ra nhanh như vậy, quá vội vàng, chỉ mới bày ra mai phục ở quanh hai thông đạo nhỏ, mấy thông đạo còn lại thì vẫn chưa. Một trận chiến tiêu diệt 6 gã cường giả hóa cảnh của đối phương, công trạng như vậy thật là quá xuất sắc. Nhưng ngay sau đó, một thông đạo hơi lớn hơn chút lại bắt đầu run lắc dữ dội. Đám người Lâm Thanh Diện biết, thông đạo hơi lớn đó đã được đả thông. Lâm Thanh Diện cau mày, thông đạo lớn trước mặt anh lúc này cũng đang bị người của thương nguyên giới mãnh liệt phá ra, phong ấn bị hủy cũng chỉ là chuyện trong giây lát, vì thế, giờ phút này anh không có cách nào bỏ nó chạy tới chỗ thông đạo hơi lớn kia. Mà thông đạo sắp bị đả thông kia, người canh giữ là đám người Chu Tước. Tay Chu Tước huyễn hóa ra một sợi roi màu đen, gió nhẹ thổi tung mái tóc cô ta, trong ánh mắt Chu Tước mang theo sát khí. Trước mắt cô ta, gợn khí trong không trung ngày càng nhiều, nhưng Chu Tước lại bước tới gần thông đạo. Cùng lúc đó, hai người Bạch Hổ và Thanh Long cũng kiên định tiến về phía trước. Huyền Vũ, hôm nay anh nhất định báo thù cho cậu. Thanh Long vừa nói, vừa nắm chặt thanh trường kiếm trong tay mình. Ba người cực kỳ nghiêm túc, chỉ chờ người của thương nguyên giới lao ra từ thông đạo. Thông đạo so với thông đạo của bọn trung tài lúc trước lớn hơn khá nhiều, đủ cho ba người cùng đi vào. Oanh một tiếng, cùng với chấn động kịch liệt, ba gã cường giả thương nguyên giới xuất hiện. Tinh bàn thức. Thanh Long la lớn, hai người còn lại đã chuẩn bị xong từ lâu. Lập tức, hồn lực từ trong cơ thể họ bộc phát ra, lao vào giữa không trung giao hòa vào nhau. Chiêu thức này so với lần trước Huyền Vũ sử dụng thì khi hồn lực của ba người hòa vào một chỗ thì diện tích bao trùm trong không trung rộng hơn rất nhiều. Ba gã cường giả thương nguyên giới trước hết là sửng sốt, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Trong ba người này, có một người đã đạt tới cảnh giới hóa cảnh đỉnh phong, còn có một người tu vi lại là nửa bước thần cảnh. Hừ, chỉ bằng cái này cũng muốn ngăn chúng ta lại. Đối phương khinh thường nói, ba người bọn họ cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp chia ra lao về phía ba người Chu Tước. Tốc chiến tốc thắng, đây là tôn chỉ của đám người thương nguyên giới, đồng thời cũng là tự tin đến từ sự cường đại của bọn họ. Nhưng mà, nháy mắt, hồn lực giao nhau trong không trung lại giống như từng hạt mưa lao về phía bọn họ. Bọn họ đều hoảng hốt, không ngờ, thế giới này lại có bí thuật như thế này. Cũng may tu vi của ba người cũng không thấp, trốn đông trốn tây, cũng tránh được công kích của hồn lực, nhưng dáng vẻ rất chật vật. Điều này khiến ba người từ thương nguyên giới thận trọng hơn.
Bọn họ đồng thời huyễn hóa ra binh khí của bản thân, hét lên xông qua. Kẻ dám cả gan xâm phạm thế giới của chúng ta, phải giết. Thanh Long hét lên, thực lực của anh ta mạnh nhất trong ba người, lúc này, hồn lực của anh ta phóng ra hết, giơ trường kiếm lên cao, trực tiếp đánh vào đầu của đối thủ. Cùng lúc đó, Bạch Hổ cũng vọt qua, vũ khí huyễn hóa của anh ta khá kỳ lạ. Giống như một đôi găng tay bằng sắt, nhưng trên găng tay lại có mấy cái vuốt sắt nhọn. Chu Tước đi phía sau hai người, cũng không phải cô ta sợ sệt, mà là lúc trước, bọn họ đã bàn cách rồi. Thập tự quyết, không khí tạo thành một vòng xoay quanh người Chu Tước cuốn theo bụi và đất cát bốn phía. Một kiếm của Thanh Long lao tới, đối phương chỉ cười khinh miệt. Chỉ bằng thân thủ như vậy, cũng dám đối nghịch với ta. Nói xong, hắn ta cũng giơ trường kiếm lên, hai thanh trường kiếm va vào nhau, Thanh Long chỉ cảm thấy lòng bàn tay mình run lên. Đối phương chính là cường giả nửa bước thần cảnh kia, đi tìm chết đi, đối phương la lớn, sau khi tránh đi hồn lực công kích hạ xuống từ trên không kia, trực tiếp chém một kiếm về phía Thanh Long. Phóng, vào lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Chu Tước hô to một tiếng, vòng xoáy khí mang theo cát đá trực tiếp tấn công đối phương. Ánh mắt người ngẩn ra, nếu như ông ta tiếp tục chém ra kiếm này, thì không thể nào né được vòng xoáy khí mà Chu Tước xuất ra. Thanh Long nắm lấy thời cơ đối phương do dự, kiếm trong tay lại chém ra, nhắm vào đầu gối của hắn ta. Hắn ta nhẹ nhàng nhảy một cái, mặt cười đắc ý, vừa chuẩn bị nói móc vài câu, lại đột nhiên phát hiện, trên đầu mình đột nhiên tối đen. Hắn ta vội vàng ngước đầu lên, lại thấy có một ông lão đứng trên đầu mình, lúc này hồn lực của ông ta dồn hết vào tay. Đi chết đi! Ông lão hô to một tiếng, trực tiếp đánh về phía đối phương. Người này kinh ngạc, ông lão đột ngột xuất hiện này thật sự là ngoài dự đoán của hắn ta. Hắn ta tránh không kịp, đỉnh đầu bị nắm đấm mạnh mẽ của ông lão đánh trúng. Oanh một tiếng, người có tu vi nửa bước thần cảnh này ngã xuống đất. Cùng lúc đó, trường kiếm của Thanh Long cũng chém tới, không để cho đối phương có cơ hội hoãn lại, trực tiếp chém hắn ta ra làm đôi. Cảm ơn, Tần trưởng lão, Thanh Long nói. Ông lão này không phải ai khác, mà là một trong các trưởng lão của chúng thần điện, Tần Chính, Thanh Long Bạch Hổ bọn họ chỉ là đánh nghi binh thôi, ông ta mới là người núp ở xung quanh chuẩn bị cho đối phương một kích chí mạng. Nếu là đơn đả độc đấu, đám người Thanh Long không ai là đối thủ của gã nửa bước thần cảnh thương nguyên giới. Nhưng nhờ ra tay bất ngờ, hơn nữa giữa mọi người phối hợp ăn ý, đã đánh chết hắn ta. Trong chốc lát, cán cân thắng lợi nháy mắt nghiêng về bên phía Chu Tước. Thanh Long, Bạch Hổ, chúng ta báo thù cho Huyền Vũ. Chu Tước la lớn, là người vọt qua đầu tiên. Lúc này, hai người còn lại mạnh nhất chỉ là hóa cảnh đỉnh, người kia thì chỉ là hóa cảnh trung kỳ. Hai đấu bốn, bọn họ không có bất kỳ phần thắng nào. Đám người Chu Tước bao vây bọn họ lại, nét mặt hai người họ sợ hãi, lo lắng, lúc này bọn họ mới hiểu, muốn xâm lược thế giới này, cũng không phải chuyện dễ dàng, ít nhất là bây giờ, bọn họ phải đối diện với nguy cơ sống chết. Chết tiệt, mấy người còn lại sao chưa từ thông đạo ra tới? Một trong hai người của thương nguyên giới dương mắt nhìn thông đạo bọn họ xuất hiện rất bình lặng, không có dao động. Hắn ta không biết, ở thương nguyên giới lúc này, những cường giả còn lại vẫn đang đứng cạnh thông đạo mà ba anh em từ bá tranh bọn họ phá ra. Chỉ cần ba thông đạo này được đả thông, bọn họ liền có thể cùng lúc đi tới địa cầu. Đi chết đi, Chu Tước lạnh giọng nói, roi trong tay uốn lượn, nhắm tới một trong hai người. Người bị nhắm tới tu vi chỉ là hóa cảnh trung kỳ, thấy thể hắn ta vội vàng dùng binh khí của mình đỡ lấy. Roi quấn quanh binh khí của đối phương, nhất thời, hai người rơi vào thế giằng co. Mà lúc này, Bạch Hổ nhảy lên cao, vuốt hổ trong tay cao về phía đối phương, lập tức xé rách quần áo của hắn ta. Báo thù cho Huyền Vũ, Bạch Hổ hô lớn, vuốt hổ cao vào mặt đối phương. Gã thương nguyên giới còn lại muốn đi lên cứu, lại bị Thanh Long chặn đường, đối thủ của ngươi, là ta. Rồi một tiếng hét thảm vang lên, gã thương nguyên giới bị Bạch Hổ cào mặt, mặt mày móp méo, Bạch Hổ dùng sức, bẻ đầu hắn ta xuống. Chu Tước bị cảnh tượng này dọa sợ. Cô ta thật không rời, Bạch Hổ lúc tức giận, lại điên cuồng như vậy. Huyền Vũ, anh trả thù cho cậu rồi, còn có ai? Nói xong, Bạch Hổ quay người nhìn lại, hai mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm gã thương nguyên giới cuối cùng. Tu vi của gã này là hóa cảnh đỉnh phong, thấy vậy thì sau lưng gã đổ mồ hôi lạnh. Đứng trước mặt ba người đang giận dữ, một loại cảm giác vô lực bao trùm người gã. Bụp một tiếng, cường giả thương nguyên giới này quỳ xuống đất. Đừng, đừng giết tôi không muốn chết, tôi không muốn chết. Ba người Thanh Long,
Bạch Hổ, Chu Tước đi tới trước mặt hắn ta, người nọ quỳ trên đất, mắt trống rỗng. Không phải chỉ cần ra khỏi thông đạo, chuyện sau đó rất đơn giản sao? Không phải nói người của thế giới này rất vô dụng sao? Sao bây giờ chính mình lại quỳ gối trước những kẻ vô dụng? Người này không hiểu, cũng không có thời gian suy nghĩ. Ba đạo ánh sáng lạnh hiện lên, gã thương nguyên giới liền ngã xuống đất, mất mạng. Gió nhẹ lại thổi, đám người Thanh Long nhìn phía đỉnh Côn Lôn, ở nơi đó, Huyền Vũ đang ngủ giấc ngàn thu không bao giờ tỉnh lại. Huyền Vũ, chúng tôi báo thù cậu rồi. Chương 1369, một vị MA thần tu LA khác. Chiến đấu duy trì đến bây giờ, về cơ bản là kết thúc với chiến thắng của phe Lâm Thanh Diện. Nhưng, thân là người lãnh đạo của thế giới này, Lâm Thanh Diện biết, tập kích có quy mô lớn vẫn còn ở phía sau, chỉ ít là bây giờ, thông đạo to lớn trước mặt anh này, phòng ấn trên đó coi bộ sắp không chống đỡ nổi nữa. Cùng lúc đó, bên Lý Mộ Bạch và Quý Trường Thanh cũng như vậy. Ba thông đạo lớn một khi được khai thông, Lâm Thanh Diện biết, sự khiêu chiến thật sự sẽ theo đó mà đến. Lý Lão tiền bối, Quý Trưởng Lão. Lâm Thanh Diện gọi, hai người nhìn sang Lâm Thanh Diện, bọn họ lúc này tràn ngập nhiệt huyết. Vạn sự đều phải cẩn thận, Lâm Thanh Diện dặn dò lần cuối cùng. Yên tâm đi Lâm Thanh Diện, Quý Trường Thanh nói. Thân là điện chủ tiền nhiệm của chúng thần điện, ông ta luôn coi đối đầu với thương nguyên giới là nhiệm vụ, chỉ là bây giờ, ông ta tìm được người thích hợp hơn cả mình, mà người này, chính là Lâm Thanh Diện. Vì Lâm Thanh Diện, Quý Trường Thanh cân nhắc và bài trừ tất cả ý kiến, cam tâm tình nguyện nhường vị trí điện chủ này lại, bởi vì ông ta biết, ở trên người của tên nhóc này, ông ta nhìn thấy các điểm sáng lấp lánh. Không chỉ là thiên phú và tu vi của bản thân anh, càng quan trọng hơn, là năng lực lãnh đạo bẩm sinh mà Lâm Thanh Diện có, và cả bầy mưu nghĩ kế, bất luận gặp phải chuyện gì, tất cả đều ung dung nắm rõ trong lòng bàn tay. Tính cách như vậy, khiến anh có thể đối mặt với tất cả khó khăn, Quý Trường Thanh tự hổ thẹn là không bằng. Bây giờ, ông ta cùng Lâm Thanh Diện đối kháng với thương nguyên giới, ngày này, cuối cùng cũng đến, Quý Trường Thanh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Ông ta chưa từng gặp qua ma thần Tu La, nhưng trong lòng Quý Trường Thanh vốn không cảm thấy tiếc nuối, bởi vì bây giờ, trên thế giới này, đã xuất hiện lại một vị ma thần Tu La, người này chính là Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện, Lão Phu sẽ theo cậu, đuổi người của thương nguyên giới đi một lần nữa. Lý Mộ Bạch cũng lớn tiếng nói, ánh mắt mà ông ta nhìn Lâm Thanh Diện mang đầy thần sắc tán thưởng và cảm kích. Lần đầu tiên cảm nhận được thần hồn của Lâm Thanh Diện thức tỉnh ở trên vách đá, Lý Mộ Bạch đã đoán định, người này vốn không phải kẻ bình thường, tương lai nhất định sẽ có công lao lớn. Chỉ là, tốc độ phát triển của Lâm Thanh Diện vượt qua sự dự tính của Lý Mộ Bạch rất nhiều, ngay cả một người hiểu nhiều biết rộng như Lý Mộ Bạch cũng không ngờ, Lâm Thanh Diện của hiện tại, vậy mà lại có thể trưởng thành đến cảnh giới bây giờ. Cho dù là ma thần Tu La năm đó cũng chẳng qua chỉ có như vậy thôi, thậm chí, trong một số phương diện nào đó, thiên phú của Lâm Thanh Diện còn vượt xa cả ma thần Tu La nữa. Mỗi khi thế giới này gặp nguy nan, luôn có người đứng ra. 200 năm trước, người đó chính là ma thần Tu La, mà hôm nay, người đó chính là Lâm Thanh Diện. Chính vì có người như vậy, mà thế giới này mới có thể duy trì ổn định mà tiếp tục phát triển, trường tồn bất suy. Âm một tiếng vang lên. Phong ấn trên thông đạo ở trước mặt Quý Trường Thanh bị phá hủy đầu tiên, theo đó, vài đường sáng hoàng kim nhanh chóng lóe qua, một đám cường giả của thương nguyên giới thông qua thông đạo này mà đến vùng núi Côn Luân. Mà bên Lâm Thanh Diện và Lý Mộ Bạch cũng như vậy, không đợi bọn họ phản ứng lại, thì trực tiếp có hai tiếng động vang lên, thông đạo bị mở ra. Quyết chiến thật sự bắt đầu rồi. Trong lòng Lâm Thanh Diện thầm nghĩ, kiếm trảm tiên rút khỏi bao, đợi đối phương đến. Một người đàn ông mặc hoa phục bước ra từ vòng vây của đám người thương nguyên giới. Ánh mắt ông ta khẽ nhướng, nhìn Quý Trường Thanh ở trước mặt. Hóa ra mấy người các người vẫn còn ở bên này của thông đạo à, tôi tưởng các người chạy trốn hết rồi chứ. Từ Thúc Nhân khinh miệt mà nói, nơi này vốn là chỗ của bọn tôi sao lại phải chạy. Quý Trường Thanh nói, một thanh kiếm dài chỉ về phía Từ Thúc Nhân, hôm nay, chính là ngày chết của ông. Ha ha, khẩu khí thật lớn. Từ Thúc Nhân hoàn toàn không đặt Quý Trường Thanh vào trong mắt, dưới sự cảm nhận của thần hồn, ông ta vậy mà lại phát hiện đối phương cũng là một cường giả thần cảnh, điều này khiến ông ta có hơi ngạc nhiên. Chính vào lúc này, hai thông đạo còn lại cũng bị mở ra, lúc này, thời gian đã là buổi tối, dưới vầng trăng của bầu trời đêm, giới chủ của thương nguyên giới Từ Bách Tranh, và cả Từ Trọng Hiểu đồng thời bước ra ngoài. Ba hàng đội ngũ dần tụ tập cùng nhau, ba anh em nhà họ Từ đi ở phía trước của đám người.
mà ở sau bọn họ, là một đám cường giả thần cảnh, và cả rất nhiều cường giả thực lực hóa cảnh đang nhìn ba người Lý Mộ Bạch với ánh mắt trào phúng. Lý Mộ Bạch, chúng ta đã rất lâu không gặp rồi. Từ Bách Tranh mở miệng nói. Lý Mộ Bạch khẽ cười một cái, Từ Bách Tranh, không ngờ nhiều năm như vậy rồi, ông vẫn còn nhớ đến tên của tôi. Đương nhiên, bản lĩnh lớn nhất của lão phu chính là có trí nhớ tốt, cho nên, thù của năm đó đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ, hôm nay, tôi đến để báo thù. Từ Bách Tranh lạnh giọng nói. Lý Mộ Bạch hừ lạnh nói, năm đó, một mình ma thần Tu La đuổi hết toàn bộ các người đi, hôm nay, chuyện như vậy sẽ xảy ra lần nữa, ồ không, bọn tôi sẽ khiến tất cả các người chết ở đây. Ha ha, Lý Mộ Bạch, ông già ông vẫn còn nói khoác mà không biết ngượng nữa hả? Từ Trọng Hiếu lớn tiếng nói, anh cả, đừng khách sáo với bọn chúng, giải quyết bọn chúng đi. Từ Bách Tranh lạnh lùng nhìn ba người đứng ở phe đối phương, ông ta ý thức ra, ba người này đều đã đạt đến thực lực thần cảnh rồi. Không ngờ, các người vậy mà còn có thể tụ tập ba cường giả thần cảnh, thật là không dễ, Từ Bách Tranh nói. Một ý niệm hiện lên trong đầu ông ta, ba cường giả thần cảnh của đối phương, mà hôm đó, khi Thương Nguyên giới tiến hành phá hoại thông đạo, không phải rõ ràng cũng đã cảm nhận được ba luồng thần hồn cường đại sao? Nói như vậy, không lẽ ba luồng thần hồn đó chính là phát ra từ trên người bọn họ, chứ căn bản không phải là ma thần Tu La gì đó? Từ Bách Tranh không khỏi nhíu chặt mày, nói như vậy, nguyên thần của ma thần Tu La đã bị diệt từ trước lần trước rồi, nhưng, nếu đã như vậy, thì kiếm trảm tiên đó lại từ đầu ra chứ? Từ Bách Tranh có chút không hiểu, nhưng ông ta cũng không cần phải hiểu, trước mắt, đã chắc chắn là ma thần Tu La không còn nữa, vậy bên mình có thể thoải mái mà tiến hành giết chóc đơn phương. Chỉ là ba tên cường giả thần cảnh mà thôi, Từ Bách Tranh căn bản chả đặt vào mắt. Nhiều năm trước, nếu như không phải các người cướp đoạt linh nguyên, thì chỉ nước C bọn tôi, há chỉ có ba người chúng tôi có tu vi đạt đến thần cảnh thôi sao, nói ra, thì các người có khác gì với bọn ăn cướp chứ? Quý Trường Thanh lớn tiếng nói, hừ, ông là cái thá gì? Thứ thần kỳ như linh nguyên đương nhiên chỉ có cường giả mới có thể chiếm hữu, thực lực bọn tôi mạnh hơn ông, đương nhiên có thể sở hữu nó. Từ Thúc Nhân lớn tiếng nói, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Quý Trường Thanh. Quý Trường Thanh ở trước mặt bọn cường đạo như vậy, tức đến sắc mặt tím ngắt. Vậy ông là cái thá gì? Chính vào lúc này, Lâm Thanh Diện đứng ra một bước, mở miệng nói. Cùng lúc đó, tất cả người của chúng thần điện đã tụ tập ở đằng sau bọn người Lâm Thanh Diện. Nhân số ở hai bên tương đương, nhưng Lâm Thanh Diện rất rõ, nếu thật sự so về thực lực, thì thực lực bên mình chắc chắn không bằng đối phương. Nhưng cho dù như vậy, thì khí thế cũng không được thua. Tên nhóc cậu là ai? Chúng tôi nói chuyện, cậu chen mồm gì chứ? Có tin tôi lột da cậu ra không? Tự Trọng Hiểu phẫn nộ mà nói, một luồng khí thế cường đại bạo phát ra. Lâm Thanh Diện không hề nhường nhịn, thần hồn của hai người va chạm kịch liệt trên không trung, phát ra tiếng vang cực lớn. Thân hình của Lâm Thanh Diện chả hề nhúc nhích, Từ Trọng Hiểu cũng như vậy, chỉ là, trong mắt ông ta có thêm vài phần sắc thái kinh ngạc. Cậu chính là Lâm Thanh Diện đúng chứ? Từ Thúc Nhân khẽ cười mà nói, nhìn Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện ưỡn ngực lên, không sai, xem ra ông biết tôi. Đương nhiên, Thương Nguyên giới chúng tôi ít nhiều có chút hiểu biết về cậu, chỉ là không ngờ, trước đây vẫn còn là nửa bước thần cảnh, bây giờ đã đạt đến thần cảnh sơ kỳ. Tốc độ tiến bộ của cậu còn lợi hại hơn mấy lão già bọn tôi nữa, Từ Thúc Nhân bình tĩnh mà nói, trong ánh mắt vậy mà lại mang vài thần tán thưởng. Tuổi còn trẻ đã có tu vi như vậy, hơn nữa hồi nãy va chạm thần hồn với anh hai của tôi, vậy mà còn có thể không rơi vào thể hạ phong, nếu như tôi không đoán sai, thì thần hồn của cậu đã được thức tỉnh rồi đúng chứ? Đúng thì đã sao, Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói, cút ra khỏi chỗ này cho tôi có thể không truy cứu các người, nếu không, thì giết không tha. Ha ha! Từ Thúc Nhân lớn tiếng cười lên, người trẻ tuổi thật quá ngây thơ, bọn tôi phí nhiều tâm tư, đợi nhiều năm như vậy mới đến đây, cậu lại kêu bọn tôi về, quá là không có tình người rồi. Trong ánh mắt Lâm Thanh Diện lóe qua sát khí, thần hồn cường đại một lần nữa ngưng tụ lại, nếu đã như vậy, thì không còn gì hay ho để nói nữa. Ý cười trong mắt Từ Thúc Nhân cũng dần biến mất, một khí tức chết chóc phát ra từ người ông ta, Lâm Thanh Diện, mạng của cậu, sẽ do tôi lấy. Chương 1370, cuộc chiến đấu giữa thần cảnh đỉnh phong. Lâm Thanh Diện đã chuẩn bị sẵn sàng, cuộc chiến hết sức căng thẳng. Từ Bách Tranh cười nói với Lý Mộ Bạch, thế là các người đã tìm xong mục tiêu rồi, nếu đã như vậy thế thì hai chúng ta quyết đấu một trận đi, đúng lúc để xem những năm gần đây ông có tiến bộ lên không.
Được, tôi cũng rất chờ mong, năm đó tôi trở thành tàn hồn là do ông đã ban tặng, ngày hôm nay tôi nghĩ là người trở thành tàn hồn có lẽ là ông mới đúng. Lý Mộ Bạch không cam lòng yêu thể nói. Ha ha, rất tốt, Lý Mộ Bạch, năm đó tôi có thể làm được thì ngày hôm nay tôi vẫn có thể làm được như thường. Không sai, năm đó có thể đuổi nhóm người bọn ông ra khỏi nên là ngày hôm nay chúng tôi vẫn có thể làm được như cũ, Lý Mộ Bạch nói. Sự tàn khốc trong đôi mắt của Từ Bách Tranh bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp nhảy lên không trung. Tất cả mọi người thương nguyên giới đều ngẩng cao đầu, qua bao nhiêu năm bọn họ đã quên mất lần trước giới chủ ra tay là lúc nào, ngày hôm nay rốt cuộc mong muốn cũng đã có thể hoàn thành. Lý Mộ Bạch, mặc dù ông cũng là thần cảnh đỉnh phong nhưng mà so sánh với tôi thì vẫn kém quá xa. Lúc nói chuyện với nhau, có một khí thế cường đại bộc phát, tiếp theo đó xung quanh cơ thể của Từ Bách Tranh, hồn lực của ông ta mạnh đến nỗi mắt thường có thể nhìn thấy được. Sau đó, một cảnh tượng càng thần kỳ hơn lại xảy ra, thần hồn mà đôi mắt thường có thể nhìn thấy được trực tiếp xung hợp với không khí ở xung quanh, đảo mắt liền biến mất không còn nhìn thấy nữa. Lông mày của Lý Mộ Bạch nhíu chặt lại, ông ta không ngờ đến là thực lực của Từ Bách Tranh lại kinh khủng như thế. Bắt đầu từ đó, không khí ở nơi đây đều xen lẫn hồn lực của Từ Bách Tranh ở bên trong, chỉ cần ông ta động đậy tâm tư một chút hồn lực liền có thể đưa ra đòn tấn công đối với mình từ bất cứ nơi nào, mà mình lại không kịp phản ứng. Khóe miệng của Từ Bách Tranh cong lên, đột nhiên thần niệm khẽ động, không khí xung quanh cũng run rẩy theo. Có vô số hồn lực nhìn không thấy, sờ không được trong nháy mắt công kích về phía Lý Mộ Bạch. Dưới tình hình trước, khi hồn lực đến thân thể mình lúc này Lý Mộ Bạch mới cảm nhận được. Kinh thiên lôi động. Lý Mộ Bạch hô to một tiếng, trong nháy mắt trái đất biến sắc. Một đám mây đen to lớn bao phủ núi Côn Luân lại hoàn toàn. Tái tạo thân thể đã hoàn thành, hiện tại thực lực của Lý Mộ Bạch đã đến trạng thái đỉnh phong vô hạn. Mây đang ngưng tụ lại, tiếp theo đó sương mù và sấm chớp mờ mịt trực tiếp đánh xuống. Đám người thương nguyên giới trợn tròn mắt, bọn họ không ngờ đến là ông già râu bạc phơ lại có thực lực mạnh đến thế, chiêu này thậm chí nhìn có vẻ còn lợi hại hơn so với Từ Bách Tranh. Chỉ có điều là sau khi một chiêu này xuất ra, hồn lực do đối phương ngưng kết đã đến trước mặt mình. Lý Mộ Bạch nhanh chóng chuyển hóa thành một bộ giáp màu đen huyền bí để bảo vệ cho bản thân mình. Tiếp theo đó dưới sức mạnh hồn lực cường đại của Từ Bách Tranh, áo giáp bị đè ép đến nỗi biến hình, Lý Mộ Bạch cắn chặt hàm răng, nếu như cứ tiếp tục như vậy thì cuối cùng mình cũng sẽ bị ép thành thịt nát. Mà đúng lúc này sấm sét phát ra từ Lý Mộ Bạch cũng đã đến đỉnh đầu của Từ Bách Tranh. Từ Bách Tranh hừ lạnh một tiếng. Để cho Lý Mộ Bạch kinh ngạc đó chính là ông ta cũng không né tránh mà lại trực tiếp duỗi hai tay ra. Ông làm như vậy là tự chịu cái chết. Lý Mộ Bạch lớn tiếng nói, cho dù Từ Bách Tranh có thực lực thần cảnh đỉnh phong đi chăng nữa, Lý Mộ Bạch cũng tin rằng tuyệt đối có thể bị tia chớp này của mình đánh tan. Bùm, một ánh lửa to lớn chiếu vào mặt đám người, người thương nguyên giới nhanh chóng dương mắt nhìn sang, chỉ nhìn thấy ở giữa không trung Từ Bách Tranh không mất một sợi lông nào, mà tia sấm kia lại biến mất không còn hình dáng. Lý Mộ Bạch cũng kinh ngạc, đám người thương nguyên giới thì lại gieo hò không thôi. Giới chủ không hổ danh là giới chủ, công kích sấm chớp như thế này mà cũng có thể nhẹ nhàng đón lấy. Từ Bách Tranh lạnh lùng nâng mắt lên nhìn Lý Mộ Bạch trong áo giáp, bộ dạng đó rõ ràng là đang nói có bản lĩnh gì thì cứ xuất ra hết đi. Trong mắt của Lý Mộ Bạch mang theo sát khí, kinh thiên lôi động, đây có thể được xem như là tuyệt chiêu trong sở trường của mình, nhưng mà có vẻ như là không có hiệu quả gì đối với Từ Bách Tranh. Mà tiếp theo đây càng làm cho Lý Mộ Bạch khó chịu hơn nữa chính là áo giáp của mình đang bị hồn lực hòa với không khí đè ép, ông ta rõ ràng có thể nhận ra được hô hấp của mình đã bắt đầu không thuận. Đáng chết, tất cả đều là thần cảnh đỉnh phong, dựa vào cái gì mà thực lực của ông ta lại cao hơn mình nhiều như vậy, mình không phục. Lý Mộ Bạch lớn tiếng nói, kinh đạo cả người lập tức bộc phát ra. Thay vì bị hồn lực trong không khí đè ép, ông ta trực tiếp đối kháng chính diện. Hòa tan Lý Mộ Bạch. Dùng sức trực tiếp phá vỡ bộ áo giáp đã được chuyển hóa ra. Thoát khỏi sự ngăn cản của áo giáp, hồn lực lại trực tiếp công kích về phía Lý Mộ Bạch. Khóe miệng của Từ Bách Tranh mang theo một nụ cười khẽ, Lý Mộ Bạch, ngày hôm nay là ngày ông trở về làm tàn hồn. Không, tôi muốn tiêu diệt cả ông cùng với tàn hồn. Trước thời khắc mấu chốt, Lý Mộ Bạch quả thật bộc phát ra lực lượng kinh người. Hai mũi chân của ông ta chĩa xuống đất nhảy lên giữa không trung, nhưng mà không khí ở khắp mọi nơi. Ông ta làm gì có khả năng để tránh xa một nơi không có hồn lực cơ chứ? Nhưng mà Lý Mộ Bạch vẫn có biện pháp, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên trong lòng bàn tay của ông ta lại giấy lên hai ngọn lửa cháy hừng hực.
xí diệm quyết, trong nháy mắt nhiệt độ xung quanh Lý Mộ Bạch đột ngột tăng cao lên, tiếp theo đó ngọn lửa đỏ thiêu đốt càng lúc càng lớn hơn. Mà ngọn lửa đỏ này cháy lên một phần là lợi dụng hồn lực do từ thân Lý Mộ Bạch phát ra, một bộ phận khác thì nhận được không khí xung quanh tiến thành thiêu đốt. Hai ngọn lửa to như thế cần có lượng không khí lớn đến kinh người. Đây cũng chính là mục đích của Lý Mộ Bạch. Gần như là trong nháy mắt, xung quanh Lý Mộ Bạch hiện ra trạng thái chân không, tất cả không khí trong khoảnh khắc đều bị tiêu hao hầu như không còn gì nữa. Mà hồn lực do từ bách tranh đã dung hợp lại xuất hiện một lần nữa. Lần này đối với Lý Mộ Bạch mà nói, chỉ cần hồn lực công kích bằng mắt thường có thể nhìn thấy được, thế thì mình đã có thể lập tức tránh thoái. Hai người từ từ hạ xuống giữa không trung, lần đầu tiên giao phong chính diện với nhau, cả hai bên xem có vẻ ngang tài ngang sức, nhưng mà người sáng suốt đều có thể nhìn ra được so với từ bách tranh nhẹ nhàng thoải mái, Lý Mộ Bạch có vẻ hơi chật vật hơn. Không ngờ đến là ông lại còn có thể nghĩ ra một chiêu này, đã làm tôi phải thay đổi cách nhìn. Từ bách tranh lạnh giọng nói, Lý Mộ Bạch xem thường, ông còn có chiêu gì nữa, cứ dùng hết đi. Cùng lúc đó, trong lòng của Lý Mộ Bạch cũng rất rõ ràng, là người mạnh nhất trên thế giới này, ông ta chắc chắn không thể thua được, cho dù có chết thì cũng phải đồng quy vu tận với đối phương. Được thôi, chiêu thức tiếp theo của ông già này sẽ phải để ông đối phó tốn sức. Từ bách tranh khinh thường nói với Lý Mộ Bạch, theo lời nói không nhanh không chậm của ông ta, có một khí thức mạnh mẽ lan ra, tiếp theo đó lại có một chuyện làm người ta nghẹn họng, nhìn đến chân chối. Cách đó không xa có một ngọn núi nhỏ lại trực tiếp di chuyển, tiếp theo đó lấy Lý Mộ Bạch làm tâm điểm, bốn phía sườn núi nhỏ đồng thời tụ lại về phía Lý Mộ Bạch. Bản thân thần cảnh đỉnh phong có năng lực rời nói thật sự không phải là chỉ nói một chút mà thôi. Mà cùng lúc đó, có một viên đan dược xuất hiện ở trong tay của Từ Bách Tranh, ông ta không hề nghỉ ngơi chút nào mà trực tiếp bỏ vào trong miệng. Lâm Thanh Diện vẫn luôn chú ý đến cuộc chiến đấu ở bên đây, trong ánh mắt kịp phản ứng lại. Đan dược thần cấp. Lý lão tiền bối, cẩn thận. Lâm Thanh Diện lớn tiếng nhắc nhở, đột nhiên có một bóng dáng nhẹ nhàng ngăn cản ở trước mắt của Lâm Thanh Diện. Từ Thúc Nhân nở nụ cười đứng ở trước mặt Lâm Thanh Diện, thằng nhóc muốn chạy đi đâu vậy hả, mạng cậu là của tôi. Cút đi, Lâm Thanh Diện hung tợn nói ra lời nói này, kiếm trảm tiên nhanh chóng xuất hiện trên tay của anh, trực tiếp vung về phía đối phương. Kiếm trảm tiên. Từ Thúc Nhân giật nảy cả mình, ông ta nhanh chóng né đi, trong đôi mắt của ông ta là sự khiếp sợ không thôi, cậu, tại sao cậu lại có thứ này, mà thần Tu La là gì của cậu? Lâm Thanh Diện cầm kiếm trảm tiên trong tay, ưỡn ngực nhìn đối phương, ông ta không phải là gì của tôi, nhưng mà tôi đang cố gắng trở thành người giống như ông ta. Thằng nhóc, mặc dù là cậu có được kiếm trảm tiên nhưng mà cậu cũng không phải là đối thủ của tôi, đi chết đi. Nói xong, Từ Thúc Nhân vượt thẳng về phía Lâm Thanh Diện, thể lực dồn dập từ trước đến nay Lâm Thanh Diện chưa từng nhìn thấy. Mà cùng lúc đó ở hai bên Từ Thúc Nhân, cỏ dại ở trên đất bay thẳng lên, dường như là hồn lực của ông ta đều được ngưng tụ trên mỗi một ngọn cỏ. Người có thực lực thần cảnh đỉnh phong lại có thể vận dụng hồn lực đến tình cảnh như vậy cũng làm cho Lâm Thanh Diện tán thưởng không thôi. Hiện tại vô số cây cỏ dại này lại như vô số cây ngân châm sắc bén, lít nha lít nhất trực tiếp lao về phía Lâm Thanh Diện. Chương 1371, sự chênh lệch to lớn. Người nhỏ màu vàng trong đầu của Lâm Thanh Diện trong nháy mắt bị kích thích, thậm chí Lâm Thanh Diện có thể cảm nhận được ý chí chiến đấu nồng đậm trên người của người nhỏ màu vàng. Khóe miệng của anh hơi cong lên một độ cong rất nhỏ, trong tay nắm chặt lấy kiếm trảm tiên. Được thôi, ngày hôm nay hai người chúng ta đánh một trận cho thoải mái đi. Thần niệm khẽ động, tiểu kim ngân ở trong đầu của Lâm Thanh Diện nghiêm túc nhẹ gật đầu, kỳ lạ là trước đó Lâm Thanh Diện đã cảm nhận được mà bây giờ Lâm Thanh Diện lại càng ngạc nhiên hơn. Nhưng mà suy nghĩ lại thì người nhỏ màu vàng này đại biểu cho thần hồn của mình, mà nó với thần hồn của mình đã sớm dung hòa với nhau, đương nhiên có thể hiểu được nhau cũng không phải là chuyện gì khó hiểu. Nếu đã như vậy, Lâm Thanh Diện dứt khoát giao toàn bộ thân thể của mình cho người nhỏ màu vàng khống chế. Trong không khí, những cây, ngân châm, lít nhá lít nhít chớp mắt đã bay tới dưới sự cảm giác mạnh mẽ của thần hồn, Lâm Thanh Diện luôn luôn có thể lập tức tránh né sự công kích của những cây ngân châm này. Cùng lúc đó kiếm trảm tiên ở trong tay anh cũng không ngừng rung động đánh rơi những ngân châm ở trước mặt của anh. Giỏi lắm, cậu đã thành công thu hút được sự chú ý của tôi. Từ Thúc Nhân khinh miệt nói, tốc độ lại càng nhanh hơn, loan đao viên nguyệt ở trong tay ông ta khẽ động, mục tiêu là chỉ thẳng vào cổ của Lâm Thanh Diện. Trong ba anh em, mặc dù thân thủ của Từ Thúc Nhân không bằng anh cả của anh ta nhưng mà so sánh với Từ Trọng Hiểu dùng bạo lực xưng danh thì ông ta am hiểu nhất đó chính là thân pháp.
thân pháp của ông ta rất linh động, ngay cả Từ Bách Tranh cũng khen ngợi không dứt miệng. Mà thanh viên Nguyệt Loan đao này chính là binh khí thích hợp nhất với ông ta. Trên lưỡi dao hơi lạnh trực tiếp đã đến cổ của Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện mở to hai mắt, kiếm trảm tiên trong tay vội vàng nâng lên muốn ngăn cản lại. Nhưng mà tốc độ của đối phương cực kỳ nhanh, lần này Lâm Thanh Diện đã bắt lấy hư không. Lưỡi dao trực tiếp chạm vào cổ của Lâm Thanh Diện, trong khoảnh khắc đó nó dường như đã muốn mạng của Lâm Thanh Diện. Kết thúc rồi. Từ Thúc Nhân nhẹ giọng nói, lưỡi đao nhanh chóng lao tới. Nhưng mà làm cho ông ta ngạc nhiên đó chính là đúng lúc này, ở cổ của Lâm Thanh Diện lại có hồn lực trực tiếp ngưng tụ lại cản trở nó, đón một đao của ông ta. Mặc dù là năng lực của Từ Thúc Nhân cực kỳ mạnh, nhưng trong nháy mắt, một đao đó đã bị phá hỏng. Nhưng mà đây cũng là cơ hội cho Lâm Thanh Diện chạy thoát. Anh trực tiếp lướt ngang qua, nhảy là một nơi cao khoảng 5 mét. Có chuyện gì vậy chứ? Từ Thúc Nhân không hiểu nhìn về phía Lâm Thanh Diện. Biểu cảm của Lâm Thanh Diện nghiêm túc, cũng may là trước đó mình đã tu luyện nửa phần dưới của huyền công, kinh lạc đã được đã thông. Hiện tại anh có thể tùy ý khống chế hồn lực bất cứ một chỗ nào đó trên thân thể của mình, huyễn hóa ra vật mà mình muốn. Hơn nữa Lâm Thanh Diện cũng tin tưởng một khi cửu khiếu của mình cũng có thể được đã thông, như vậy cảnh giới của mình chắc chắn sẽ được tăng lên một lần nữa. Thú vị đó chứ, thằng nhóc nhà cậu quả nhiên không tầm thường. Từ Thúc Nhân đứng ở đối diện Lâm Thanh Diện, ánh mắt như có điều suy nghĩ, một người có thiên phú như thế trông có vẻ như là mạnh hơn rất nhiều so với Thanh Trúc của Thương Nguyên giới bọn tôi. Hừ, Thanh Trúc à, vong hồn dưới đao mà thôi. Lâm Thanh Diện lạnh giọng nói. Lông mày của Từ Thúc Nhân nhíu lại, loan đao ở trong tay lại giơ lên một lần nữa, thằng nhóc, cậu rất mạnh, nhưng mà đứng trước thực lực chân chính thì tu vi của cậu căn bản chẳng là cái thá gì hết. Có phải vậy không, vậy thì chúng ta thử một chút xem sao. Lúc nói chuyện, một con rồng vàng to lớn xuất hiện ở trước mặt của Lâm Thanh Diện. Không chỉ có như thế, cùng lúc đó Lâm Thanh Diện đã huyễn hóa ra 9 đầu con rồng vàng. Mà thần hồn cường đại của anh hiện tại đã có thể trực tiếp khống chế 9 con rồng vàng. Tiếp theo đây sẽ để ông nhìn sát chiêu chân chính của tôi một chút. Lâm Thanh Diện lớn tiếng nói, trong tay kết ấn. Khống hồn ấn. Trên đỉnh đầu của Từ Thúc Nhân có một ấn phù to lớn nhanh chóng được hình thành. Khống hồn ấn mang đến một cảm giác áp bức to lớn. Trước đó Lâm Thanh Diện đã từng dùng nó để giết Tần Trường Sinh, lại được dùng để giải quyết con rối Nguyễn Hùng. Chỉ có điều là khống hồn ấn hiện tại không chỉ lớn hơn rất nhiều, đồng thời cũng đã mạnh hơn rất nhiều so với lúc trước. Phóng! Lâm Thanh Diện hét to một tiếng, trong miệng của con rồng lớn trực tiếp phun ra một quả cầu lửa. Những làn sóng nhiệt nóng đánh về phía Từ Thúc Nhân một cách dồn dập. Mà cùng lúc đó 9 con rồng khác do thần hồn của Lâm Thanh Diện điều khiển trực tiếp bao vây Từ Thúc Nhân lại. Ở trong miệng của bọn đó đồng loạt ngưng tụ ra những quả cầu này. Mặc dù là quả cầu lửa không lớn bằng rồng vàng nhưng mà số lượng lại rất nhiều. Trên đỉnh đầu chính là khống hồn ấn, xung quanh là 10 con rồng to lớn. Nhìn có vẻ như là Từ Thúc Nhân không có bất cứ cơ hội để có thể chạy thoát. Từ Thúc Nhân cũng không hề nghĩ tới Lâm Thanh Diện với độ tuổi còn quá trẻ mà lại có thủ đoạn cao tay như thế. Mỗi một chiêu mà anh sử dụng đều rất huyền diệu, hơn nữa Từ Thúc Nhân vừa nhìn liền nhận ra những chiêu thức này đều là chiêu thức của ma thần Tu La vào năm đó. Công kích. Trong đầu của Lâm Thanh Diện khẽ động, khống hồn ấn nhanh chóng hạ xuống, mà con rồng to lớn trực tiếp phun ra ngọn lửa đỏ. Trong nháy mắt tất cả những thứ xung quanh đều hóa thành cho tàn, trong lúc nhất thời đất cát bay lên, sương mù dày đặc làm cho Lâm Thanh Diện không nhìn thấy tất cả những thứ đang xảy ra ở trước mắt. Khống hồn ấn đập vào trên mặt đất, ngọn lửa cháy hừng hực thiêu đốt được gần một phút rồi sau đó mới được Lâm Thanh Diện thu hồi lại. Mà lúc này Lâm Thanh Diện đang cố gắng nhìn ra phía trước. Sương mù ở phía trước tản ra, trên mặt đất đều là tro tàn. Lâm Thanh Diện do dự nhìn về phía trước. Có khi nào mình đã giết chết đối phương? Anh cũng không dám xác định nhưng mà dưới sự công kích liên tục như thế này, cho dù có thực lực thần cảnh đỉnh phong đi nữa muốn thoát thân cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đúng lúc này, phía sau truyền đến một khí tức lạnh lẽo. Cũng may là Lâm Thanh Diện không buông lỏng cảnh giác, anh cúi đầu xuống theo bản năng, loan đao xẹt qua sát ra đầu của anh. Lại cắt đứt hết mấy cọng tóc của Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn lại, Từ Thúc Nhân đang âm trầm nhìn mình. Bộ quần áo chỉnh tề trên người của ông ta đã bị đốt thành mấy cái lỗ lớn, nhưng mà có thể nhanh chóng thoát ra khỏi công kích như thế này, chuyện này đã vượt qua khỏi tưởng tượng của Lâm Thanh Diện. Cậu đã thành công chọc giận tôi, hiện tại tôi nên kết thúc cuộc chiến đấu.
Từ Thúc Nhân nghiêm túc nói. Trong cơ thể của ông ta, bạo lực chi khí dần dần trở nên mạnh mẽ hơn. Lâm Thanh Diện cầm kiếm Trảm Tiên ở trong tay, ánh mắt ngưng trọng lại, anh biết là đối phương muốn sử dụng sát chiêu chân chính. Nắm đấm của đối phương nắm chặt lại, Lâm Thanh Diện có thể cảm nhận rất rõ ràng nhiệt độ của bầu không khí trước mắt trở nên thấp hơn, khí tức lạnh lẽo tràn ngập xung quanh. Công kích. Đây là từ ngữ xuất hiện ở trong đầu của Lâm Thanh Diện. Thần cảnh tiền kỳ với thần cảnh đỉnh phong quyết đấu với nhau, Lâm Thanh Diện nghĩ đến cũng chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Lâm Thanh Diện vận khí nâng cao tinh thần, cầm kiếm Trảm Tiên phóng thẳng về phía đối phương. Mặc dù là tốc độ không bì kịp với đối phương nhưng mà Lâm Thanh Diện vô cùng có khí thế, kiếm Trảm Tiên lóe lên ánh sáng, có khí chàng để áp đảo hết tất cả. Nhưng mà đối phương lại không nhúc nhích, hai mắt chỉ nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cũng không quan tâm nhiều như thế, bật lên thật cao, bổ một kiếm lên trên đầu của Từ Thúc Nhân. Thần kiếm dần dần tiếp cận với đối phương. Lâm Thanh Diện kinh ngạc phát hiện đối phương đối với lần công kích này của mình vẫn đứng nguyên tại chỗ như cũ. Lông mày của Lâm Thanh Diện nhăn chặt lại, căn bản cũng không nghĩ ngợi gì thêm, lưỡi kiếm bổ xuống, dường như có thể bổ nát tất cả. Đi chết đi! Lâm Thanh Diện la lớn, lên giơ tay chém xuống. Nửa giây sau, trong đôi mắt của Lâm Thanh Diện là thần sắc kinh ngạc. Ở trước mắt của anh không có một ai, anh căn bản cũng không nhìn thấy rõ đối phương chạy thoát khỏi kiếm của mình từ lúc nào. Lâm Thanh Diện xoay người nhìn lại, lúc này Từ Thúc Nhân đã đi đến một nơi cách xa đó 3 mét, mà lại càng làm cho Lâm Thanh Diện phải thấy ngạc nhiên hơn đó chính là ở bên cạnh của Từ Thúc Nhân cũng có một người đang đứng thẳng. Hắn ta là người, ngược lại cũng có chút gượng ép, hắn ta lại càng giống như là tàn ảnh do đối phương đã dùng hồn lực để tạo thành. Hai người, ba người. Cuối cùng có khoảng 8 tàn ảnh của Từ Thúc Nhân bao vây Lâm Thanh Diện lại. Những tàn ảnh này không có huyết sắc. Bọn hắn cùng với con người chân thật của Từ Thúc Nhân giống nhau, đều nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện. Có thể ép tôi dùng ra bí pháp, Lâm Thanh Diện, cậu cũng được đó chứ, nhưng mà hiện tại đến đây nên dừng đi. Từ Thúc Nhân nói, đột nhiên 8 tàn ảnh này cùng với bản thân của Từ Thúc Nhân di chuyển với tốc độ nhanh chóng, làm cho Lâm Thanh Diện khó nắm bắt được. Lâm Thanh Diện cầm trong tay kiếm Trảm Tiên, trong lúc nhất thời không có mục tiêu ra tay. Đột nhiên tàn ảnh hiện lên. Lâm Thanh Diện phản ứng rất nhanh, nhưng mà vẫn bị loan đao trong tay của tàn ảnh làm quần áo của Lâm Thanh Diện rách. Cùng lúc đó, tốc độ của những tàn ảnh khác vô cùng nhanh chóng, công kích về phía Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện nín thở, lúc này người nhỏ màu vàng ở trong đầu cũng đang cố gắng hết sức. Nó cố gắng muốn trợ giúp Lâm Thanh Diện có thể cảm nhận được công kích của đối phương ngay lập tức, nhưng mà dường như luôn chậm hơn nửa nhịp. Trôi qua 30 giây, Lâm Thanh Diện quỳ một chân trên mặt đất. Quần áo ở trên người của anh đã bị chém nát rất nhiều lỗ lớn, thậm chí phần da thịt bị lộ ra ở bên ngoài cũng bị loan đao chém. Cậu không phải là đối thủ của tôi, đi chết đi. Từ Thúc Nhân lớn tiếng nói, sau đó 8 tên tàn ảnh cùng công kích về phía Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện quỳ một chân trên mặt đất, không có bất cứ phản ứng nào, đến bây giờ đối với sự tấn công với tốc độ như thế của đối phương anh đã không nắm chắc mình có thể tránh né một cách hoàn mỹ. Lúc này trong đầu của anh xuất hiện gương mặt tươi cười của Hứa Bích Hoài và Nặc Nặc. Còn nói là để sau khi chuyện này kết thúc thì sẽ trở về với hai mẹ con bọn họ, hiện tại xem ra chắc là mình phải nuốt lời rồi. Lâm Thanh Diện âm thầm suy nghĩ ở trong lòng. Sự chênh lệch giữa thần cảnh đỉnh phong và thần cảnh sơ kỳ thật sự quá lớn, cho dù Lâm Thanh Diện có vận dụng hiểu biết cả đời này cũng không có cách nào làm cân bằng được sự chênh lệch này. Lâm Thanh Diện, Chu Tước đang theo dõi trận chiến ở phía xa xa. Hét lớn lên, cô ta muốn lập tức tiến lên lại bị Thanh Long nắm chặt lại. Cô không thể đến đó cũng sẽ chịu chết mà thôi. Nhưng mà Lâm Thanh Diện, Chu Tước cố nén nước mắt, mấy ngày trước Huyền Vũ đã bị giết ở trước mặt của cô ta, chẳng lẽ là ngày hôm nay Lâm Thanh Diện cũng phải bỏ mạng tại chỗ à? 8 tên tàn ảnh không có chút huyết sắc, loan đao ở trong tay không có chút tình cảm nào mà chém về phía Lâm Thanh Diện. Khóe môi của Từ Thúc Nhân nhếch lên nở một nụ cười xem thường, kết thúc rồi, Lâm Thanh Diện, cuối cùng cậu cũng không phải là ma thần Tu La. Chương 1372, ánh sáng đỏ thoáng hiện. Tất cả mọi người ở đây đều nín thở. Không ai tưởng tượng được Lâm Thanh Diện là điện chủ của chúng thần điện, cuộc chiến vừa mới bắt đầu đã bị Từ Thúc Nhân lấy tư thế nghiền ép mà giết chết à. Tất cả các cao thủ hóa cảnh trở lên của chúng thần điện, trong tay đều huyễn hóa ra vũ khí của riêng mình. Mục tiêu của bọn họ chỉ có một,
cho dù ngày hôm nay có thịt nát xương tan thì cũng phải chết oanh liệt. Đúng lúc này ở bên phía Lâm Thanh Diện lại đột nhiên xảy ra một chuyện kỳ lạ. Loan đao ở trong tay của tán tên tán hồn không hề lưu tình một chút nào mà chặt xuống, một đòn tấn công mạnh mẽ lần đầu tiên để cho Lâm Thanh Diện cảm nhận được cái chết cách mình gần như thế. Nhưng mà đột nhiên tám tàn hồn được huyễn hóa ra trực tiếp biến mất không nhìn thấy gì nữa, xung quanh Lâm Thanh Diện cũng không còn bất cứ cái gì khác thường. Có chuyện gì vậy? Lâm Thanh Diện cũng lấy làm kinh hãi, nhưng mà ngay sau đó ở trước ngực của anh lại truyền đến một cảm giác ấm áp. Lâm Thanh Diện kinh ngạc sờ vào ngực của mình. Lạc Hồng Thạch. Lâm Thanh Diện lập tức phản ứng lại, trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc, Lạc Hồng Thạch mình mang theo ở trên người đã cứu anh một cái mạng. Từ thúc nhân huyễn hóa ra tám tàn hồn, mà Lạc Hồng Thạch đối với tàn hồn lại có sự khắc chế tự nhiên. Sát khí trong tàn hồn đều đã bị Lạc Hồng Thạch hấp thụ, hơn nữa tàn hồn đã mất đi sát khí, rất nhanh liền bị tiêu hủy. Mọi người có mặt ở đây đều sợ đến ngây người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bọn họ rõ ràng đã nhìn thấy Lâm Thanh Diện bị áp chế hoàn toàn, chẳng mấy chốc sẽ không trụ được nữa, nhưng mà lại xảy ra một chuyện thần kỳ như thế. Từ thúc nhân lại cảm thấy không có cách nào tưởng tượng nổi. Tàn hồn dưới sự khống chế của mình, mà lúc nãy ông ta rõ ràng không thu tay lại, tại sao lại như vậy chứ? Từ thúc nhân mở to hai mắt, không thể tin được mà nhìn Lâm Thanh Diện. Vốn dĩ bí thuật này là một chiêu mà ông ta đắc ý nhất, nhưng mà nhìn có vẻ như là không có bất kỳ tác dụng gì đối với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện đã hiểu hết tất cả, sự tự tin trong lòng lại được thức tỉnh một lần nữa. Anh đứng dậy. Nở một nụ cười tự tin nhìn đối phương, hiện tại chúng ta chính thức bắt đầu đi. Phương hướng của lưỡi kiếm kiếm trảm tiên chỉ thẳng vào Từ Thúc Nhân. Hai mắt của Từ Thúc Nhân âm trầm, cái tên nhóc Lâm Thanh Diện này không biết có che giấu môn đạo gì thế. Mà ngay cả tàn hồn của mình còn có thể hấp thu được. Có điều là mình có thực lực thần cảnh đỉnh phong, cho dù lấy cứng trọi cứng thì cậu ta chắc chắn cũng không phải là đối thủ của mình. Nghỉ thông suốt điểm này. Từ thúc nhân tụ hợp toàn bộ hồn lực vào hai quả đấm của mình. Được, nếu đã như vậy, thế thì chúng ta đơn giản một chút đi. Từ thúc nhân nói xong, đột nhiên trong không khí lại có một tàn ảnh từ thúc nhân biến mất ở trước mặt của Lâm Thanh Diện với một tốc độ vô cùng nhanh chóng. Lông mày của Lâm Thanh Diện nhíu lại, anh trợn tròn mắt muốn nhìn rõ động tĩnh của đối phương. Nhưng mà tốc độ là sở trường của từ thúc nhân thật sự quá nhanh, Lâm Thanh Diện căn bản dùng mắt thường cũng không có cách nào nhìn thấy được. Thậm chí ngay cả thần hồn cũng không có cách để cảm ứng được. Bốp! Một nắm đấm đánh ra, sau lưng của Lâm Thanh Diện trực tiếp trúng đòn tấn công của Từ Thúc Nhân. Cũng may là kinh mạch của Lâm Thanh Diện đã được đả thông, sau đó hồn lực xen lẫn linh lực huyễn hóa ra phòng ngự. Nhưng cho dù vậy, thực lực thần cảnh đỉnh phong, nắm đấm của Từ Thúc Nhân là thứ mà người thường không thể so sánh được. Trong khoảnh khắc đó, phòng ngự đã bị đánh nát, nhưng mà cũng may có thể làm suy yếu lực đạo của đối phương. Nhưng mà sau lưng Lâm Thanh Diện vẫn truyền đến một cảm giác đau đớn cả người. Đáng chết! Lâm Thanh Diện cắn răng, vươn tay đấm trả lại, nhưng mà trước mắt lại xuất hiện tàn ảnh, thân hình của đối phương khẽ di chuyển lại biến mất ở trước mắt một lần nữa. Thằng nhóc thối, tôi xem cậu có thể chống đỡ được bao lâu. Từ thúc nhân lớn tiếng nói, ông ta nhanh nhẹn làm cho người ta khó mà nắm bắt được. Một đòn không thành thì hai đòn không thành thì vô số đòn. Kiểu gì cũng có thể đánh cho thằng nhóc này thịt nát xương tan. Lâm Thanh Diện mở to mắt, mỗi một lần mình cảm thấy công kích của đối phương cứ luôn bị chậm nửa nhịp. Cứ như vậy, trên người của Lâm Thanh Diện quả thật không thể chịu đựng được mấy quyền, nếu không phải kinh mạch của anh đã được đả thông, anh có thể huyễn hóa ra phòng ngự từ sớm, thế thì hiện tại Lâm Thanh Diện cũng đã ngã xuống đất không ngồi dậy nổi. Không được, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì mình cũng sẽ không chống đỡ nổi nữa. Lâm Thanh Diện suy nghĩ trong lòng. Đột nhiên anh nhớ đến lúc mình ở Dược Thần Cốc, vì để luyện tập khả năng tập trung của mình, Triệu Ất không chỉ kêu anh nhắm mắt lại đứng trên núi bằng một nửa bước chân mà còn để anh phải luyện tập chế đan dược trong đêm tối không nhìn thấy năm ngón tay của mình. Đúng, mình sẽ dùng mắt và thần hồn, đồng thời cảm nhận đối phương ra chiêu, nhưng mà làm như vậy ngược lại dễ dàng sẽ bị phân thần hơn, nhưng mà nếu như giao toàn bộ thân thể của mình cho thần hồn, vậy thì mình phải tin tưởng nó vô điều kiện mới được. Lâm Thanh Diện suy nghĩ ở trong đầu, tiểu kim nhân trong đầu anh lại lóe lên ánh sáng vàng rực rỡ một lần nữa. Đang ở trước mặt Từ Thúc Nhân, Lâm Thanh Diện chậm rãi nhắm mắt lại, lúc này Lâm Thanh Diện đã hoàn toàn nhập mình vào cảnh giới vô ngã. Thằng nhóc thối, cậu là đang muốn tìm cái chết.
Từ Thúc Nhân lạnh giọng nói, ông ta thấy hành động này của Lâm Thanh Diện không chỉ đang khiêu khích mình, càng là cam tâm chịu chết. Chỉ có bản thân Lâm Thanh Diện biết rằng hiện tại mình nhắm mắt lại, mặc dù đã không nhìn thấy nhưng mà thần hồn của anh lại có thể nhìn thấy rất rõ ràng tất cả những gì đang xảy ra ở thế giới bên ngoài. Từ Thúc Nhân lại ra chiêu một lần nữa, lần này ở trong tay của ông ta đã xuất hiện Thanh Loan Đao Viên Nguyệt một lần nữa. Đi chết đi! Từ Thúc Nhân nói xong thì lại nhanh chóng hướng về phía trước. Khoảng cách của Loan Đao với Lâm Thanh Diện càng ngày càng gần, nhưng mà lần này Lâm Thanh Diện lại có thể cảm nhận được một cách rõ ràng kình đạo của đối phương đến ngực mình. Kiếm Trảm Tiên ra khỏi vỏ. Lâm Thanh Diện lập tức chặn đòn tấn công của đối phương, cùng lúc đó cơ thể anh trực tiếp di chuyển ra phía sau khoảng mấy mét. Đây là lần đầu tiên Lâm Thanh Diện chặn lại đòn tấn công của đối phương, kể từ khi cuộc chiến đấu diễn ra. Từ Thúc Nhân cũng cảm thấy kinh ngạc. Đương nhiên là ông ta biết rằng thân là người tu hành, phương thức để tu hành tốt nhất đó chính là không ngừng chiến đấu, đúc kết kinh nghiệm trong cuộc chiến, đồng thời bùng phát tất cả tiềm lực trong cơ thể của mình. Mà bây giờ Từ Thúc Nhân đánh giá thằng nhóc này lại tiến bộ hơn trong lúc chiến đấu cùng với mình. Ở bên đây, đôi mắt lạnh lùng của Từ Trọng Hiểu lạnh lẽo nhìn hành động của Từ Thúc Nhân ở bên đây. Ông ta cười to một tiếng rồi nói, chú ba, giết chết một thằng nhóc thôi mà có cần phải có thời gian dài như vậy à? Có cần tôi ra tay giải quyết giúp chú không? Từ Thúc Nhân lạnh giọng trả lời lại, không cần, anh làm tốt chuyện của mình là được rồi. Từ Trọng Hiểu không quan tâm, nhún vai nhìn Quý Trường Thanh ở trước mặt. Một tên phế vật mà thôi, giải quyết ông còn không phải là chuyện của vài phút đó à? Từ Trọng Hiểu lên tiếng nói, căn bản không đặt Quý Trường Thanh có thần cảnh tiền kỳ vào trong mắt. Quý Trường Thanh mặc một thân trường bào, mặc dù đã lớn tuổi, trên mặt cũng đã hiện đầy nếp nhăn, nhưng mà ánh mắt của ông ta vẫn sắc bén như dao. Mình là điện chủ cũ của chúng thần điện, đối với người thương nguyên giới mình lại càng không thể tha thứ, mặc kệ đối phương là ai, mình cũng sẽ cố gắng hết sức mà ứng phó. Trường đao vung ra, khí tức của Quý Trường Thanh tăng lên đến đỉnh điểm. Đừng nhiều lời, khai chiến đi. Từ Trọng Hiểu cười lạnh một tiếng, hai tay khẽ động. Hai chiếc rìu khai sơn to lớn màu đen xuất hiện ở trong tay của ông ta. Được thôi, nếu như ông đã muốn chịu chết vậy thì tôi sẽ thành toàn cho ông. Nói xong, Từ Trọng Hiểu cầm rìu khai sơn ở trong tay trực tiếp vọt về phía Quý Trường Thanh. Ông ta là người mạnh nhất trong ba anh em, công phu trên người là thứ mà thiên hạ này không có ai địch nổi, mạnh mẽ đâm tới, làm cho Từ Bách Tranh cũng phải kiêng ba phần. So sánh với Từ Bách Tranh và Từ Thúc Nhân, Từ Trọng Hiểu không rườm rà như thế. Gần như là sức mạnh tuyệt đối lại có thể nghiền nát hết tất cả. Đi chết đi. Hai lưỡi rìu chặt xuống đơn giản và trực tiếp. Cây trường đao ở trong tay của Quý Trường Thanh liều mạng chống đỡ, đúng lúc đó huyền kình tập hợp được cũng đã phóng xuất ra ngoài. Nếu đổi lại là trước kia, Quý Trường Thanh tự nghĩ là thực lực của mình tuyệt đối sẽ không bằng đối phương, nhưng mà hiện tại ông ta đã tập luyện được nửa phần trên của huyền công, hơn nữa còn bế quan nhiều ngày như thế, một nửa phần trên huyền công đã tập luyện đến cảnh giới viên mãn. So về lực lượng, tôi cũng không kém ông bao nhiêu. Quý Trường Thanh tự tin nói. Nói như vậy, trường đao do huyền kình huyễn hóa ra vỏn vẹn tiếp xúc với rìu khai sơn trong một giây phút liền bị sức lực lớn đánh làm gây ra một vết rạn. Mà áp lực giữa hai chân của Quý Trường Thanh lại càng ngày càng lớn, trực tiếp cắm sâu vào đất khoảng 20 phân. Đôi mắt của Từ Trọng Hiểu lạnh lùng nhìn Quý Trường Thanh, thực lực của ông coi như không tệ, nhưng mà so sánh với tôi vẫn kém quá xa. Nói xong, ông ta lại giơ cái rìu lên một lần nữa, trực tiếp muốn bổ đầu của Quý Trường Thanh ra. Lúc này hai chân của Quý Trường Thanh cắm sâu vào trong đất, không thấy động đậy. Lôi Vân Trưởng. Dưới tình thế cấp bách, Quý Trường Thanh chợt linh động hơn, hai tay mang theo khí thế rời núi lấp biển trực tiếp công kích vào lồng ngực của đối phương. Khoảng cách của hai bên rất gần, một chiêu này của Quý Trường Thanh có vẻ như đã thành công. Một trường này của ông ta đã trực tiếp đánh trúng vào mục tiêu. Đây chính là một trường của cao thủ thần cảnh, cũng là một trong những trường pháp mà Quý Trường Thanh đắc ý nhất, uy lực to lớn có thể phá hủy tất cả. Lông mày của Quý Trường Thanh nhíu chặt lại, đối với Lôi Vân Trưởng, ông ta vẫn tương đối có lòng tin. Nhưng mà bụi đất qua đi, Từ Trọng Hiểu ở trước mắt chỉ lạnh lùng nhìn ông ta. Hai tay của Quý Trường Thanh vẫn còn đặt trên lồng ngực của Từ Trọng Hiểu, nhưng mà không tạo thành bất cứ tổn thương nào đối với Từ Trọng Hiểu. Thực lực thần cảnh đỉnh phong thế mà lại kinh khủng như thế. Mà cái ông Từ Trọng Hiểu này lại tu hành phái ngoại lực đến trạng thái đỉnh phong.
Quý Trường Thanh dùng ánh mắt giống như là nhìn thần chết mà nhìn chằm chằm vào Từ Trọng Hiểu, một đòn tấn công của mình ở trước mặt của đối phương giống như là gãi ngứa, cái tên này còn là người nữa à? Đi chết đi! Từ Trọng Hiểu lạnh giọng lên tiếng nói, Diều Khai Sơn ở trong tay lại đánh xuống một lần nữa, lần này Quý Trường Thanh cảm nhận dưới áp lực này mình không có sức để đánh trả lại. Quý trưởng lão! Tất cả mọi người xung quanh đều la lớn. Mắt thấy cây Diều Khai Sơn màu đen đã sắp chấm dứt tính mạng Quý Trường Thanh cường giả thần cảnh, đúng lúc này đột nhiên lại có một ánh sáng màu đỏ chói mắt xuất hiện, ánh sáng màu đỏ như thế này, quang mang vạn trượng gần như bao phủ hết toàn bộ núi Côn Luân. Mọi người ở đây đều phải che mất lại dưới ánh sáng màu đỏ chói mắt. Kỳ vậy này ba anh em từ Bách Tranh cảm thấy rất tò mò, họ cố gắng về sang lại kinh ngạc phát hiện nơi mà ánh sáng màu đỏ thoáng hiện lên chính là từ chỗ của Lâm Thanh Diện. Có chuyện gì xảy ra? Chương 1373, tôi đến giúp cậu. Trong lúc Từ Trọng Hiểu và Quý Trường Thanh, Từ Bách Tranh cùng Lý Mộ Bạch đối chiến với nhau trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc, ở phía bên này Lâm Thanh Diện và Từ Thúc Nhân cũng đang đứng trước tình thế khó khăn. Với lời nói kích thích của Từ Trọng Hiểu, Từ Thúc Nhân không thể không xuất ra đòn sát thủ. Lâm Thanh Diện, tôi muốn cậu đi chết. Từ Thúc Nhân lạnh lùng nói, trong lúc nhất thời bầu trời biến sắc, mà mặc của ông ta cũng hiện ra một màu trắng bệch. Lâm Thanh Diện nắm chặt kiếm Trảm Tiên ở trong tay, anh biết rằng đối phương sẽ xuất ra rất nhiều chiêu thức lợi hại. Trên thực tế có thể chiến đấu với người có thực lực thần cảnh đỉnh phong, đến hiện tại đối với Lâm Thanh Diện mà nói đã coi như là thắng rồi. Nhưng mà Lâm Thanh Diện biết rằng đối với ngày hôm nay mà đói, tất cả đều thiếu đi rất nhiều. Hôm nay chính là thời khắc sinh tồn hoặc hủy diệt của thế giới này, chỉ cho phép mình hoàn toàn đánh chết đối phương. Tuy nhiên lúc này đối thủ bộc phát ra một luồng khí tức khiến Lâm Thanh Diện không chống đỡ nổi. Lâm Thanh Diện đứng nguyên tại chỗ, giờ phút này anh cũng vận huyền kình và linh khí cả người. Oanh! Từ Thúc Nhân ra tay! Người đang đối mặt với thần cảnh đỉnh phong cũng chỉ là người có thực lực thần cảnh tiền kỳ, mặc dù là Từ Thúc Nhân chiếm ưu thế nhưng mà bây giờ Lâm Thanh Diện vẫn còn có thể đứng nguyên tại chỗ đối mặt với ông ta, đối với Từ Thúc Nhân mà nói đó chính là một loại thất bại. Ông ta không cho phép mình thất bại như vậy, đồng thời Từ Thúc Nhân cũng đã ý thức rất sâu sắc nếu như ngày hôm nay không giết chết Lâm Thanh Diện thì sau này thằng nhóc đó chắc chắn sẽ là mối họa lớn của Thương Nguyên giới. Thậm chí anh sẽ trở thành ma thần tu la thứ hai cũng là chuyện không phải không thể. Hồn lực thực thể hóa, hồn lực đầy trời trực tiếp đánh về phía Lâm Thanh Diện. Long ngâm thức. Lâm Thanh Diện kêu to một tiếng, cùng lúc đó ở trên người của anh nhanh chóng kết thành một phòng ngự thật dày, dùng để chống cự đòn tấn công hồn lực của đối phương. Oanh. Hồn lực trực tiếp đập vào phòng ngự của Lâm Thanh Diện, bắt đầu chỉ là một đợt thứ nhất, tiếp theo đó sóng xung kích liên tiếp đánh về phía Lâm Thanh Diện. Con rồng to lớn ngăn chặn ở trước mặt của Lâm Thanh Diện đã bị đánh tan trong lần tấn công thứ hai, thậm chí cũng không kịp phun ra quả cầu lửa ở trong miệng. Từ Thúc Nhân mang theo tâm tư nhất định phải chết để đối mặt với trận chiến này. Đi chết đi! Từ Thúc Nhân không hề cố kỵ phóng thích hồn lực ra, toàn bộ trong không khí đều tràn ngập hồn lực có thể nhìn bằng mắt thường. Đợt thứ ba, đợt thứ tư. Phòng ngự ở trên người của Lâm Thanh Diện đều đã bị xé rách, bị hồn lực to lớn nuốt chửng từng chút một. Mà lúc này Lâm Thanh Diện ý đồ dùng thần hồn cường đại của mình ngăn cản hồn lực của đối phương lại, phát hiện chỉ trong 10 giây hồn lực của mình đã bị đánh tan. Chuyện này, sao có thể được? Lâm Thanh Diện nhận thức được năng lực to lớn, cường giả thần cảnh đỉnh phong, cát đá xung quanh anh đều đang đẩy dồn về phía Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cắn chặt hàm răng lại, không biết nên làm cái gì. Không, mình không thể chết. Lâm Thanh Diện la lớn lên. Ở Kinh Đô. Vợ và con gái của anh vẫn đang chờ anh, ở Giang Châu cũng được, Kinh Đô cũng được, còn có nhiều bạn bè và anh em tốt đang chờ đợi gặp mặt anh, nâng ly chúc mừng. Ngày hôm nay núi Côn Luân chính là mộ của tất cả những người tu hành ở nước C. Từ Thúc Nhân la lớn, dưới áp lực cường đại, trực tiếp xé nát quần áo trên người Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện không thể kiên trì được nữa, quỳ một chân trên mặt đất. Lúc này đối mặt với hồn lực như sóng cả mãnh liệt. Lâm Thanh Diện chỉ cảm thấy trong lòng buồn bực không thôi, lục phủ ngũ tạng dường như đều bị quấn lại với nhau. Anh nắm chặt nắm đấm, lúc này người nhỏ màu vàng ở trong đầu cũng đã xuất hiện vẻ mệt mỏi trên gương mặt, lông mày hơi nhíu lại với nhau, hiển nhiên là nó đã sắp đến giới hạn rồi. Chết đi! Từ Thúc Nhân lớn tiếng nói, có thể ép mình thành hiện tại không thể không nói thực lực của Lâm Thanh Diện cũng vô cùng cao. Càng làm cho Từ Thúc Nhân cảm thấy cảm nhận được một tia sợ hãi.
đó chính là mặc dù tuổi của Lâm Thanh Diện không lớn lắm nhưng mà kinh nghiệm chiến đấu lại không ít. Đương nhiên Từ Thúc Nhân cũng biết, nương theo mỗi một bước trưởng thành của Lâm Thanh Diện, ngoại trừ thiên phú bên ngoài, trên cơ bản đều là dựa vào âm mưu và dương mưu, mà Lâm Thanh Diện lại là một đường giết tới, cho nên mới trưởng thành đến tình trạng như ngày hôm nay. Chỉ là hiện tại sống tới bây giờ cũng đã để bản thân Lâm Thanh Diện cảm thấy hôm nay dưới tay của Từ Thúc Nhân, chỉ sợ là mình không có cơ hội sống sót. Tạm biệt Bích Hoài, nặc nặc, ba không thể trở về cùng mọi người, nhìn con trưởng thành. Hốc mắt của Lâm Thanh Diện ẩm ướt. Quần áo đã bị hồn lực đánh nát, ảnh chụp trong túi rơi xuống đất, bị cơn gió lạnh trên núi thổi cuốn đi, bay giữa cây SNG chung. Lâm Thanh Diện cố gắng đưa tay muốn bắt lại, nhưng mà anh phát hiện bây giờ mình ngay cả sức lực giơ tay lên cũng không có. Nhắm mắt lại, trong lòng của Lâm Thanh Diện có một loại cảm giác buồn bã nói không nên lời. Từ Thúc Nhân nói không sai, rốt cuộc mình cũng không phải là ma thần Tu La. Lúc đối mặt với thương nguyên giới, mình căn bản không có năng lực đuổi bọn họ ra ngoài. Nhưng mà Lâm Thanh Diện biết rằng lần này mình đã cố gắng hết sức, bất đắc dĩ tu vi của đối phương đã đạt đến độ cao mà anh không có cách nào với tới. Hẹn gặp lại, thế giới này. Lâm Thanh Diện yên lặng nói trong lòng, áp lực hồn lực ở trên người truyền đến càng ngày càng nặng hơn, anh chờ đến thời khắc cuối cùng trong cuộc đời mình. Đúng vào lúc này, có một âm thanh vang lên ở bên tai của Lâm Thanh Diện. Lúc này mà nhận thua, thằng nhóc, cái này có chút không giống cậu nha. Ai vậy? Lông mày Lâm Thanh Diện trao lại phát hiện bản thân mình nói không nên lời nhưng mà anh rõ ràng có thể nghe thấy âm thanh truyền đến bên tai mình, hơn nữa âm thanh này còn là âm thanh của một người phụ nữ. Tiếp theo đó, Lâm Thanh Diện nhìn thấy trước mắt mình có một mảnh máu đỏ, sau khi mảnh máu đỏ tiêu tán đi có một người phụ nữ mặc đồ đỏ nhìn Lâm Thanh Diện, gương mặt mỉm cười. Lâm Thanh Diện biết lúc này mình nhắm mắt lại nhưng mà đã nhắm mắt lại rồi sao có thể cảm nhận được sự tồn tại của người phụ nữ một cách rõ ràng như thế. Hơn nữa Lâm Thanh Diện vừa nhìn liền nhận ra người phụ nữ này không phải là ai khác, chính là người phụ nữ áo đỏ mà mình đã từng nhìn thấy trước đó. Cô, sao cô lại xuất hiện ở đây? Lâm Thanh Diện ngạc nhiên hỏi. Người phụ nữ áo đỏ mỉm cười, xem ra là cậu gặp phiền phức rồi, có cần tôi giúp cậu giải quyết hay không? Rốt cuộc cô là ai? Tại sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện? Lâm Thanh Diện hỏi, đương nhiên là anh chỉ dùng thần niệm của mình để nói chuyện với người phụ nữ áo đỏ này. Người phụ nữ áo đỏ mỉm cười, trước tiên không nói đến những chuyện này, chờ tôi cưỡng chế di chuyển những người ở chỗ này đi, tôi sẽ nói cho cậu biết. Lâm Thanh Diện chấn kinh, người phụ nữ áo đỏ này nói nhẹ nhàng như thế, lẽ nào cô ta có thể dựa vào một mình mà đuổi ba tên cường giả thần cảnh đỉnh phong? Tại sao cô lại phải giúp tôi? Lâm Thanh Diện thắc mắc hỏi. Người phụ nữ áo đỏ mỉm cười, lên giọng nói, chẳng lẽ cậu đã quên đi vào đêm hôm đó, không phải tôi đã nói sẽ cho cậu chút lợi ích rồi à, hiện tại chính là lúc tôi nên báo đáp cậu. Lâm Thanh Diện nghe thấy vậy thì có chút hoảng hốt, nhưng mà anh vẫn nhớ mang máng trước đó mình đã từng nói chuyện với người phụ nữ áo đỏ cả một đêm, đương nhiên ngoại trừ nói chuyện khiến mình chẳng thể làm gì hết, dù sao thì cô ta cũng không phải là người. Mà là quỷ, hơn nữa còn là một con quỷ rất lợi hại. Lúc nói chuyện, không đợi Lâm Thanh Diện kịp phản ứng, một ánh sáng đỏ xuất hiện ở trước mắt của Lâm Thanh Diện. Lúc này Lâm Thanh Diện từ từ nhắm mắt lại, nhưng mà anh lại có thể cảm nhận được ánh sáng đỏ phát ra ánh sáng vạn trượng ở trước mắt. Tiếp theo đó một chuyện kỳ dị xảy ra ở xung quanh Lâm Thanh Diện, hồn lực làm cho Lâm Thanh Diện cảm thấy vô cùng khó chịu đột nhiên như là tan biến, sau khi giải trừ nguy cơ to lớn là hồn lực. Thân thể của Lâm Thanh Diện cũng trở nên dễ chịu hơn. Mà lúc này bốn ngọn núi đè ép Lý Mộ Bạch ở trung tâm, dưới chân của Lý Mộ Bạch bị lún sâu, cả nửa người đều chìm ở dưới đất. Quý Trường Thanh thì đối diện với một rìu cuối cùng của đối phương, dưới lưỡi rìu khai sơn ông ta cũng cảm nhận được sự uy hiếp của tử thần. Nhưng mà tất cả đều bởi vì ánh sáng màu đỏ vạn trượng xuất hiện mà thay đổi. Ba anh em từ Bách Tranh đồng thời bị ánh sáng màu đỏ bao phủ núi Côn Luân dọa cho giật mình. Nhưng mà cái này hoàn toàn không đủ để ba người bọn họ bỏ qua cho Lâm Thanh Diện, chỉ là lúc bọn họ lấy lại tinh thần điều chỉnh nhịp thở một lần nữa, lại phát hiện trong cơ thể của mình trở nên trống rỗng, hoàn toàn không có bất cứ hồn lực có thể cung cấp cho mình. Có chuyện gì vậy chứ? Trong đầu của Từ Bách Tranh ong lên một tiếng, ông ta biết rằng chuyện này đối với mình là có ý gì. Từ Trọng Hiểu và Từ Thúc Nhân cũng giống như thế. Lâm Thanh Diện, tôi đã khống chế hồn lực của ba người bọn họ. Tiếp theo đây phải dựa vào cậu rồi.
Người phụ nữ áo đỏ nở nụ cười, đương nhiên cậu chỉ có một tiếng đồng hồ, có điều nhiêu đây đối với cậu mà nói chắc là cũng đã đủ rồi. Nói xong, nữ quỷ áo đỏ liền biến mất không thấy đâu nữa. Sự thần kỳ của cô ta làm cho Lâm Thanh Diện âm thầm kinh ngạc. Một người lại có thể khống chế hồn lực trong cơ thể của ba cường giả có thực lực thần cảnh đỉnh phong, cái người này vẫn còn là người à? À không, cô ta căn bản không phải là người, cô ta là quỷ, nhưng mà trên thế giới này quỷ lợi hại như vậy hả? Chờ đã, cô còn chưa nói cô là ai, đến từ đâu? Thần niệm của Lâm Thanh Diện khẽ động, chỉ nghe thấy một âm thanh vang lên ở trong đầu của Lâm Thanh Diện. Tôi tên là Giao Trì, sau này cậu cứ gọi tôi là nữ quỷ, không cần phải vội vàng, sau này tao còn sẽ tìm cậu. Giao Trì. Lâm Thanh Diện im lặng đọc thầm cái tên này trong miệng, nếu như vậy, thế thì cảm ơn tiền bối. Nói xong, một ý chí chiến đấu cường lại bộc phát từ trong cơ thể của Lâm Thanh Diện. Hồn lực của ba anh em nhà họ Từ đã bị khống chế, tạm thời không có cách nào phát huy được, đây chính là cơ hội tốt nhất dành cho phía Lâm Thanh Diện. Hiện tại đến phiên chúng tôi phản sát. Lâm Thanh Diện hét lớn lên, kiếm trảm tiên ở trong tay phát ra ánh sáng rực rỡ. Chương 1374, giết ngược lại. Cùng lúc đó ở bên phía Lý Mộ Bạch và Quý Trường Thanh, hồn lực quanh mình của bọn họ cũng biến mất trong một khoảnh khắc không nhìn thấy gì nữa. Bọn họ không làm rõ được đây là chuyện như thế nào, nhưng mà chuyện này thật sự đã xảy ra, mà hai người bọn họ biết vô cùng rõ ràng chuyện này chắc chắn có liên quan đến Lâm Thanh Diện. Thằng nhóc này luôn luôn có nhiều chuyện thần kỳ xảy ra ở trên người của cậu ta như thế. Lý tiền bối, Quý trưởng lão, hiện tại là lúc chúng ta giết ngược lại. Lâm Thanh Diện lấy sức hét lớn lên. Lý Mộ Bạch và Quý Trường Thanh lập tức phản ứng lại. Ngày hôm nay toàn bộ thương nguyên giới dốc hết lực lượng mà thần hồn của ba anh em nhà họ Từ đã bị phong ấn lại, giờ phút này không tiêu diệt đối phương thì chờ đến lúc nào nữa. Lâm Thanh Diện trầm trong tay kiếm trảm tiên. Nhìn Từ Thúc Nhân có chút sợ hãi nói, không phải lúc nãy ông muốn lập tức giết chết tôi à, hiện tại đến phiên ông phải vì thế mà trả một cái giá đắt. Nói xong, kiếm trảm tiên ở trong tay của Lâm Thanh Diện vung về phía đối phương. Từ Thúc Nhân hoảng hốt, hồn lực trong cơ thể đã biến mất, ông ta căn bản không có biện pháp ngăn cản lại làm phải chạy trối chết. Tất cả mọi người bảo vệ cho giới chủ. Một tên cường giả thần cảnh trong số thương nguyên giới la lớn lên. Từ lúc bắt đầu bọn họ chỉ ôm thái độ xem kịch vui, tự nhủ trong lòng tất cả nước C chỉ cần ba cường giả thần cảnh hơn nữa đã lâu lắm rồi không nhìn thấy ba nhân vật thủ lĩnh của thương nguyên giới ra tay, đúng lúc mượn cơ hội ngày hôm nay nhìn phong thái của giới chủ bọn họ. Ban đầu chuyện cũng đã phát triển theo dự đoán. Mặc dù là bọn người Lâm Thanh Diện có thể chống đỡ, nhưng mà đối với bọn người Từ Bách Tranh mà nói chống đối như thế này thật sự không đáng giá để nhắc tới. Nhưng mà không ngờ rằng đột nhiên lại xuất hiện thay đổi làm rối loạn tất cả bố trí của thương nguyên giới. Những cường giả thần cảnh này cùng với đông đảo những người tu luyện có thực lực hóa cảnh ngăn cản bọn người Từ Bách Tranh ở sau lưng. Lâm Thanh Diện thấy vậy, cũng hét lớn lên, chúng thần điện. Có mặt, tất cả các cường giả chúng thần điện cùng đáp lời, tâm thanh chấn động. Tiêu diệt thương nguyên giới, lúc này tất cả mọi người cùng nhau xông lên. Lâm Thanh Diện cất cao giọng nói. Những người của chúng thần điện vốn dĩ đang kìm nén một cổ sức lực, mọi người đều vọt đến. Sở dĩ trước đó Lâm Thanh Diện không để bọn họ ra tay là bởi vì trước mặt của ba anh em Từ Bách Tranh, có nhiều cao thủ hóa cảnh cũng đều vô dụng, nếu như những người này tùy tiện xông lên không khác gì chịu chết. Cho nên Lâm Thanh Diện muốn làm đó chính là từ ba người là mình và Lý Mộ Bạch, cùng với Quý Trường Thanh biến trận chiến thành hình thức đơn giản là một đổi một, cứ như vậy có thể cố gắng giảm bớt thương vong. Chỉ là thực lực của bọn người Từ Bách Tranh thật sự quá mạnh, trước khi ánh sáng đỏ xuất hiện Lâm Thanh Diện đã làm tốt dự định để mọi người chúng thần điện rút lui. Nhưng mà ánh sáng đỏ vừa mới xuất hiện, hồn lực của bọn người Từ Bách Tranh đã bị phong ấn, Lâm Thanh Diện không cần phải quan tâm nữa. Lý Mộ Bạch mặc áo dài trắng khí thế đột ngột tăng lên. Lúc nãy giao thủ với Từ Bách Tranh, cũng là thần cảnh đỉnh phong với nhau nhưng mà Lý Mộ Bạch lại không có cơ hội chiến thắng dưới tay của Từ Bách Tranh. Điều này làm cho ông già Từ đến nay luôn ngẩng cao đầu kiêu ngạo phải nén ngọn lửa trong lòng. Hiện tại ngọn lửa này của ông ta đã sắp bộc phát, một khi bộc phát ra vậy thì chắc chắn là một trận đồ sát. Ba anh em Từ Bách Tranh giao cho cậu và Quý Trường Thanh những cao thủ thần cảnh toàn bộ cứ giao cho tôi đi. Lý Mộ Bạch lớn tiếng nói. Lâm Thanh Diện nhẹ gật đầu, đồng thời nhìn Quý Trường Thanh, đi thôi, Quý trưởng lão, chúng ta đi giết ba anh em Từ Bách Tranh. Được.
Nói xong, mũi chân của hai người chĩa xuống đất, kinh đạo cả người bộc phát, trong chớp mắt liền bay đến trận doanh ở bên Thương Nguyên giới. Tình thế chiến trường lập tức đảo ngược. Mặc dù ở bên phía Lâm Thanh Diện chỉ có Lý Mộ Bạch là một người có tu vi thần cảnh đỉnh phong, mà Lâm Thanh Diện và Quý Trường Thanh đều là người có thực lực thần cảnh tiền kỳ. Bên phía Thương Nguyên giới quả nhiên có 10 người có thực lực thần cảnh, người có thực lực cao nhất đã đạt đến thần cảnh trung kỳ. Nhưng mà cho dù như thế nào thì bọn họ cũng biết rằng lúc đối mặt với một người có tu vi thần cảnh đỉnh phong, mình không có phần thắng. Tôi muốn đánh 10 người. Lý Mộ Bạch lớn tiếng nói, một cổ khí chất ngang nhiên xuất hiện, chỉ là phần ngạo khí giờ phút này cũng đủ để chèn ép toàn bộ Thương Nguyên giới. Cùng lúc đó, những người có thực lực hóa cảnh ở bên phía Thương Nguyên giới cùng với người có thực lực hóa cảnh của chúng thần điện đã giao chiến với nhau. Núi Côn Luân to lớn chính là sân bãi tốt nhất cho những người có tu vi chiến đấu với nhau. Trong lúc nhất thời hồn lực bay loạn, âm thanh của các loại binh khí va chạm vang vọng toàn bộ sơn cốc. Ở bên chúng thần điện, mặc dù người có tu vi hóa cảnh cũng không ít nhưng mà so với Thương Nguyên giới thì ít hơn rất nhiều. Nhưng mà mấy người bọn họ lại không sợ hãi một chút nào, ba người bọn họ thành lập một nhóm nhỏ chống đỡ lẫn nhau, chia ra bao vây, mà trong đó mạnh nhất là nhóm của bọn người Thanh Long. Có sự giúp đỡ của tinh bản thức, phàm là những người có thực lực hóa cảnh đến gần bọn họ đều sẽ bị hồn lực rơi xuống từ trên bầu trời giải quyết. Huống hồ gì trận chiến này, ba người bọn họ đánh nhau chính là vinh quang của Huyền Vũ. Vì Huyền Vũ, ngày hôm nay chúng ta đánh thoải mái đi. Thanh Long lớn tiếng kêu gào giống như hổ gầm. Lông mày xinh đẹp của Chu Tước nhíu lại, trong thắc mắc mà mang theo nước mắt nóng hổi. Mấy ngày nay người chịu ấm ức nhất không có ai qua được cô ta, đến bây giờ cô ta vẫn còn đang tự trách ngày hôm đó nếu như không phải cô ta cứ nhất định đòi Huyền Vũ phải đi lên trên núi hái nấm với mình. Thế thì cũng sẽ không đụng phải 5 người đàn ông mặc đồ đen có thực lực thần cảnh, thế thì Huyền Vũ cũng sẽ không chết. Sau khi tự trách thật lâu, thứ bộc phát chính là ý chí chiến đấu mạnh mẽ. Chu Tước có ngày hôm nay còn tàn bạo hơn so với bất cứ lúc nào khác, biểu cảm lạnh lùng của cô ta không có bất cứ tình cảm gì được bộc lộ, đối xử với một người Thương Nguyên giới nào, con dao găm ở trong tay cô ta sẽ chỉ vung lên càng nhanh hơn, đòn tấn công cũng trở nên sắc bén hơn. Rất nhanh. Mặc dù số người bên phía chúng thần điện đông đảo nhưng mà liên tiếp xuất hiện tình huống gây bất lợi cho mình, làm cho bọn họ nhanh chóng nằm bên phe yếu thế. Nếu như nói nhiều năm trước một mình ma thần Tu La có thể đuổi toàn bộ người Thương Nguyên giới đi vậy thì ngày hôm nay chính là đại đoàn chiến. Những người tu luyện của Thương Nguyên giới chỉ sợ là hiện tại trong đầu đang có một vấn đề, tại sao chuyện lại trở nên hỏng bét, nhưng hiện tại vậy chứ không phải đã nói những người tu luyện của nước C đều là những con gà yếu ớt. Tại sao sức chiến đấu lại mạnh mẽ như thế? Chỉ là bọn họ không để ý đến một điểm, nếu như có người xâm phạm vào lãnh thổ quốc gia của bọn họ, thế thì bọn họ cũng sẽ nhất định liều chết mà chiến đấu như thế này. Cường giả thần cảnh ngăn cản ba anh em nhà họ Từ ở sau lưng, sắc mặt của bọn họ đều khẩn trương. Lúc này hai người Lâm Thanh Diện và Lý Mộ Bạch cũng đã nhảy lên thật cao, 10 con rồng nhanh chóng bao vây mọi người, lại nói. Mà kiếm Trảm Tiên cầm ở trong tay của Lâm Thanh Diện mục tiêu của nó chỉ có một, đó chính là bọn người từ Bách Tranh đang trốn ở đằng sau đám người. Đột nhiên có một cường giả thực lực thần cảnh ngăn cản đường đi của Lâm Thanh Diện, kiếm Trảm Tiên của Lâm Thanh Diện vung lên quả thật gặp phải sự ngăn cản của hồn lực. Nhân vật hướng anh cả ngày cũng chỉ duy trì được trong 3 giây. Sắc trời thay đổi dữ dội một tia chớp chuẩn bị bổ lên trên người của hắn ta cái tên cường giả thần cảnh tiền kỳ thậm chí còn không ngăn cản được dù là một chiều của Lý Mộ Bạch liền ngã trên mặt đất. Lâm Thanh Diện cậu yên tâm đi những người này cứ giao lại cho tôi. Lý Mộ Bạch vô cùng có khí thế, cổ tay của ông ta lắc lắc một cái, huyền kình phóng ra bên ngoài, trong một khoảnh khắc liền huyễn hóa thành một thanh trường kích. Đây là lần đầu tiên Lâm Thanh Diện nhìn thấy Lý Mộ Bạch sử dụng binh khí. Đồng thời Lâm Thanh Diện cũng ý thức được Lý Mộ Bạch của hiện tại đã hoàn toàn bùng nổ rồi. Trường kích phung lên, mang theo hồn lực mạnh đến nỗi căn bản không phải là thứ mà những người này có thể so sánh được. 6 tên cường giả thần cảnh đồng thời xuất ra hồn lực, khó khăn lắm mới có thể ngăn cản được một kích này của Lý Mộ Bạch. Nhưng mà cùng lúc đó, bọn họ cũng bị đánh lui ra phía sau 7-8 mét. Việc này không nên chậm trễ. Lâm Thanh Diện trực tiếp nhảy lên trên cao. Nhảy đến trên đỉnh đầu của đám người. Kiếm Trảm Tiên trong tay của anh nhắm ngay vào đầu của Từ Thúc Nhân vẫn luôn chiến đấu với mình hồi lúc nãy. Bây giờ đến lượt của ông chết. Lâm Thanh Diện la lớn lên, tất cả phẫn nộ tập trung vào một kiếm này. Chương 1375, giết ông,
chỉ cần phân thân của tôi là đủ rồi. Đối mặt với thanh kiếm sấm chớp như thế này, Từ Thúc Nhân há to miệng, ông ta đột nhiên phát hiện vào giờ phút này thân thể của ông ta căn bản không có cách nào động đậy được. Chẳng lẽ là một người thần cảnh đỉnh phong lại phải là một người thần cảnh thì giết chết ư? Không được, chuyện như vậy tuyệt đối không cho phép nó xảy ra. Từ Thúc Nhân suy nghĩ trong lòng, nhưng mà hồn lực của ông ta vừa mới bị một ánh sáng màu đỏ ở núi Côn Luân bao phủ phòng ấn lại, hiện tại ông ta đừng nói là Lâm Thanh Diện, phàm là một người đàn ông vạm vỡ có sức lực mạnh mẽ cũng đều có thể khống chế ông ta dễ như trở bàn tay. Trong khoảnh khắc đứng trước sống chết, đột nhiên ở bên cạnh có một cường giả thương nguyên giới lao ra, hắn ta phấn đấu quên mình mà ngăn cản trước người của Từ Thúc Nhân. Lâm Thanh Diện cũng không quan tâm gì nhiều, kiếm trảm tiên vô tình hạ xuống. Thực lực của đối phương không tầm thường, một thanh huyền thiết bảo kiếm trong khoảnh khắc huyễn hóa ra. Keng! Hai binh khí va chạm nhau trong không trung, huyền thiết bảo kiếm trực tiếp bị đánh rơi trên mặt đất. Kiếm trảm tiên là thần khí thượng cổ, cho dù là binh khí do cao thủ thần cảnh huyễn hóa ra đều không phải là đối thủ của nó. Huống hồ gì là trong một đòn tấn công này, Lâm Thanh Diện đã vận dụng huyền kình mà thương nguyên giới thèm đến nhỏ dãi, chính vì vậy sức lực của một kiếm này càng vượt qua đối phương rất nhiều lần. Ngươi không phải là đối thủ của ta, cút đi. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói. Cái tên cường giả thần cảnh lại ngăn cản ở trước mặt của Từ Thúc Nhân, tam trưởng lão đi nhanh đi nơi này có giao lại cho tôi. Sau khi Từ Thúc Nhân nghe xong thì hốt hoảng chạy đi, phía sau ông ta không xa chính là một thông đạo, chỉ cần trở về thương nguyên giới từ con đường đó thì coi như đã có thể tránh khỏi tiếp nạn ngày hôm nay. Đương nhiên là Lâm Thanh Diện biết trong lòng của bọn họ đang suy nghĩ cái gì. Ngày hôm nay có nói cái gì cũng không thể cho bọn họ đi. Thứ nhất, hồn lực thứ ba, người mạnh nhất thương nguyên giới đã bị phong ấn, đây chính là một thời cơ tốt ngàn năm có một. Thứ hai, phong ấn thời gian cũng chỉ có một tiếng đồng hồ, một khi bọn họ trở về thương nguyên giới thế thì sẽ khởi xướng ra một trận tấn công mới, dù sao thì hiện tại không đạo đã bị đả thông toàn bộ đến địa cầu, cũng chỉ là chuyện của vài phút. Nếu thật là như vậy, Lâm Thanh Diện cũng biết chuyện này sẽ phát sinh hậu quả nghiêm trọng đến cỡ nào. Chính vì vậy Lâm Thanh Diện hạ quyết tâm. Ngày hôm nay không phải là phải đuổi hết bọn họ đi, mà là phải giết hết tất cả bọn họ. Nghĩ đến đây, hồn lực của Lâm Thanh Diện lan tràn, nhanh chóng khóa chặt bước chân của Từ Thúc Nhân. Mà cái tên cường giả thần cảnh đang ngăn cản ở trước người của Từ Thúc Nhân cũng không chịu yếu thế, cũng xuất hồn lực ra. Mặc dù là hồn lực của hắn ta rất mạnh nhưng lại không có cách nào so sánh với Lâm Thanh Diện trời sinh đã được thức tỉnh thần hồn, huống hồ gì trong hồn lực của Lâm Thanh Diện vẫn còn kèm theo linh khí được rút ra từ rừng rậm sương mù. Hồn lực của cả hai chạm vào nhau trong không trung, rất nhanh. Đối phương liền thua trận. Một ngụm máu tươi phun ra từ trong miệng của đối phương, hồn lực đã bị hao tổn trực tiếp bị nội thương. Ăn đan dược vào nhanh đi. Từ Thúc Nhân ở sau lưng hắn ta lớn tiếng nhắc nhở. Lúc này cái tên cường giả thần cảnh phản ứng được hắn ta lập tức để một viên đan dược thần cấp vào trong miệng. Gần như là trong nháy mắt thực lực của hắn ta đã tăng vọt, thần hồn cũng được tích tụ một lần nữa. Ha ha, Lâm Thanh Diện cậu cho rằng như thế này có thể giết chết được tôi à? Cậu cũng quá coi thường thực lực của thương nguyên giới chúng tôi rồi đó. Từ Thúc Nhân làm càn lên tiếng cười nói ở phía sau. Cùng lúc đó, ông ta cảm nhận được trong cơ thể của ông ta cường độ phong ấn đang dần dần yếu ớt hơn, chỉ cần trôi qua không bao lâu nữa, ông ta đã có thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất của mình. Chờ đến lúc đó mình nhất định sẽ giết chết hết, thằng nhóc này. Hai mắt của Từ Thúc Nhân tràn ngập trạng thái kích động, không, anh điên cuồng kêu lên, giết bọn họ, giết hết toàn bộ cái đám rác rưởi này đi. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nhìn người phía đối diện, sau khi đan dược thần cấp, thực lực của người tu luyện ở phía đối diện đã đạt đến thần cảnh trung kỳ. Tên nhóc, bây giờ sẽ để cậu chết đi. Đối phương la lớn lên, binh khí ở trong tay của hắn ta lại được huyễn hóa ra một lần nữa. Lần này so với lúc nãy còn mạnh mẽ hơn, không chỉ như vậy, một cổ hồn lực mạnh bạo hướng thẳng về phía Lâm Thanh Diện. Đối diện với hồn lực ngập trời, Lâm Thanh Diện căn bản không dám thở ơ. Hiện tại anh đang đối mặt với một cường giả thần cảnh trung kỳ. Nhưng mà cái này có như thế nào cơ chứ, phải biết rằng vài ngày trước chính mình vừa mới giết một người có thực lực thần cảnh trung kỳ. Chỉ là Lâm Thanh Diện cần phải nhanh chóng giải quyết đối phương, như vậy thì mới có thể giết chết được ba anh em nhà họ Từ, trước khi phong ấn hồn lực được giải trừ. Hai tay của Lâm Thanh Diện đưa ra, hồn lực di chuyển trong cơ thể đều tập trung trên đôi tay trong chớp mắt. Hồn lực vang lên một tiếng,
sóng khí khổng lồ quét sạch toàn bộ chiến trường núi Côn Luân. Đối phương lùi ra phía sau mấy bước, trong ánh mắt mang theo kinh ngạc. Thằng nhóc này thật sự chỉ là thần cảnh tiền kỳ thôi ư. Có điều là nhớ đến lúc nãy anh có thể kiên trì lâu như vậy dưới tay của Từ Thúc Nhân, cái tên cường giả thần cảnh này cũng đã bình thường trở lại. Cho dù như thế nào thì cậu cũng phải ngăn cản cậu ta cho tôi. Từ Thúc Nhân trốn ở đằng sau la lớn lên. Vâng, Tam trưởng lão, tên cường giả thần cảnh gật đầu nói. Hồn lực lại được tập hợp một lần nữa. Không được, nghĩ một cách khác thôi, cứ tiếp tục như vậy thì thời gian bị trì hoãn quá nhiều. Lâm Thanh Diện suy nghĩ trong lòng, nhưng mà trong lúc nhất thời không có phương pháp gì tốt. Đúng lúc này ở trong đầu của anh có người nhỏ màu vàng lại xuất hiện một lần nữa. Đúng rồi, mình có thể lợi dụng nó. Lâm Thanh Diện sinh lòng vui sướng, hai mắt nhìn thẳng về phía đối phương. Ăn một chưởng này đi. Đối thủ lại vọt về phía Lâm Thanh Diện một lần nữa. Long ngâm thức. Lâm Thanh Diện hét to một tiếng, trong một chớp mắt con rồng vàng liền được huyễn hóa ra. Giết cậu ta, giết cậu ta. Giờ phút này Từ Thúc Nhân đang trốn ở sau lưng người một nhà, cảm thấy mình rất an toàn, đứng ở phía sau không ngừng cổ vũ cho người nhà mình, hoàn toàn quên mất việc trở về Thương Nguyên giới. Bởi vì ông ta cho rằng dù Lâm Thanh Diện có thể đánh bại người của Thương Nguyên giới thì cũng sẽ tốn thời gian rất lớn, mà bây giờ chỉ cần mình cứ trốn ở sau lưng thủ hạ của Thương Nguyên giới thế thì tuyệt đối an toàn. Nhưng mà lần này ông ta đã sai rồi. Con rồng to lớn đã nằm ngoài suy nghĩ của tất cả mọi người, nó không ra tay với người đã đạt đến thần cảnh trung kỳ ở trước mặt của Lâm Thanh Diện, mà là trực tiếp bay lên trên không, nhắm ngay vào Từ Thúc Nhân đang trốn ở đằng sau. Từ Thúc Nhân nhanh chóng hoàn hồn lại từ trong cảm xúc điên cuồng, bị dọa đến nỗi sắc mặt thay đổi. Nhanh lên, mau ngăn cản cái con rồng đáng chết này. Từ Thúc Nhân lớn tiếng nói. Trong nháy mắt tên thủ hạ của Thương Nguyên giới cũng mới kịp phản ứng lại, vội vàng xuất hồn lực công kích về phía con rồng vàng. Đúng lúc này, Lâm Thanh Diện vọt tới. Trong tay anh không có bất cứ bình khí nào, chỉ đơn giản là một quyền. Một quyền này nhìn như có vẻ đơn giản nhưng mà lại ẩn chứa lực lượng vô hạn. Đối phương hốt hoảng lần này xem như đã hoàn toàn hiểu dụng ý của Lâm Thanh Diện. Ngăn cản cậu ta lại cho tôi. Từ Thúc Nhân vừa kêu to vừa nhanh chóng quay người chạy về phía thông đạo. Nhưng mà hiện tại tốc độ của Từ Thúc Nhân là kỹ năng tốt của thân thể, sao có thể so sánh được với con rồng vàng đang xoay quanh trong không trung. Một ánh sáng màu vàng hiện lên, Từ Thúc Nhân nhìn không được mà quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy rằng ở phía trên con rồng vàng thế mà lại có một thanh kiếm trảm tiên. Mà người cầm kiếm trảm tiên ở trong tay cũng không phải là Lâm Thanh Diện, mà là một con người nhỏ lóe lên ánh sáng màu vàng. Cái này sao có thể chứ? Chẳng lẽ đây chính là phân thân của thằng nhóc này? Từ Thúc Nhân giật mình. Bởi vì ông ta cũng hiểu dùng hồn lực để tạo ra tàn hồn mà giết người, nhưng mà không ngờ đến Lâm Thanh Diện cũng biết chiêu này. Chỉ là so sánh với tàn hồn của mình, người nhỏ màu vàng thật sự quá thần kỳ, mặc dù là nó không lớn nhưng mà hồn lực cả người lại cao hơn rất nhiều. So với hồn lực của bất cứ một tàn hồn nào do mình chế tạo ra. Lúc này người nhỏ màu vàng đang ngồi trên con rồng lớn, cầm trong tay kiếm trảm tiên, đôi lông mày nhỏ, cau lại với nhau. Tam trưởng lão, thủ hạ này của Thương Nguyên giới, lớn tiếng kêu gào nhưng lại quá xa vời. Ngươi cứu không được ông ta đâu. Giọng nói của Lâm Thanh Diện vang lên trước người hắn ta nhìn sang, lại nhìn thấy một nắm đấm to lớn đang trực tiếp đánh về phía mặt của mình. Oanh một tiếng, lần này người của Thương Nguyên giới chuẩn bị không đủ, với một tiếng nổ vang lên quả thật đã bị Lâm Thanh Diện đánh bay ra xa mấy chục mét. Mà cùng lúc đó có một ánh sáng màu vàng xuất hiện, kiếm trảm tiên trong tay của người nhỏ màu vàng trực tiếp cắt đứt cổ của Từ Thúc Nhân. Từ Thúc Nhân ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, đôi mắt tràn đầy nghi hoặc và hoảng sợ. Mấy giây sau, thân thể mềm nhũn tê liệt ngã xuống. Cùng lúc đó có một tàn hồn bay lên, phi nước đại về phía thông đạo. Nhưng mà quả cầu lửa trong miệng của con rồng lớn đã được chuẩn bị từ lâu, trực tiếp phun về phía sợi tàn hồn này. Trong nháy mắt tàn hồn đã bị tiêu diệt. Lâm Thanh Diện thu hồi lại người nhỏ màu vàng, đồng thời kiếm trảm tiên cũng đã xuất hiện ở trong tay của anh. Giết chết ông, dùng phân thân của tôi là đủ rồi. Lâm Thanh Diện ngạo nghễ và trở lại đỉnh núi Côn Luân nhìn xem, Quý Trường Thanh ở phía bên đây cũng đang trong trận chiến khốc liệt với cường giả thần cảnh. Chương 1376, lật ngược tình thế. So sánh với Lâm Thanh Diện, ở bên phía Quý Trường Thanh phí sức hơn rất nhiều. Đối phương cũng là một cường giả có thực lực đã đạt đến thần cảnh trung kỳ,
mặc dù Quý Trường Thanh đã tu luyện một nửa phần trên huyền công đạt đến cảnh giới viên mãn nhưng mà cũng chỉ có thể cố gắng trèo chống không bị đối phương đánh bại. Và cùng lúc đó, Lý Mộ Bạch bị 7-8 tên cường giả thần cảnh vây quanh, mặc dù một mình ông ta có thể đủ để đối phó nhưng mà lại không có cách nào trợ giúp cho Quý Trường Thanh. Ông già, chờ ông đây khôi phục thực lực, xem tôi có chơi chết ông hay là không. Từ Trọng Hiểu lớn tiếng nói. Ánh mắt của ông ta âm trầm, miệng thở hổn hển. Nhị trưởng lão, ông mau trở về Thương Nguyên giới đi. Thủ hạ của mình lại vội vàng nói. Nói nhảm, ông đây có khi nào lùi bước, tôi nói cho cậu biết, mạng của ông già này, tôi muốn. Cậu đánh ông ta tàn một nửa là được rồi, còn lại cứ giao cho tôi. Từ Trọng Hiểu nói, ánh mắt âm trầm nhìn về phía Quý Trường Thanh. Đối với tính cách này của Từ Trọng Hiểu, cường giả Thương Nguyên giới cũng không còn nói gì được nữa. Lưỡi đao trong tay của hắn ta di chuyển, lại lao về phía Quý Trường Thanh một lần nữa. Lôi Vân Trưởng. Hai tay của Quý Trường Thanh đưa ra, rời núi lấp biển. Nhưng mà lại có một sự phòng ngự kiên cố trong nháy mắt xuất hiện ở trên thân thể của đối phương, hồn lực của Quý Trường Thanh đánh lên trên người của đối phương, hoàn toàn không có bất cứ tác dụng gì. Chết đi. Đối phương lên tiếng nói, trong lúc nhất thời sát khí trong đôi mắt bỗng hiện lên. Thanh bảo kiếm ở trong tay đâm thẳng vào lồng ngực của Quý Trường Thanh, một kiếm này vô cùng khí thế, tốc độ cũng vô cùng nhanh chóng. Nhanh đến nỗi hai mắt của Quý Trường Thanh căn bản cũng không nhìn thấy rõ, chỉ cảm nhận được một tia sát khí mãnh liệt đến ngực mình. Mắt thấy đối phương không có cách nào tránh né, khóe miệng của cường giả thần cảnh Thương Nguyên giới lộ ra một nụ cười lạnh. Xem ra công lao của cường giả đến đánh giết thế giới này trừ mình ra không còn có thể là của ai khác, nói không chừng chờ sau khi cuộc chiến kết thúc rồi, giới chủ mà vui vậy thì cũng sẽ cho mình ngồi lên ghế trưởng lão. Phải biết là có thể lăn lộn đến vị trí trưởng lão ở Thương Nguyên giới, tài nguyên bản thân có thể đạt được rất lớn. Đột phá đến thần cảnh đỉnh phong không phải là giấc mơ. Trong lúc đối phương cảm thấy thắng tại đã rõ ràng, một đạo sát khí xuất hiện. Lâm Thanh Diện không đuổi kịp qua phía bên này, nhưng mà trong cái khó ló cái khôn kiếm trảm tiên trong tay anh trực tiếp phung ra. Keng một tiếng, khí thế mạnh mẽ của đối phương run lên, trong nháy mắt thanh bảo kiếm ở trong tay rơi xuống đất. Lâm Thanh Diện nhanh chóng cảm nhận được, đôi mày kiếm lạnh lẽo cau lại nhìn đối phương. Kiếm trảm tiên đã nhận chủ, quay lại thân kiếm giữa không, một lần nữa trở về trong tay của Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện, không phải là cậu với em ba, Từ Trọng Hiểu giật mình nhìn Lâm Thanh Diện. Ông ta chết rồi, tiếp theo đây sẽ đến lượt ông. Lâm Thanh Diện chỉ kiếm vào Từ Trọng Hiểu, lạnh lùng nói. Cái gì chứ, cậu nói rằng em ba của tôi đã chết rồi. Chuyện này sao có thể được? Biết tin em trai của mình đã chết, Từ Trọng Hiểu vô cùng đau đớn, sau khi đau đớn ông ta lại trở nên càng táo bạo hơn nữa. Cái tên phế vật đáng chết, tôi muốn giết cậu để cậu đền mạng. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói, chỉ dựa vào ông, có được không vậy? Trong nháy mắt, một câu nói này làm biểu cảm của Từ Trọng Hiểu trở nên lạnh lẽo, trong lòng cũng đã lạnh hơn một nửa. Đúng vậy, hồn lực của mình đã bị phong ấn, hiện tại ông ta còn khó lòng đảm bảo dưới kiếm của Lâm Thanh Diện, có tư cách gì mà kêu gào Lâm Thanh Diện phải đền mạng cho bọn họ đây chứ? Nhị trưởng lão, thuộc hạ thỉnh cầu người nhanh chóng trở về Thương Nguyên giới, chỉ có như thế này thì Thương Nguyên giới chúng ta mới có cơ hội chiến thắng. Tên cường giả thần cảnh trung kỳ lại kêu lên một lần nữa. Từ Trọng Hiểu cắn môi, đôi mắt trừng lớn như cái chuông đồng cứ nhìn chằm chằm vào bọn người Lâm Thanh Diện. Hùng mạnh cả đời, lúc ở Thương Nguyên giới mình nói một thì không có hai. Thế mà hiện tại tên thuộc hạ này là muốn mình chạy trốn. Nhị trưởng lão, đừng nói nhảm nữa, chiến đấu cho tốt đi, ta sẽ không đi. Từ Trọng Hiểu lớn tiếng nói. Lâm Thanh Diện cười khẩy, ông nói cũng đúng. Cho dù ông có muốn đi thì hiện tại ông tưởng ông có thể rời khỏi đây được không hả? Giết người chu tâm, lúc này Từ Trọng Hiểu mới ý thức được ở trước mặt của Lâm Thanh Diện và Quý Trường Thanh, ông ta căn bản không thể chạy thoát. Quý trưởng lão, mạng của ông ta, tôi giao cho ông vậy. Lâm Thanh Diện nhanh chóng phân chia đối thủ cho cả hai người, sau đó mình trực tiếp mang theo kiếm trảm tiên tiến về phía người của Thương Nguyên giới có thần cảnh trung kỳ. Kiếm trảm tiên của anh múa ra kiếm hoa kim sắt. Đối phương vội vàng huyễn hóa ra một thanh bảo kiếm dùng để đối phó với Lâm Thanh Diện. Nhưng mà sự chênh lệch giữa hai bên là hoàn toàn, cường giả với thực lực thần cảnh trung kỳ có lẽ là ở hồn lực cũng không có ưu thế hoàn toàn, chứ đừng nói chi là phẩm chất binh khí của hai người trên cơ bản là khác biệt nhau. Chỉ vỏn vẹn ba hiệp,
bảo kiếm của đối phương đã bị kiếm Trảm Tiên chặt ngang, tiếp theo đó Lâm Thanh Diện trở tay, kiếm Trảm Tiên trực tiếp chống đỡ ở trên cổ của đối phương. Ngươi thua rồi, Lâm Thanh Diện nói. Trong ánh mắt của đối phương mang theo vẻ hoảng hốt, lúc này ở trong tay của hắn ta có cầm một viên đan dược thần cấp màu vàng. Lúc này, hắn ta thậm chí không có thời gian để nuốt đan dược mà đã thua ở trong tay của Lâm Thanh Diện rồi. Đúng vào lúc này, ở phía trước Lâm Thanh Diện lại vang lên một tiếng kêu rên. Hai người đồng loạt nhìn sang, chỉ nhìn thấy Từ Trọng Hiểu chậm rãi quỳ gối trước người Quý Trường Thanh. Mà trên thanh trường kiếm ở trong tay của Quý Trường Thanh có mấy giọt máu tươi chậm rãi nhỏ xuống, nhuộm dần mảnh đất ở núi Côn Luân. Nhị trưởng lão, âm thanh của tên cường giả thần cảnh trung kỳ có chút nghẹn ngào. Lần này bọn họ đã dốc toàn bộ lực lượng, vốn là chỉ muốn cướp đoạt tài nguyên của nước C là một chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng mà cuộc chiến diễn ra đến hiện tại, bọn họ thậm chí không thể bước ra khỏi núi Côn Luân dù chỉ là một bước chứ đừng nói chi là tiếp cận rừng rậm sương mù. Mà tất cả những chuyện này đều xảy ra từ lúc người phụ nữ áo đỏ xuất hiện, trong lòng của Lâm Thanh Diện cũng biết rằng nếu như không phải Giao Trì xuất hiện thì phía bên mình căn bản sẽ không có phần thắng, chỉ có thể vừa đánh vừa lui để tìm cơ hội. Đừng đau lòng, Lâm Thanh Diện bình tĩnh nhìn đối phương, bởi vì tiếp theo đây cũng sẽ đến lượt của mình thôi. Trong nháy mắt, biểu cảm ưu sầu trên gương mặt của cường giả thần cảnh đã biến mất, ngược lại biến thành khẩn trương và sợ hãi. Đừng, đừng giết tôi, hắn ta vội vàng cầu xin Lâm Thanh Diện tha thứ. Lâm Thanh Diện không dao động, người có can đảm xâm phạm vào thế giới này đều nên giết chết. Dứt lời, mũi kiếm di chuyển trực tiếp chém chết. Trong một trận chiến đã có hai người với thực lực thần cảnh đỉnh phong chết, tất cả mọi người ở bên phía Thương Nguyên giới đều cảm thấy lòng tin lung lay. Hiện tại điều mà bọn họ nghĩ đến cũng chỉ có một chuyện, đó chính là nhanh chóng đi qua khỏi thông đạo trở về Thương Nguyên giới, thế giới này thật sự quá kinh khủng. Mà ngược lại, người của chúng thần điện người nào cũng vui mừng khôn xiết. Tình thế trên chiến trường đã thay đổi đến cục diện như bây giờ, đây là điều mà bọn họ không thể tưởng tượng được. Vốn dĩ phần lớn cao thủ hóa cảnh của Thương Nguyên giới đang đối kháng với người của chúng thần điện, bây giờ lại quăng mũ cởi giáp chạy về thông đạo. Mà người của chúng thần điện sao có khả năng bỏ lỡ cơ hội như vậy, một trận truy đuổi liền được diễn ra. Cùng lúc đó, cuộc chiến diễn ra đến hiện tại, đối với những cường giả thần cảnh bao vây mình, Lý Mộ Bạch cũng đã chiếm thế thượng phong. Suy nghĩ hơi chuyển động một chút, Lý Mộ Bạch trực tiếp khóa chặt một người trong đó, tiếp theo có một hồn phách thoát ra từ trong thân thể của Lý Mộ Bạch, nhanh chóng chém giết. Động tác như nước chảy mây trôi, không có bất cứ do dự nào. Từ Bách Tranh, bây giờ ông có còn cảm thấy thế giới này là nơi ông có thể đặt chân vào không? Lý Mộ Bạch kiêu ngạo nhìn Từ Bách Tranh trốn ở sau lưng của cường giả thần cảnh, lên tiếng nói. Lúc này Từ Bách Tranh đã biết được tin tức hai người em trai của mình bị giết, nhưng mà ông ta không kịp đau đớn, bởi vì hiện tại ông ta cũng sẽ gặp vấn đề như vậy. Giới chủ chạy nhanh đi. Một cường giả thần cảnh bảo vệ trước người của Từ Bách Tranh lên tiếng nói. Đúng vậy, giới chủ, nhanh chóng rời khỏi nơi này đi. Một tên khác cũng nói như vậy, chỉ cần người có thể nhanh chóng thoát thân, thế thì Thương Nguyên giới của chúng ta vẫn còn có hy vọng. Từ Bách Tranh cắn răng, trong lòng của ông ta đang suy nghĩ. Đúng vậy, chỉ cần mình có thể trở về Thương Nguyên giới, một khi thực lực của mình có thể khôi phục lại, dựa vào sức mạnh siêu phàm của mình. Ông ta lại có thể đánh chiếm thế giới này cũng không phải là việc gì khó. Được, mọi người vững vàng, ta đi trước một bước, ta sẽ chờ các người ở Thương Nguyên giới. Nói xong, Từ Bách Tranh quay người lại chạy về phía một lối đi gần với mình nhất. Lý Mộ Bạch thấy vậy thì trực tiếp nhảy lên trên không trung. Từ Bách Tranh, ông đường đường là một giới chủ của Thương Nguyên giới, chẳng lẽ ông chỉ biết chạy trốn thôi à? Nghe thấy lời nói nhục nhã của Lý Mộ Bạch ở sau lưng. Lúc này Từ Bách Tranh cũng không quan tâm. Lý Mộ Bạch thấy là mình có nói mỉa cũng không có tác dụng, một cổ thần hồn mạnh mẽ phát ra muốn khóa chặt Từ Bách Tranh lại. Mà mấy tên cường giả thần cảnh còn lại cũng tản hồn lực của mình ra. Trong lúc nhất thời những hồn lực này tích tụ lại với nhau cùng với hồn lực của Lý Mộ Bạch đối kháng với nhau trong không trung. Lúc bắt đầu, Lý Mộ Bạch có thể chiếm thế thượng phong mà không cần phải tốn sức, nhưng mà mấy tên cường giả thần cảnh đã làm tốt chuẩn bị mình phải chết. Mỗi người bọn họ nuốt đan dược thần cấp ở trong túi vào trong miệng, trong lúc nhất thời lực lượng hồn lực trong nháy mắt tăng lên rất nhiều. Cứ như vậy, Lý Mộ Bạch đã hoàn toàn bị kéo lại. Đáng chết, Lý Mộ Bạch thầm mắng một tiếng, đương nhiên là ông ta không hy vọng nhìn Từ Bách Tranh rời khỏi nơi này.
Đúng lúc này Lâm Thanh Diện và Quý Trường Thanh đi đến bên cạnh Lý Mộ Bạch, cùng lúc đó hai người bọn họ cũng đồng thời phát hồn lực ra, giúp Lý Mộ Bạch đối phó với mấy hồn lực kia. Lý lão tiền bối, tôi đến giúp ông. Sư phụ, còn có tôi nữa. Lâm Thanh Diện với Quý Trường Thanh nói. Sự kiêu ngạo trong đôi mắt của Lý Mộ Bạch đã tỏa sáng một lần nữa, được lắm, ngày hôm nay nhất định phải giết chết Từ Bách Tranh. Cùng lúc đó, Từ Bách Tranh đã đến cửa thông đạo, lúc này ở bên ngoài cửa thông đạo có mười mấy người đang chen chúc với nhau. Sau khi nhìn thấy Từ Bách Tranh đến đây, những người này bị uy danh của Từ Bách Tranh bức bách nhanh chóng tránh ra một con đường. Tuyết Nhi, nhanh chóng đón ba về Thương Nguyên giới đi. Từ Bách Tranh lớn tiếng kêu gào, nhưng mà trong thông đạo không có bất cứ khí tức gì rung chuyển. Chương 1377, tôi không xứng với anh ta. Trong chúng thần điện cách núi Côn Luân không xa, Tiểu Nguyệt đang ghé vào cửa sổ đến ngẩn người. Trước gương mặt của cô ta là cảnh sát xinh đẹp của núi Côn Luân. Tiểu công chúa ăn chút gì đi. Tống Nghĩa và Triệu Nhân đang nói chuyện ở trong phòng của Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt lắc đầu, mấy ngày nay vết thương của Tống Nghĩa và Triệu Nhân đơn tốt hơn nhiều, chỉ là Tiểu Nguyệt vẫn luôn đang suy nghĩ về vấn đề tại sao chị của mình lại đối xử với mình như vậy. Càng nghĩ thì cũng chỉ có một nguyên nhân, đó chính là quyền lợi. Tiểu Nguyệt đã hiểu, đối với Từ Tuyết Nhi là một người coi trọng quyền lợi như thế, cô ta coi mình giống như là cái gai trong thịt. Chính vì vậy hao tổn hết tâm tư muốn ngăn cản Tiểu Nguyệt nhận được sự cưng chiều ở trước mặt của Từ Bách Tranh. Hiện tại đã không có em tranh giành với chị rồi, chắc là chị rất vui vẻ mới đúng chứ. Nhìn cảnh sắc tươi đẹp bên ngoài cửa sổ, Tiểu Nguyệt ngơ ngác hỏi. Giờ phút này trên mặt của cô ta mang theo nụ cười ấm áp, đây chính là thứ mà rất nhiều năm trước chưa từng xuất hiện. Chú Tống, chú Triệu, hai người nói thử xem thế giới này như thế nào. Tiểu Nguyệt quay đầu lại hỏi. Đầu tiên là Tống Nghĩa và Triệu Nhân sửng sờ rồi sau đó lập tức nói, thế giới này muôn màu muôn vẻ hơn so với Thương Nguyên giới của chúng ta rất nhiều, chỉ là dãy núi Côn Luân nguy nga tươi đẹp chính là thứ mà Thương Nguyên giới chúng ta không có. Không chỉ có những thứ này, trước đó tôi ở lại nước C mấy tháng, diện tích lãnh thổ nước C bao la, sản vật phong phú, phương Bắc băng tuyết, phương Nam bãi cát cây dừa, có các loại kiến trúc do người xưa để lại còn nhiều hơn rất nhiều so với Thương Nguyên giới của chúng ta. Tiểu Nguyệt khẽ cười nói. Hai người Tống Nghĩa và Triệu Nhân như có điều suy nghĩ mà nhẹ gật đầu. Đợi đến lúc vết thương của hai người khỏi hẳn rồi, tôi có thể dẫn theo hai người cùng nhau đi xem. Tiểu Nguyệt nói. Triệu Nhân cười nói, thật như vậy thì thuộc hạ coi như cảm ơn tiểu công chúa. Tiểu Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, mấy ngày nay cô ta liên tục căn dặn hai người này hiện tại mình đã thoát khỏi Thương Nguyên giới, đừng phân chia theo thân phận gì hết, nhưng mà trên miệng của Tống Nghĩa và Triệu Nhân đồng ý nhưng mà tất cả vẫn còn như cũ. Cái này khiến cho Tiểu Nguyệt không biết làm sao. Tiểu Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấp giọng hỏi, hai người nói thử xem, lịch sử thế giới này lâu đời như thế, nhân tài lại có nhiều, Thương Nguyên giới có thể xâm phạm được không? Tống Nghĩa và Triệu Nhân cũng im lặng. Nếu như đổi lại là trước kia lúc bọn họ vẫn còn ở Thương Nguyên giới thì chắc chắn sẽ cho Tiểu Nguyệt một câu trả lời chắc chắn như chém đinh chặt sắt. Khi đó bọn họ xem những người tồn tại trên thế giới này là sâu là bọ. Nhưng mà những chuyện xảy ra trong mấy ngày nay đã cho bọn họ thấy được quyết tâm của người tu luyện ở nước C, càng bội phục chàng trai trẻ tuổi Lâm Thanh Diện từ tận đáy lòng. Tiểu công chúa, người không nên suy nghĩ nhiều như vậy, tôi chỉ là lo lắng một khi giới, mọi người từ Bách Tranh đến thế giới này tiến hành xâm phạm, nếu như chúng ta gặp bọn họ, đến lúc đó chúng ta phải làm sao đây? Tống Nghĩa nói lo lắng của mình ra. Tiểu Nguyệt bình tĩnh nói, mấy ngày nay tôi cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Nhưng mà nếu như thật sự đến lúc đó, tất cả hậu quả cứ để tôi gánh chịu đi, tôi cũng sẽ nói rõ với ba của mình, ba người chúng ta tự nguyện thoát khỏi Thương Nguyên giới, sống hay chết cho ông ấy làm chủ. Tiểu công chúa, Tiểu Nguyệt nhẹ giọng nở một nụ cười, lập tức nói, à đúng rồi, tang lễ của Huyền Vũ được tiến hành lâu như vậy, sao bọn người chúng thần điện vẫn còn chưa trở lại? Tiểu công chúa, tôi thấy có vẻ như là người muốn gặp Lâm Điện Chủ. Triệu Nhân vừa cười vừa nói. Lần trước hai người bọn họ ở cùng với nhau mấy ngày, bởi vì hiện tại Tiểu Nguyệt đã hoàn toàn không còn địa vị giống như trước kia, chính vì vậy hai người bọn họ cũng hay nói đùa với Tiểu Nguyệt. Chú Triệu này, chú nói lung tung cái gì vậy chứ? Sao tôi lại muốn gặp anh ta? Tiểu Nguyệt có chút ngượng ngùng. Tống Nghĩa và Triệu Nhân mỉm cười. Nói thật thì tài năng của Lâm Thanh Diện, tôi sống nhiều năm như vậy rồi, cho dù là ở Thương Nguyên giới nhưng tôi vẫn chưa từng nhìn thấy có người nào giống như cậu ta.
cũng chỉ có người tài năng với khí thế ngút trời như vậy mới có thể xứng với tiểu công chúa mà thôi. Tống Nghĩa vừa cười vừa nói, những lời nói này một nửa là nói đùa một nửa là lời nói thật lòng. Tiểu Nguyệt nghe xong, cong môi mỉm cười, hiện tại sao tôi có thể xứng với anh ta được chứ, hơn nữa Lâm Thanh Diện đã kết hôn sinh con rồi. Chuyện này có gì đâu, đại trượng phu tam thê tứ thiếp không phải là rất bình thường à. Triệu Nhân không quan tâm mà nói. Nhưng mà nói đến thì thương nguyên giới xác thực như thế. Tiểu Nguyệt lắc đầu, các người không hiểu đâu, thế giới này với thương nguyên giới của chúng ta không giống nhau, nhất là nước C quyết không cho phép tam thê tứ thiếp, huống hồ gì Lâm Thanh Diện lại yêu vợ của anh ta như vậy, tôi đã tận mắt nhìn thấy rồi. Nghĩ đến mình còn từng làm mẹ vợ của Lâm Thanh Diện một đoạn thời gian, Tiểu Nguyệt không khỏi nhếch miệng. Sau khi Triệu Nhân nghe xong, uể oải lắc đầu, không cho phép tam thê tứ thiếp, thế thì chẳng thú vị. Chú Triệu, thật ra tôi cảm thấy nếu như hai người gặp nhau thật lòng yêu nhau, một đời một kiếp chỉ yêu duy nhất một người, đây là tình yêu mà tôi mong muốn, không có gì là không tốt. Tiểu Nguyệt nói, quay người lại nhìn dãy Côn Luân ở ngoài cửa sổ, tiếp theo đó lại thở dài, chỉ sợ là đời này tôi không thể nào. Thời gian tiếp tục chuyển rời, trái đất này không ngừng quay. Mặt trời đang lặn phản chiếu đường chân trời thành một màu sắc ảm đạm. Lúc này núi Côn Luân dưới tia sáng của mặt trời lặn lại có một loại cảm giác chết chóc. Thật là kỳ quái, tại sao bọn người chúng thần điện vẫn còn chưa trở lại vậy chứ? Tiểu Nguyệt kinh ngạc hỏi. Hai người Tống Nghĩa và Triệu Nhân cũng nổi lên nghi ngờ. Hiện tại bọn họ không có tâm trạng để nói đùa, ngược lại còn thấp thỏm, đúng vậy đó, thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi nhưng mà trong đại điện trống không, một bóng người cũng không có, lẽ nào tang lễ của được tiến hành đến hiện tại ư? Lông mày xinh đẹp của Tiểu Nguyệt nhíu chặt lại, không đúng, theo tôi được biết thì tang lễ ở thế giới này với thương nguyên giới của chúng ta không khác nhau gì hết, trên cơ bản đến trưa đã kết thúc rồi. Vậy thật là kỳ quái, đến bây giờ mà vẫn còn chưa trở về, chẳng lẽ là nhóm bọn họ đi ra ngoài du lịch rồi? Triệu Nhân vừa cười vừa nói. Tiểu Nguyệt cũng không có tâm trạng này, cô ta có một loại dự cảm bất an. Hai người nói thử xem sẽ không phải là bên phía thương nguyên giới tấn công đó chứ? Lời này vừa mới nói ra làm cho bầu không khí trong căn phòng nhỏ trở nên lạnh lẽo trong nháy mắt. Cái này, không thể nào đâu, ở bên thương nguyên giới cũng không biết chuyện kiếm trảm tiên, chúng ta cũng không nói gì với thương nguyên giới hết, dựa theo lý thuyết thì bọn họ sẽ không tùy tiện làm việc như thế đâu. Triệu Nhân nói, Tiểu Nguyệt cắn môi nhìn hai người bọn họ, hiện tại tôi cảm thấy chỉ cần có Từ Tuyết Nhi ở đây thì không có chuyện gì là không làm được. Chẳng lẽ là hai người đã quên mất chuyện ba ngày trước chị ta đã sắp xếp sát thủ đến giết ba người chúng ta hả? Nghe thấy Tiểu Nguyệt nói như vậy, sắc mặt của Tống Nghĩa và Triệu Nhân hơi khẩn trương. Hoàn toàn chính xác, đại công chúa của thương nguyên giới tâm địa độc ác, không có cái gì là cô ta làm không được. Tiểu công chúa, cô đừng suy nghĩ quá nhiều, cô nghĩ lại mà xem, nếu như người của thương nguyên giới thực sự tiến công. Dựa theo lý thuyết bọn người từ Bách Tranh vừa ra tay cho dù Lâm Thanh Diện có thể ngăn cản thì ngăn cản được bao lâu. Chỉ sợ là lúc này người của thương nguyên giới đã hoàn toàn đánh tan chúng thần điện rồi. Triệu Nhân nói. Không sai, Triệu Nhân nói rất đúng, hiện tại nơi đây sóng êm biển lặng, chắc là không có chuyện gì đâu. Tống Nghĩa cũng nói như vậy. Tiểu Nguyệt nghe thấy hai người bọn họ đều nói như thế, lập tức lại có một dự cảm không tốt xuất hiện trong đầu. Nếu như ba của mình phạm phải tội ác tày trời, dựa vào thực lực thần cảnh đỉnh phong cùng với nhiều người tu luyện của thương nguyên giới, chúng thần điện có thể ngăn cản được bao lâu đây chứ? Vậy thì Lâm Thanh Diện, chẳng phải là rất nguy hiểm à? Tiểu Nguyệt quay người lại chạy ra khỏi phòng. Tiểu công chúa, cô muốn đi đâu vậy? Bọn người Tống Nghĩa vội vàng đuổi theo. Tôi muốn đến đỉnh núi Côn Luân nhìn một chút, Tiểu Nguyệt lớn tiếng nói. Không thể đi được đâu. Triệu Nhân bước lên ngăn cản ở trước mặt của Tiểu Nguyệt, Tiểu công chúa. Chẳng lẽ là cô đã quên mặc dù Lâm Thanh Diện tạm thời chấp chứa chúng ta nhưng mà người của chúng thần điện đối với chúng ta vẫn còn có khúc mắc ở trong lòng, dù sao thì Huyền Vũ cũng là bởi vì chúng ta nên mới chết. Đúng vậy đó, Tiểu công chúa, ngày hôm qua Lâm Thanh Diện đã liên tục dặn dò ngày hôm nay là tang lễ của Huyền Vũ, ngàn vạn lần chúng ta không được ra ngoài, nếu như khiến mọi người nổi giận, đến lúc đó thì coi như nguy to rồi. Tiểu công chúa, chúng ta không thể cô phụ sự sắp xếp của Lâm Thanh Diện được. Cậu ta là vì muốn tốt cho chúng ta. Tống Nghĩa lớn tiếng nói. Tiểu Nguyệt nhìn hai người bọn họ, thấp giọng nói, chú Tống, chú Triệu, giống như là hai người đã nói, chuyện đến ngày hôm nay Lâm Thanh Diện đã suy nghĩ vì chúng ta, nếu đã như vậy chúng ta cũng nên báo đáp lại anh ta,
chẳng qua là tôi chỉ đến đó xem một chút mà thôi, nếu như thật sự không có chuyện gì thì tôi sẽ lập tức trở về. Hai người đừng có cản tôi nữa, để cho tôi đi xem một chút đi, nếu không thì tôi sẽ không yên lòng. Tiểu Nguyệt nói, Tống Nghĩa và Triệu Nhân nhìn nhau, sau đó Tống Nghĩa bước lên nói, thôi được rồi, nếu như cô muốn đi thì cũng có thể, nhưng mà nhất định phải để hai lão già này đi cùng với cô mới được. Đúng vậy, tiểu công chúa, nếu như người của chúng thần điện nhìn thấy cô lại làm ra hành động gây tổn thương cho cô, chúng tôi còn có thể bảo vệ cho cô. Triệu Nhân cũng nói như thế. Ánh mắt của Tiểu Nguyệt cảm kích, được, tôi đồng ý với hai người, việc này không nên chậm trễ, các người đi cùng với tôi đi. Lúc nói chuyện, ba người bọn họ đã đi đến bên ngoài chúng thần điện. Ở bên ngoài trống rỗng, không nhìn thấy được sức sống của con người như lúc trước. Mà Tiểu Nguyệt như cảm nhận được có mùi máu trong không khí. Đi nhanh đi, Tiểu Nguyệt nói, mang theo hai người bọn họ cùng nhau đi đến đỉnh núi Côn Luân. Chương 1378, kịch biến. Nếu như đổi lại trước đó, bọn họ đi đến đỉnh núi Côn Luân không cần có bao nhiêu thời gian, nhưng mà bây giờ hồn lực của ba người bọn họ đã bị Lâm Thanh Diện phong bế, khi bọn họ đi đến giữa sườn núi mặt trời đã lặn xuống ở phía tây. Nhưng mà lúc này bọn người Tiểu Nguyệt không nói chuyện. Bởi vì mặc dù là khoảng cách với đỉnh núi Côn Luân, chỉ còn có một đoạn nhưng mà âm thanh chiến đấu đinh tai nhức óc xác thực rõ ràng truyền vào trong lỗ tai của bọn người Tiểu Nguyệt. Không hay rồi, xem ra là tiểu công chúa nói không sai. Người của thương nguyên giới đều đến đây đã tấn công. Tống Nghĩa căng thẳng nói. Lông mày của Triệu Nhân cũng cau chặt lại, không đúng, nếu nhưng thật sự là như vậy thì đám người Lâm Thanh Diện dựa vào cái gì mà có thể chống cự đến bây giờ vậy? Đúng vậy đó, thủ đoạn của ba anh em từ Bách Tranh vô cùng cao siêu, cho dù Lâm Thanh Diện có Lý Mộ Bạch rất lợi hại thì cũng không phải là đối thủ của bọn họ, có khi nào là bọn họ vừa mới tiến công. Tống Nghĩa suy đoán. Dù nói như thế nào thì chúng ta vẫn nên đi thôi. Nếu như để người của thương nguyên giới thấy chúng ta thì chắc chắn không tốt đâu. Triệu Nhân nói. Tiểu Nguyệt thì tỉnh táo, không muốn, đi thì hai người đi đi, tôi không quay về. Triệu Nhân mở to hai mắt, tiểu công chúa, hiện tại chúng ta không có tu vi, nắm đấm trên chiến trường thật sự không có bắt đầu, nếu như làm cô bị thương thì chẳng phải chúng tôi sẽ ăn năn cả đời à. Tiểu Nguyệt lắc đầu, chú Tống, chú Triệu, hai người xuống núi trở về đi, một mình tôi đến đó là được rồi. Nói xong, cô ta tiếp tục leo lên trên, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn so với lúc trước không ít, có thể nhìn ra được lúc này trong lòng của Tiểu Nguyệt rất lo lắng. Bây giờ phải làm sao đây? Triệu Nhân hơi luống cuống tay chân. Tống Nghĩa ở một bên bất đắc dĩ cười nói, thôi được rồi lão Triệu à, chúng ta đuổi theo đi, tiểu công chúa đã biết thương nguyên giới tấn công đến đây, ông cảm thấy rằng cô ấy sẽ còn trở về nữa, chẳng lẽ là ông đã quên Lâm Thanh Diện rồi? Triệu Nhân chớp mắt. Lập tức kịp phản ứng, xem ra người mà Tiểu Nguyệt lo lắng cũng chỉ có một mình Lâm Thanh Diện mà thôi. Hai người bọn họ cười với nhau một tiếng, bước theo bước chân của Tiểu Nguyệt tiếp tục đi về phía trước. Trên chiến trường, ở bên phía Tử Bách Tranh có vẻ như đã là bại trận, có rất nhiều người có thực lực từ hóa cảnh trở lên lại nhận thua, thế mà lại bị tất cả bọn người của chúng thần điện truy đuổi ôm đầu chạy tán loạn. Mà người đứng đầu còn là người chạy đầu tiên. Người ở trên bảng treo thưởng đều khát máu điên cuồng. Hiện tại quân lính của đối phương đã tan rã, đương nhiên là đám người này sẽ không bỏ ra cơ hội triển khai thân thủ ngàn năm có một như thế này. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, ba người bọn họ cũng không cam chịu bị tụt lại phía sau, ba người phối hợp với nhau rất hài hòa, ở trên không trung, hồn lực như mưa rơi đập vào bọn người thương nguyên giới đang chạy trốn dưới mặt đất. Mà tất cả những thứ này đều là bởi vì Lâm Thanh Diện và Quý Trường Thanh chém giết hai người Từ Trọng Hiểu và Từ Thúc Nhân. Hai người có thực lực thần cảnh đỉnh phong đã bị giết, chuyện này đối với thương nguyên giới mà nói không thể nghi ngờ gì là một sự đã kết có tính hủy diệt. Lúc này Từ Bách Tranh cũng không lo được nhiều như vậy. Sau khi đi đến phía dưới thông đạo, ông ta lớn tiếng kêu vài tiếng nhưng mà trong thông đạo lại không có bất cứ động tĩnh gì. Kỳ lạ, có chuyện gì vậy chứ? Trong đầu của Từ Bách Tranh suy nghĩ có khi nào là sau khi thần hồn của mình bị phong ấn, Tuyết Nhi không cảm nhận được sự tồn tại của mình ở phía dưới thông đạo. Sau khi nghĩ đến khả năng này, Từ Bách Tranh ra lệnh cho một người tu luyện có thực lực hóa cảnh đỉnh phong, cậu nhanh chóng liên lạc với đại công chúa đi. Dạ, thuộc hạ tuân mệnh. Cái tên có thực lực hóa cảnh đỉnh phong nổi lên khí tức, phát tán hồn lực vào trong thông đạo. Nhưng mà qua mấy chục giây, thông đạo vẫn không có bất cứ phản ứng nào. Giới chủ, đại công chúa làm sao vậy? Tại sao cứ chậm trễ không đón chúng ta trở về?
người có thực lực hóa cảnh đỉnh phong vô cùng khẩn trương mà hỏi. Ở bên phía bên đây, hồn lực của ba người Lâm Thanh Diện đã chiếm thế thượng phong, mắt thấy đã sắp đuổi tới. Nghĩ tới cảnh tượng thê thảm về cái chết của hai người em trai mình, Từ Bách Tranh lo lắng nên la lên, nhanh đi, tất cả mọi người các người, tất cả mọi người đều liên lạc với đại công chúa. Vâng, đám người đồng loạt lên tiếng. Tiếp theo đó có hơn 10 thần hồn cùng nhau đi vào trong thông đạo. Trên mặt của Từ Bách Tranh có sự lo lắng, không thể kiềm chế được âm thanh, ngẩng đầu lên nhìn thông đạo cao vút trong tầng mây, trong miệng thì lại lo lắng nói thầm, Tuyết Nhi, con sao vậy? Con nhanh chóng đón ba đi chứ. Mà lúc này ở thương nguyên giới xa xa, khóe miệng của Từ Tuyết Nhi đang canh giữ trước thông đạo mang theo một nụ cười lạnh lùng. Ở phía sau cô ta có 5 người đàn ông mặc áo choàng màu đen, mặt không đổi sắc đứng canh giữ ở nơi đó. Ở trên đất có rất nhiều người của thương nguyên giới đang nằm ngổn ngang, những người này đã không còn sức sống, chỉ là thân thể vẫn còn ấm, chắc là mới chết không bao lâu. Mà ở trước mặt của Từ Tuyết Nhi thì lại có mấy chục người của thương nguyên giới đang quỳ ở đó, trong những người này có người đã tu luyện, có người luyện đan, cũng có những người phụ trách chuyện ở cung điện. Đại công chúa, người thật sự phải làm như vậy ư? Đây chính là phản bội, có âm thanh của một người già run rẩy lên tiếng dò hỏi. Vừa mới dứt lời, ánh sáng của thanh kiếm lóe lên, trực tiếp cắt đứt yết hầu của ông già đó. Bây giờ tất cả những người có thực lực hóa cảnh trở lên đều đã đến nước C, 5 tên cường giả thần cảnh này chính là sự tồn tại mạnh nhất ở thương nguyên giới, bọn họ không có bất cứ đối thủ nào. Thuận tôi thì sống, nghịch tôi thì chết, hiện tại các người còn có ai không phục không hả? Từ Tuyết Nhi lạnh lùng hỏi đám người đang quỳ gối ở trước mặt mình. Những người này nhìn thi thể ngã trên mặt đất. Biết rõ Từ Tuyết Nhi giết người không chớp mắt, hiện tại bọn họ làm gì còn dám nói chuyện cơ chứ? Cho đến bây giờ ba tôi đã từng nói, nếu như tôi là con trai thì sau này thương nguyên giới sẽ được giao vào trong tay của tôi. Từ Tuyết Nhi lạnh lùng nói, hiện tại tôi muốn chứng minh với ông ấy, muốn chứng minh với tất cả mọi người, tôi, Từ Tuyết Nhi, cho dù là con gái thì vẫn có thể trở thành người quản lý thương nguyên giới như cũ. Dứt lời, cô ta lạnh lùng nhìn ở phía dưới thông đạo. Trong đó cô ta cũng đã sớm nhận ra được hồn lực đang cầu cứu mình. Chỉ là cô ta hoàn toàn không có dự định đi cứu viện. Đại công chúa, hiện tại giới chủ đang kêu cứu, người xem trước tiên có nên cứu bọn họ trở về rồi sau đó lại thương lượng đến chuyện này. Một ông già khác lại nơm nớp lo sợ lên tiếng nói. Từ Tuyết Nhi im lặng nhìn ông ta, chú chữ à, ông là người ở bên cạnh ba tôi, cho đến nay đều là ông đã chăm sóc chuyện áo cơm sinh hoạt thường ngày của ông ấy. Tôi cũng biết là ông rất có tình cảm với ông ấy. Đã như vậy, nếu không thì ông cũng xuống dưới với ông ấy luôn đi. Sau khi chú chữ nghe xong, sắc mặt thay đổi, không, thuộc hạ không nói nhiều lời nữa, xin đại công chúa thu hồi lại mệnh lệnh đã đưa ra. Từ Tuyết Nhi cũng không quan tâm nhiều, nháy mắt ra hiệu. Hai thành viên của đội thân vệ ở bên cạnh cô ta trực tiếp bước lên chuẩn bị ném chú chữ đang cố gắng chống chọi xuống thông đạo. Chú chữ biết rằng mình đến thế giới bên kia, thập tử vô sinh. Ông ta không hề do dự một chút nào mà trực tiếp rút ra một con dao găm tự sát. Đám người khiếp sợ không thôi, mà Từ Tuyết Nhi lại có thái độ rất sửng dưng. Sau đó cô ta nhìn mọi người rồi nói, mọi người đã thấy đó, tôi cũng không phải là người không nói chuyện tình nghĩa. Chú chữ nói là muốn phục vụ cho ba của tôi cho nên tôi đã muốn tiễn ông ta đi rồi. Ông ta lại không nguyện ý, thế mà lại tự sát, loại tiểu nhân khẩu thị tâm phi như thế này các người nói xem có đáng chết không chứ? Đại công chúa nói rất đúng. Chú chữ chết là rất đúng. Đám người chăm miệng một lời, bất đắc dĩ nói. Lúc này, Từ Tuyết Nhi đã khống chế tất cả mọi chuyện ở thương nguyên giới, sao cô ta có thể đón mọi người từ Bách Tranh trở về được chứ? Đối với người phụ nữ coi trọng quyền lợi như sinh mạng của mình, tình thân gì đó ở trước mặt của cô ta đều là con số không. Chỉ có quyền lợi mới là quan trọng nhất. Kể từ hôm nay trở đi, tôi sẽ tiếp quản thương nguyên giới. Từ Tuyết Nhi cất cao giọng nói với đám người ở trước mặt, tôi sẽ là nữ vương đầu tiên của thương nguyên giới. Chúc mừng nữ vương, chúc mừng nữ vương. Tình thế bắt buộc, bọn người thương nguyên giới cũng không thể không cúi đầu. Đối với bọn họ mà nói, chuyện ai làm giới chủ cũng không quan trọng, mà là bảo vệ được tính mạng nhỏ của mình mới là chuyện quan trọng nhất. Đối với tiếng hoan hô vang dội, Từ Tuyết Nhi cong khóe môi. Tất cả thuận lợi vượt qua dự định bình thường, ngay cả Từ Tuyết Nhi cũng cảm thấy đắc ý đối với mưu trí vượt qua người bình thường của mình. Thương nguyên giới đã sớm đổi chủ rồi,
Ba à, hình thức cai quản của ba quá mức lạc hậu, quá xưa cổ. Từ Tuyết Nhi thầm nghĩ trong lòng đã bắt đầu tính toán tương lai. Chương 1379, về không được rồi. Cho đến giờ phút này, ở trên đỉnh núi Côn Luân của nước C, Từ Bách Tranh cũng không dám tin đứa con gái lớn từ nhỏ đã nhận được sự cưng chiều của mình đã bỏ rơi mình. Ông ta không ngừng ra lệnh cho người bên cạnh phát ra tín hiệu cầu cứu với thông đạo. Nhưng mà lại không có động đậy gì hết, thông đạo vẫn giống như bình thường. Thẳng cho đến khi tất cả mọi người đã mất sức, không ôm bất cứ ảo tưởng gì đối với Từ Tuyết Nhi nữa. Giới chủ, không phải là đại công chúa, không có ý định đón chúng ta trở về đó chứ? Một người của thương nguyên giới nhìn Từ Bách Tranh, nhỏ giọng hỏi. Sau đó mười mấy người tu luyện của thương nguyên giới ở xung quanh thông đạo đều nhìn Từ Bách Tranh đang đứng giữa đám người. Mà lúc này ở trên đỉnh núi Côn Luân, tất cả những người đang tụ tập muốn trở về thương nguyên giới đều phát hiện ra vấn đề này. Thương nguyên giới phía trên thông đạo không có bất cứ rung chuyển gì, mà người phụ trách đưa đón mình trở về đến thương nguyên giới chính lại là đại công chúa Từ Tuyết Nhi. Hiện tại xảy ra chuyện như vậy, chỉ có thể nói rõ một điểm là Từ Tuyết Nhi đã bỏ rơi bọn họ. Không có khả năng, Tuyết Nhi sẽ không làm như vậy. Từ Bách Tranh khàn cả giọng, nó chính là đứa con gái mà ta yêu thương nhất, lại là đại công chúa của thương nguyên giới, nó không có khả năng phản bội ta. Giới chủ, Tuyết Nhi, là ba, ba là ba của con đây, con nhanh đón mọi người trở về đi. Từ Bách Tranh ngẩng đầu lên nhìn thông đạo lớn tiếng kêu gào. Nhưng mà đổi lấy với từng tiếng kêu gào của ông ta vẫn là thông đạo lạnh lẽo như cũ. Giới chủ, chúng ta, không trở về được rồi. Đối với những người tu luyện của thương nguyên giới mà nói, bọn họ đã ý thức được vấn đề nghiêm trọng của chuyện này. Mà ở đây cũng chỉ có một mình Từ Bách Tranh không chịu tin, ánh mắt của ông ta rất hoảng hốt, lắc đầu nói, không, không có khả năng. Tuyết Nhi sẽ không vứt bỏ ta, con bé sẽ không phản bội ta, con bé chắc chắn đã gặp phải chuyện gì đó. Đúng vậy, chắc chắn đã gặp chuyện gì đó rồi. Mặc dù là ông ta cũng biết bọn người thương nguyên giới nói đúng, nhưng mà tâm lý của Từ Bách Tranh vẫn không thể vượt qua được cửa ải này, lựa chọn lừa gạt mình. Đột nhiên ở phía sau ông ta lại truyền đến một âm thanh của người già, Từ Bách Tranh, đến bây giờ mà ông vẫn còn chấp mê bất ngộ nữa à? Người tu luyện của thương nguyên giới và Từ Bách Tranh cùng nhau quay đầu lại. Ở phía đối diện, Lý Mộ Bạch tiên phong đạo cốt, hai mắt lạnh lẽo nhìn về phía của mình. Ở hai bên là Lâm Thanh Diện và Quý Trường Thanh, hai vị cao thủ thần cảnh đang đứng sừng sững. Ở sau lưng của bọn họ là một đám người chúng thần điện đang tập trung lại với nhau. Trong đôi mắt của bọn họ đều mang theo thần sắc tức giận, kích động nhìn chằm chằm vào đám người thương nguyên giới ở trước mặt. Thiên đường có lối ông không đi, địa ngục không cửa ông lại tự mình chạy vào. Kiếm của Lâm Thanh Diện chỉ vào đối phương, ngày hôm nay, ai trong số của các người cũng không đi nổi. Từ Bách Tranh cùng với đám người thương nguyên giới đều bàng hoàng, trước đó mấy vị cao thủ thần cảnh đã ăn đan dược đối phó với Lý Mộ Bạch đều đang ngã trên mặt đất, mà đó cũng là cường giả thần cảnh cuối cùng lần này đến với thế giới này. Cố gắng mấy trăm năm, tích tụ mấy trăm năm, Từ Bách Tranh không ngờ đến là lại đổi lại một kết cục như vậy. Thân thể của ông ta sụi lơ ngã xuống, thuộc hạ thương nguyên giới ở hai bên đỡ ông ta, lúc này ông ta mới có thể ổn định thân hình. Nếu như nói ngày hôm nay có thể viết thành một quyển nhật ký, đối với Từ Bách Tranh mà nói đây chính là một nhật ký bi thảm nhất trên thế giới. Trận chiến mà thương nguyên giới đã tích lũy mấy trăm năm nay đã thất bại, không chỉ có như thế, hai người em trai ruột của mình đã bỏ mạng ở đỉnh Côn Luân, mà càng làm cho ông ta cảm thấy thất vọng đau khổ đó chính là đứa con gái lớn mà mình yêu thương nhất lại phản bội ông ta. Từ Bách Tranh, hôm nay là ngày chết của ông. Quý Trường Thanh cũng bước lên phía trước, chỉ vào Từ Bách Tranh rồi nói. Tất cả mọi người của chúng thần điện đều mang theo ánh mắt kích động. Gia nhập vào chúng thần điện, đối kháng với thương nguyên giới, đây chính là tôn chỉ ban đầu của bọn họ. Hiện tại thương nguyên giới đã bị tiêu diệt trong ngày hôm nay, cái này cũng mang ý nghĩa sứ mệnh của bọn họ đã sắp kết thúc rồi, cuối cùng nhiệm vụ đã được hoàn thành, điều này sao có thể làm cho những người tu luyện không kích động được cơ chứ? Giới chủ, hiện tại chúng ta phải làm gì đây? Một người tu luyện có thực lực hóa cảnh trung kỳ hỏi Từ Bách Tranh. Từ Bách Tranh nhìn thủ hạ của mình, ở bên cạnh mình ngay cả một cao thủ thần cảnh cũng không có, mà người có thực lực hóa cảnh trở lên cũng chỉ còn lại khoảng 30 người. Mặc dù là số người vẫn không ít, nhưng mà Từ Bách Tranh biết rằng hiện tại ba cao thủ thần cảnh cũng không làm đối phương mất một sợi lông. Cường giả thần cảnh trước mắt có nhiều người có thực lực hóa cảnh, hơn nữa cũng chẳng tốt,
đơn giản là chỉ để tiêu hao một chút hồn lực của đối phương mà thôi. Thua rồi, hôm nay đã thua hoàn toàn. Từ Bách Tranh bất đắc dĩ thở dài, ông ta đổ hết tất cả những chuyện này cho ánh sáng màu đỏ kỳ dị mà không phải là Từ Tuyết Nhi không đón bọn họ về Thương Nguyên giới. Đối với ánh sáng màu đỏ, trong lòng của Từ Bách Tranh rất thắc mắc. Có thể phong ấn hồn lực của ba thần cảnh đỉnh phong trong một lần duy nhất, cuối cùng là người có thực lực như thế nào? Chẳng lẽ là đã đạt đến cảnh giới đó rồi? Từ Bách Tranh sững sờ nhìn Lâm Thanh Diện, bởi vì ông ta biết rằng ánh sáng màu đỏ được phát ra từ phía Lâm Thanh Diện. Có được người khác trợ giúp, khó trách thằng nhóc này lại có thể cuồng vọng như vậy. Từ Bách Tranh bất lực thở một hơi. Giới chủ. Đám người Thương Nguyên giới kêu một tiếng, bọn họ hy vọng là Từ Bách Tranh có thể cho bọn họ một lời giải thích. Hiện thực tàn khốc không thể không đối mặt, Từ Bách Tranh thấp giọng nói, các vị, ngày hôm nay tôi đã mang các người đến đây, nhưng mà lại không có cách nào mang các người trở về. Hiện tại hồn lực của tôi đang chậm rãi hồi phục lại, tôi tin tưởng là không bao lâu đã có thể giải được phong ấn, hiện tại mọi người cần làm một chút là được rồi. Ông cần chúng tôi làm như thế nào? Một người trong đó lên tiếng hỏi. Hai mắt của Từ Bách Tranh nhìn về phía đám người, dường như là khó nói ra khỏi miệng. Giới chủ, ông cứ nói đi. Ông có biện pháp nào thì nói nhanh một chút đi, chỉ cần có thể để ông khôi phục lại thực lực thì chúng ta không sợ đối phương nữa. Đám người đồng loạt bày tỏ thái độ, hai tay của Từ Bách Tranh siết lại thật chặt, sau đó gật đầu nói, được, nếu đã như thế này, vậy tôi sẽ nói. Sau đó ông ta lại nhìn về phía đám người một lần nữa. Nói từng câu từng chữ trong miệng, tất cả mọi người, tự nổ. Lời này vừa mới nói ra, đám người liền xôn xao. Đương nhiên bọn họ biết là tự nổ đại biểu cho cái gì, cũng biết rằng mình có thực lực hóa cảnh tự nổ sẽ sinh ra uy lực lớn bao nhiêu. Đây chính là biện pháp duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến, tất cả mọi người tự nổ, tin tưởng là chúng thần điện sẽ chết hơn một nửa người, một khi thực lực của tôi khôi phục, tôi sẽ báo thù cho các người. Từ Bách Tranh nói. Người của Thương Nguyên giới tôi nhìn anh nhìn tôi, một người trong số đó lên tiếng nói, giới chủ, ý của ông là để toàn bộ chúng tôi tự chịu diệt vong, sau đó đổi lấy sự an toàn của ông có đúng không hả? Sau khi Từ Bách Tranh nghe xong, lông mày nhíu chặt lại, đúng vậy, thế nào? Đây không phải là chuyện mà các người nên làm à, các người phải biết rằng các người làm tất cả những chuyện này cũng là vì Thương Nguyên giới, mà tôi là người đại diện cho Thương Nguyên giới. Mắt của mọi người đều nheo lại. Bọn họ trông vô cùng do dự. Lấy vào việc tự nổ để bảo vệ cho Từ Bách Tranh, hơn nữa bọn họ sẽ cho rằng mình làm như vậy rốt cuộc có ý nghĩa hay là không. Sao vậy, các người muốn tạo phản hả? Ngay cả mệnh lệnh của ta mà cũng dám chống lại. Từ Bách Tranh nổi giận đùng đùng. Ở Thương Nguyên giới, ông ta là vua, tất cả mọi người nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ông ta. Ở bên chúng thần điện, chủ tước ở sau lưng của Lâm Thanh Diện nhỏ giọng nói, hiện tại còn không tấn công. Còn phải đợi đến khi nào nữa? Mắt của Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm vào đối phương, nhỏ giọng nói, tôi đã từng chứng kiến một con rối có thực lực hóa cảnh đỉnh phong tự nổ một lần, uy lực như thế cho dù là tôi cũng phải bỏ ra rất nhiều sức lực mới có thể tự vệ được. Lâm Thanh Diện nói không sai, uy lực tự nổ rất lớn, cho dù cao thủ thần cảnh cũng phải cẩn thận đối phó. Quý Trường Thanh cũng nói như vậy. Hai mắt của Lý Mộ Bạch nhìn chằm chằm vào đối phương, bọn họ có 30 người có thực lực hóa cảnh. Nếu như tự nổ cùng một chỗ, vậy thì người chết bên chúng ta cũng không thể đo lường được. Nhưng mà chúng ta cũng không thể cứ đứng ngó như thế này được. Chu Tước có chút nóng nảy. Cô ta nóng lòng tiêu diệt Thương Nguyên giới, nhưng mà cô ta cũng biết rằng Lý Mộ Bạch đã nói như vậy rồi, thế thì chắc chắn uy lực tự nổ vô cùng lớn. Lâm Thanh Diện nhìn về phía đối diện, trên mặt của anh xuất hiện một nụ cười kỳ lạ. Yên tâm đi, Từ Bách Tranh chết chắc rồi, các người có tin không, chỉ cần một câu nói của tôi. Thậm chí không cần tôi phải ra tay thì chính bọn họ cũng sẽ giết chết Từ Bách Tranh. Lâm Thanh Diện nhỏ giọng nói. Chu Tước nghi ngờ nhìn Lâm Thanh Diện, làm sao có thể được chứ, chẳng lẽ là những người Thương Nguyên giới này còn nghe theo mệnh lệnh của anh hả? Chuyện này thì chưa chắc đâu. Lâm Thanh Diện tự tin nói, đột nhiên lại sải bước đi ra phía trước. Người của Thương Nguyên giới nhìn thấy Lâm Thanh Diện đi tới, sắc mặt của bọn họ đều trở nên bối. Từ Bách Tranh lo lắng nói, nghe lời ta. Chỉ có thể tự nổ mới có thể ngăn cản được thằng nhóc này. Chương 1380, đáng giết. Sau khi đám người nghe xong thì lại càng do dự thêm. Tự nổ cũng sẽ chết, không tự nổ cũng sẽ bị bọn người Lâm Thanh Diện giết chết. Trong lúc bọn họ đang do dự, Lâm Thanh Diện trực tiếp mở miệng nói, các vị,
người mà chúng tôi muốn giết cũng chỉ có một mình Từ Bách Tranh mà thôi, chỉ cần các người giao Từ Bách Tranh ra thì tôi có thể đảm bảo các người sẽ không chết. Lời này vừa mới nói ra, tất cả mọi người ở bên phía Thương Nguyên giới yên tĩnh trở lại, bọn họ cảnh giác nhìn Lâm Thanh Diện, cho rằng Lâm Thanh Diện lại giở trò gì đó. Sao Lâm Thanh Diện lại không biết suy nghĩ ở trong lòng của bọn họ? Ta là điện chủ chúng thần điện, còn là gia chủ nhà họ Lâm ở nước C, tôi có thể chịu trách nhiệm cho mỗi một câu nói của mình. Giao Từ Bách Tranh ra, tôi sẽ tha cho các người không chết, đây chính là cơ hội mà tôi cho các người, cũng là cơ hội duy nhất. Nói xong, kiếm Trảm Tiên ở trong tay ra khỏi vỏ, mang theo ánh sáng rực rỡ. Bọn người Thương Nguyên giới lại bắt đầu lộ ra vẻ do dự, ở trong đó trong ánh mắt của một vài người bên phía Từ Bách Tranh tràn ra một loại cảm xúc kỳ dị. Từ Bách Tranh cảm nhận được ánh mắt như thế, ông ta có chút hốt hoảng, cậu các người muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là các người sắp bị thằng nhóc này mê hoặc? Giới chủ, cho dù nói như thế nào thì đây cũng là cơ hội mà bên chúng thần điện cho chúng tôi muốn đánh cược một lần. Đúng vậy, giới chủ, một mình mạng sống của ông để đổi nhiều mạng người như vậy, sau này chúng tôi sẽ cảm ơn ông. Giới chủ, tôi trên có già dưới có trẻ, tôi không muốn chết. Đám người đồng loạt lên tiếng nói, dần dần tụ lại về phía Từ Bách Tranh. Các người thật lớn gan, một đám vô dụng lại dám làm trái lại lời của tôi phải giết các người. Nói xong, Từ Bách Tranh đánh một quyền về phía một người trong đám người. Tên này chỉ là một người tu luyện có thực lực hóa cảnh tiền kỳ, theo bản năng phát ra hồn lực đưa tay ngăn cản lại. Chỉ là một chút đã chủ động hất Từ Bách Tranh đang công kích ngã trên mặt đất. Người kia sẵn sàng đứng nguyên tại chỗ, đó là chuyện mà trước kia cho dù là như thế nào cũng sẽ không xảy ra. Lúc này đám người mới ý thức được hiện tại Từ Bách Tranh đã bị phong ấn, hồn lực đã sớm không còn là cao thủ thần cảnh đỉnh phong cao cao tại thượng, thậm chí còn không bằng một vài cậu trai trẻ tuổi Vương Bát Quyền. Đáng chết, chờ đến lúc hồn lực của ta khôi phục lại, ta sẽ giết chết các người. Hai mắt của Từ Bách Tranh mang theo tơ máu, nổi giận đùng đùng. Người kia nghe xong lập tức có vẻ rất khẩn trương. Từ Bách Tranh luôn luôn là một người nói được thì làm được, đợi đến lúc ông ta khôi phục thực lực thì làm sao có thể bỏ qua cho mình được chứ? Nếu nói như vậy, không bằng ra tay mạnh trước. Người kia hạ quyết tâm, lớn tiếng nói các anh em, Từ Bách Tranh tàn nhẫn đã thành tính. Đợi đến lúc ông ta khôi phục lại thực lực, chúng ta có còn cơ hội sống sót không? Cho nên mọi người đừng do dự nữa, Lâm Điện Chủ đã mở lời rồi, sẽ tha cho chúng ta sống, chúng ta cũng nên nắm lấy cơ hội. Đám người thấy vậy thì liên tục gật đầu. Cái tên thối tha cậu lại dám phản bội lại tôi, các người dám phản bội tôi. Từ Bách Tranh lớn tiếng nói. Cho dù có phản bội thì cũng là do con gái lớn của ông đã phản bội ông trước. Một người trẻ tuổi có thực lực hóa cảnh nói với Từ Bách Tranh. Câu nói đó giống như một thùng nước lạnh dội từ trên đầu của Từ Bách Tranh mà dội xuống, làm cho ông ta cảm thấy cái gì gọi là xuyên vào tim. Ông luôn miệng nói ông là vì Thương Nguyên giới, vậy tại sao ông lại không suy nghĩ vì chúng tôi đi? Đúng vậy, ông cũng phải suy nghĩ vì chúng tôi một chút mới đúng. Đám người anh một câu tôi một câu, rất nhanh liền đưa ra quyết định. Đây chính là biện pháp mà anh nói đó à? Chu Tước nhìn tất cả mọi chuyện trước mắt, lạnh lùng nói. Lâm Thanh Diện mỉm cười, đúng vậy, như thế nào? Biện pháp này của tôi cũng không tệ lắm, có đúng không? Trong lòng của Chu Tước chưa đầy lửa giận, anh nói là anh sẽ thả toàn bộ người của Thương Nguyên giới đi à? Lâm Thanh Diện nhẹ gật đầu, đương nhiên, tôi đã nói là sẽ không để bọn họ chết, đương nhiên phải làm được. Nhưng mà, ý tôi đã quyết, cô đừng nhiều lời. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói. Chu Tước cắn môi, trong lòng của cô ta rất ấm ức cái tên thối tha này chẳng lẽ anh đã quên mất cái chết của Huyền Vũ nhanh như thế, đã quên mất sứ mệnh của chúng thần điện. Trước đó bỏ qua cho Tiểu Nguyệt cùng với bọn người Tống Nghĩa với Triệu Nhân đã chạm đến ranh giới cuối cùng của Chu Tước, hiện tại lại tự nhiên bỏ qua cho 30 người, chuyện này càng làm bọn người Chu Tước khó mà chấp nhận được. Hai tay của Chu Tước nắm chặt lại, Thanh Long ở một bên thấp giọng nói, đừng kích động, chúng ta phải tin tưởng vào Lâm Thanh Diện. Anh ta làm như vậy đương nhiên có dụng ý của anh ta. Chu Tước nhẹ gật đầu hạ quyết tâm, cho dù Lâm Thanh Diện có bỏ qua cho 30 người này thì phía bên mình cũng phải tìm một cơ hội giải quyết hết toàn bộ những người này. Mà lúc này người ở bên Thương Nguyên giới đã quyết định xong. Các người muốn làm cái gì, buông tôi ra. Từ Bách Tranh la lớn lên, nhưng mà lại không làm được chuyện gì, hai tay của ông ta bị hai tên thuộc hạ của Thương Nguyên giới khống chế. Giới chủ, đắc tội rồi.
hai người nói, đám người xung quanh đỡ Từ Bách Tranh đến trước mặt của Lâm Thanh Diện. Kẻ phản bội, một nhóm kẻ phản bội, các người gan to bằng trời, tất cả đều chết hết đi. Từ Bách Tranh không ngừng mắng chửi, nhưng mà vẫn không thể ngăn cản người của mình tự tay đẩy ông ta đến trước mặt Lâm Thanh Diện. Lâm Điện Chủ, Từ Bách Tranh cứ giao cho chúng tôi xử lý. Bọn người Thương Nguyên Giới nói với Lâm Thanh Diện. Khóe miệng của Lâm Thanh Diện mang theo một nụ cười lạnh. Quỳ xuống. Một tiếng quát lớn dọa Từ Bách Tranh giật mình, hai chân của ông ta mềm nhũn, đường đường là giới chủ của Thương Nguyên Giới lại trực tiếp quỳ gối trên đỉnh núi Côn Luân, quỳ gối ở trước mặt Lâm Thanh Diện cùng với đám người chúng thần điện. Quý Trường Thanh và Lý Mộ Bạch kích động đến nỗi nước mắt tuôn rơi đầy mặt. Bọn họ đang ở trên đỉnh núi Côn Luân hàng trăm năm, vì những người tu luyện có tài trên thế giới này mà có thể nói là đã nhọc lòng, là vì giây phút ngày hôm nay. Cảnh tượng như thế đã từng nhìn thấy trong giấc mơ vô số lần, cuối cùng nó chỉ là giấc mơ, nhưng mà hiện tại bởi vì có Lâm Thanh Diện ở đây nên đã biến giấc mơ của bọn họ thành hiện thực. Năm đó, một mình ma thần Tu La đã đuổi những người này đến Thương Nguyên Giới, phải nói là nó uy phong đến cỡ nào. Ngày hôm nay một tiếng hét của Lâm Thanh Diện đã khiến cho Từ Bách Tranh phải quỳ gối cúi đầu, khí thế cũng mạnh mẽ như thế này. Lâm Thanh Diện, cậu đừng giết tôi có thể đảm bảo là tôi sẽ không đến đây một lần nào nữa. Từ Bách Tranh nói. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nhìn ông ta, không giết ông. Không giết ông thì tôi phải nói với Lý Lão Tiền Bối và Quý Trưởng Lão như thế nào đây, không giết ông tôi phải nói với nhiều người chúng thần điện đã liều mạng vì đó như thế nào đây. Không giết ông vậy thì tôi cũng sẽ giống như Huyền Vũ, chết ở trên tay của cái đám Thương Nguyên Giới các người. Mỗi một câu một chữ đều phát ra từ tận đáy lòng của Lâm Thanh Diệt, hàm chứa lửa giận của mình đối với Thương Nguyên Giới, lại càng là cái roi hung hăng quất vào trong lòng Từ Bách Tranh. Cũng làm cho Từ Bách Tranh tỉnh táo nhận thức được lần này mình đã tuyệt đối không còn khả năng sống sót. Hiện tại rốt cuộc ông ta cũng đã hiểu được lần này mình đến thế giới này rõ ràng là do con gái lớn Từ Tuyết Nhi của ông ta xúi giục. Mà bây giờ Từ Tuyết Nhi lại không chịu đón bọn họ từ thông đạo trở về, cái này càng lộ rõ đó chính là âm mưu của cô ta. Ông thân là người của nước C lại dẫn người xâm phạm nước C, đáng giết. Ông là giới chủ của Thương Nguyên Giới, dung túng thủ hạ làm sằng làm bậy ở chỗ của chúng tôi, đáng giết. Ông âm tàn độc ác, không có giờ phút nào là không nghĩ tới linh khí trong thế giới của chúng tôi, lại càng đáng giết. Chỉ có ba lý do đáng giết này, hôm nay ông phải chết là chuyện không nghi ngờ gì. Lâm Thanh Diện lớn tiếng nói, sau đó kiếm trảm tiên ra khỏi vỏ, chỉ thẳng vào đối phương. Năm đó ma thần Tu La dùng thanh kiếm trảm tiên ở trong tay đuổi các người chạy đến Thương Nguyên Giới, hiện tại tôi muốn dùng thanh kiếm trảm tiên này để chấm dứt tính mạng của ông, đây cũng là do ý trời, ông chịu chết đi. Nói xong, cổ tay của Lâm Thanh Diện xoay chuyển trực tiếp hướng về phía cổ của Từ Bách Tranh. Đừng mà! Giọng nói này không phải phát ra từ Từ Bách Tranh. Ngược lại là giọng nói của một người phụ nữ. Lâm Thanh Diện có chút do dự quay người lại quan sát, dưới ánh trăng, bóng dáng của Tiểu Nguyệt đang nhanh chóng chạy về phía bên này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1380.